Y đạo quan đồ. chương 86 trở lại Xuân Dương. Mắt thấy chiếc taxi chờ sở yên nhiên càng lúc càng xa, trong lòng Trương Dương không khỏi nóng ruột. Nhịn không được nhoi đầu lên dục gã tài xế chạy hơn, bác tài, có thể cho xe chạy nhanh chút được không? Sắp mất dạng chiếc xe đằng trước rồi kia kìa, chạy gì mà chậm như rùa vậy. Đuổi được chiếc xe kia, ta trả ngươi gấp đôi. Gã tài xế vừa nghe thấy thế liền hăng hái hơn rất nhiều, sao ngươi không nói sớm hơn vừa nói hắn vừa đạp ga mạnh hơn, Trương Dương suýt chút nữa mất đà mà ngã về cửa kính chắn gió phía sau. Đưa bàn tay bám chặt lấy thành ghế lắc lắc đầu nói, sao ta cứ cảm giác như mình bị lừa tiền vậy nhỉ? Audio điện tử võ tấn bền Gã tài xế đắc ý cười nói, tại ta trông ngươi giống như cảnh sát mặc thường phục quá, nên phải cẩn thận đôi chút. Mà cho dù ngươi có là cảnh sát mặc thường phục đi nữa thì ta cũng chẳng sợ. Con chết A làm trong ngành mà vừa nói hắn vừa đạp ga cho xe chạy nhanh hơn, rốt cuộc cũng đuổi kịp chạy song song với chiếc taxi chở sở yên nhiên. Trương Dương gọi với sang, nhà đầu, cho dừng xe đi. Thấy Trương Dương đuổi theo trong lòng sở yên nhiên cũng thấy dễ chịu đôi chút nhưng vẫn không thầm nhìn hắn, hứ một tiếng rồi ngoảnh mặt sang một bên. Gã tài xế thấy tràng cảnh như vậy không nhịn được tùm tỉm cười nói, người ăn hem, bạn gái ngươi cũng xinh đẹp thật đó, nâng một chút nữa đi, ngươi xem, 50 đồng ta liền chặn chiếc xe đó lại cho ngươi. Căn bản Trương Dương cũng chẳng thèm để tí tiền còm này vào mắt, khỏi mặc cả lớn tiếng nói, 50 thì 50, nhanh chặn chiếc xe đó lại. Những lúc then chốt như vậy Trương Dương luôn luôn quyết đoán thẳng tay. Gã tài xế như được uống cả két tăng lực, đảo mắt nhìn sang chiếc xe bên cạnh rồi đạp mạnh ga phóng bọt lên xong vòng sang bên chạy phía trước chiếc taxi kia hắn giảm chân ga cho xe chạy chậm lại buộc chiếc xe kia cũng phải chạy chậm lại theo rồi dừng hẳn lại. Gã tài xế taxi kia tức giận hạ cửa kính xuống thò đầu ra ngoài mắng lớn, ngươi làm cái trò gì vậy? Tính gây sự hả? Trương Dương rút tờ 100 vất cho gã tài xế xong mở cửa xe chậm rãi đi tới chiếc taxi kia, mở cửa xe thản nhiên chui vào ngồi cạnh sở yên nhiên. Sở yên nhiên liếc mắt nhìn Trương Dương, cắn cắn môi dưới hậm hực mở cửa xe đi ra. Trương Dương nhẹ giọng cười nói, thôi nào, vừa mới tới Bắc Kinh, đến miếng nước còn chưa uống không thể cứ thế mà đi như vậy được chứ. Mà ta đã đắc tội với người đâu, sao lại đối xử lạnh nhạt với ta như vậy? Hai hàng mày liễu của sở yên nhiên dựng ngược lên chừng mắt nói là người đắc tội với ta đó. Nghe tin người bị bệnh là ta liền vội vàng mua vé máy bay chạy tới, cũng chẳng buồn ăn Tết Trung Thu với ông nội. Vậy mà ngươi, ngươi, ngươi lại nhàn nhã uống trà nói chuyện với người khác, ngươi có phải là người không hả? hai gã tài xế nghe vậy liền đánh mắt trao đổi nhau tiểu tử kia đã có đại mỹ nữ như vậy tới tận cửa tìm vậy mà lại còn dám vọng trộm với người khác thằng nhãi này rõ thật là phúc cũng chẳng biết đường hưởng nữa ta là cán bộ nhà nước là nô bộc của nhân dân ta chỉ bàn về công việc mà thôi ngươi cũng đừng có suy nghĩ nhiều như vậy được không ai tin ngươi chứ ngươi là đồ vô tâm đồ lăng nhăng ta không nghe ngươi nói nữa đâu hai gã tài xế ở một bên gật đầu đồng ý chăm chú xem diễn biến trò vui ra sao. Trương Dương mở to mắt nhìn hai gã tài xế kia, ta nói hai người các ngươi, ta không có thiếu tiền các ngươi, các ngươi bù hết ở đây làm gì vậy? Muốn xem náo nhiệt sao? Chỗ này chưa đủ loạn hay sao mà còn ở đây? Gã tài xế xe taxi nhíu mày nhìn Trương Dương nói, người nghĩ rằng ta muốn nghe các ngươi hờn dỗi nhau lắm sao? Là các ngươi làm loạn trong xe của ta đó, các ngươi biết không? Nếu như để mấy gã cảnh sát giao thông tới, ta cũng chẳng chịu nỗi tiền phạt đâu. Trương Dương nghe hắn nói thế liền kéo tay sở yên nhiên kéo nàng vào ngồi lại trong xe rồi quay lại nói với hắn, cho xe chạy tiếp đi, đến chỗ nào vắng vẻ thì cho bọn ta xuống. Gã tài xế cười khổ nói, ngươi thông cảm dùm, ta không làm như vậy được. Nhớ đâu ngươi làm chuyện gì phạm pháp thì thể nào ta cũng bị liên lụy. Nhà ta còn mẹ già con nhỏ, ngươi xem. Yên tâm gì, ta là cán bộ nhà nước. Đầu năm nay đều là mấy gã cán bộ nhà nước như người phạm pháp không đó Gã tài xế vẫn cứ uyển chuyển đáp lại Mãi lúc này sở yên nhiên mới mở miệng nói Ta còn chưa ăn gì đâu đó Tới toàn tụ đức đi Tuy rằng theo Trương Dương tới toàn tụ đức Nhưng tâm trí của sở yên nhiên đều đặt cả vào món vịt quay Bắc Kinh kia Chẳng thèm đoái hoài tới hắn Cứ ăn ngấu nghiến một mình Thấy sở yên nhiên ăn ngon lành như vậy Trương Dương cũng thấy yên tâm phần nào Cứ vui vẻ ngồi cười nhìn nàng ta ăn Trương Dương cũng biết, cảm tình của cô nàng sợ yên nhiên dành cho hắn, đổi lại là hắn, thấy cảnh như vậy hiển nhiên cũng khó chịu không kém. Sở dĩ nàng ta làm như vậy cũng là để phát tiết cơn giận trong lòng mà thôi. Điều hắn nên làm bây giờ là ngoan ngoãn ngồi một bên, chờ nàng ta nguôi cơn giận rồi mới bắt chuyện được. Thấy nàng ta chén gần hết con vịt quay xong, lại còn định tép sang đĩa bánh tráng, Trương Dương rốt cuộc cũng không nhịn được phải mở miệng khuyến cáo, ăn uống rượu chè nhiều quá không tốt đâu, mà nhất là con gái như ngươi, không cẩn thận béo phì lên đó. Ta ra sao thì mặc xác ta, việc gì cần ngươi phải lo. Ta với ngươi có quen biết sao? Đương nhiên là quen biết rồi, cả ngày ngươi đều nói ta là lưu manh, là mối tai họa của nữ nhân, đã thế còn chạy tới tận đây dám sát ta nữa. Cũng bởi vì ngươi xinh đẹp nên ta mới không ra ngoài lăng nhăng. Nhưng mà nếu như ngươi cứ ăn uống như vậy, Nhỡ mà béo phì lên không còn xinh đẹp như trước thì chẳng phải khiến ta a à ngoài gây họa cho nữ nhân khác hay sao? Cho dù ta mập ý cũng chẳng sao. Ta chẳng có quan hệ gì với ngươi. Dù ta có thành bộ dạng gì đi nữa cũng chẳng cần ngươi nhìn. Ngươi muốn đi gây họa cho ai thì mặc ngươi. Giờ ta chỉ cần biết một điều ta sẽ không để ngươi làm tổn thương ta được nữa là được. Thằng nhãi này là mặt dày có tiếng rồi. Sợ yên nhiên nói vậy nhưng hắn vẫn cứ vô sĩ đáp trả dù ngươi có không muốn đi chăng nữa ta vẫn chỉ muốn gây tai họa cho ngươi mà thôi. Sở yên nhiên thản nhiên bê bát canh vịt hầm lên người người một chút thờ ơ nói, ta sẽ không cho ngươi có cơ hội nào cả. Này, ngươi có thể bỏ qua mấy món vịt đó chuyển sự chú ý sang bên này một chút được hay không vậy? Bị làm ngờ từ đầu đến giờ, Trương Dương cũng thấy hơi khó chịu lớn tiếng hỏi. Sở yên nhiên đến liếc mắt nhìn cũng chẳng thèm, vẫn lãnh đạm bâng khưa nói, ta thấy ngươi cũng chẳng bằng con vịt này nữa ấy chứ nếu như ngươi thích ta sẽ làm việc cho ngươi ăn thoải mái vì hơi mất bình tĩnh nên giọng của trương dương hơi lớn cả đám khách xung quanh đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía này lúc này sở yên nhiên cũng không ra vẻ lãnh đạm được nữa khuôn mặt xinh đẹp vì ngượng mà đỏ bừng lên liếc nhìn xung quanh một chút rồi nhẹ giọng nói thật chẳng biết xấu hổ gì cả không như trương dương ra mặt nàng trắng bóc và mỏng tanh hiển nhiên nàng cũng không muốn làm tiêu điểm của mọi người trong quán vội vàng kêu phục vụ tính tiền lần này là Trương Dương mời ăn nên cũng không thể để nàng ta trả tiền như vậy được. Nhanh nhẹn cướp lấy tờ hóa đơn rồi rút phí thanh toán, xong xuôi liền một tay kéo sở yên nhiên, một tay sách vali nàng ta ra ngoài. Từ lúc thấy sở yên nhiên vội vàng bỏ đi, hắn mới nhận ra nàng ta có một vị trí quan trọng trong lòng hắn, hắn không thể cầm lòng được khi thấy nàng ta giận dỗi bỏ đi như vậy. Sở yên nhiên cũng không nói tiếng nào, cứ lặng lẽ đi theo sau hắn trên vỉa hè như hình với bóng. Có lẽ thể lực của Trương Dương vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nên mới đi được một lúc mà đã có cảm giác đuối đuối, bước chân cũng chậm lại. Sở Yên Nhiên cũng nhận ra tình trạng sức khỏe của hắn không được tốt. Ngoài miệng thì nói không tha thứ nhưng trong lòng cũng mềm đi rất nhiều. Nàng bước nhanh hơn đi song song cùng Trương Dương. Vừa đưa tay định sách vali dùm hắn thì Trương Dương nhân cơ hội này nắm luôn bàn tay nhỏ xinh của nàng. Sở Yên Nhiên nhẹ từ chối một chút nhưng vẫn để mặc hắn nắm tay đôi mắt đẹp nhìn thẳng trương dương nhỏ giọng nói ta nghĩ hiện giờ ta chỉ có thể chấp nhận ngươi làm bạn của ta được thôi nụ cười của trương dương đột nhiên đông cứng lại với trí tuệ của sở yên nhiên lẽ nào nàng ta không nhìn ra cảm tình của hắn cơ chứ quả thực hắn có thích sở yên nhiên nhưng hắn lại không thể nào đặt toàn bộ tình cảm của mình ở một mình sở yên nhiên được còn tần thanh còn tả hiểu tình còn hải lan còn cố giai đồng nữa thì sao trong lòng hắn mỗi người bọn họ đều có một vị trí quan trọng như nhau tuy rằng yêu nhiều người một lúc như vậy nhưng cho đến nay hắn chưa hề có cảm giác tội lỗi nào bởi lẽ hắn tin hắn có thể khiến các nàng đều cảm nhận được tình yêu đều hạnh phúc hai người cứ lặng lẽ đứng nhìn nhau nắm tay nhau dường như dòng người ồn ào đi lại xung quanh như không hề tồn tại trong mắt hai người bọn họ chỉ có đối phương giờ đây giữa trời đất chỉ còn hai người bọn họ ánh mắt trao tình mãi lúc sau sở yên nhiên mới mỉm cười nói thấy người bình an là ta an tâm rồi trương dương có chút xúc động nhỏ giọng nói nhà đầu ngốc đừng có đối với ta như vậy không chừng ta lại yêu hắn dừng lại một chút rồi nở nụ cười ngây ngô hình như ta yêu ngươi thật mất rồi nghe câu đó tuy sở yên nhiên vẫn nở nụ cười tươi hơn nhưng lại phảng phất có chút thương cảm đáng tiếc người ngươi yêu nhiều lắm mà lòng ta thì chỉ có một nàng nhẹ đỡ lại cái vali trong tay hắn ta phải đi rồi Tết Trung Thu này ta không nỡ để ông nội cô đơn một mình. Trương Dương cũng không mở lời ngăn cản, bởi lẽ hắn biết, hiện giờ hắn không có tư cách nói với nàng ta câu đó, chỉ có thể lặng lẽ buông bỏ nàng ta. Nhưng trong lòng hắn lại tự nhủ, đó chỉ là tạm thời bây giờ, một cô gái chân tình với hắn như vậy, là nam nhân hắn há có thể nhẫn tâm buông bỏ được sao? Đêm Trung Thu, Tần Thanh cũng không có tới văn phòng đại diện huyện Xuân Dương mà nàng ở lại trường đảng tham dự buổi tiệc của mấy người cùng học, Âu cũng là cơ hội để quen biết mở mang mối quan hệ với người khác. Chỉ có điều đớ sai úng không hẳn là ý muốn của nàng ta hay chỉ đơn giản là lấy cớ lảng tránh ai đó. Sau bữa cơm tối, Trương Dương cùng cố dài đồng kéo nhau lên sân thượng tòa nhà văn phòng đại diện ngắm trăng. Hai người sóng vai đứng dưới ánh trăng trong vắt ngắm bầu trời sao lung linh cùng ông trăng tròn trịa. Không gian vắng lặng, chỉ có tiếng gió hưu hưu thổi, chỉ có hai người bọn họ đứng trong màn đêm. Trương Dương đưa tay nắm bàn tay thon nhỏ của cố giai đồng nhỏ giọng nói, hôm nay là Tết Trung Thu. Người bỏ nhà lên đây như vậy, không sợ người nhà nói gì sao. Cố giai đồng nở nụ cười, nhưng lại thoáng có tia đau thương, đúng vậy. Ta là một người phụ nữ đã xuất giá, theo lẽ thường thì phải trở về nhà đón Tết Trung Thu với mọi người. Thế nhưng thực sự ta không muốn về cái nơi chỉ toàn đau buồn đó nữa, nếu như về nhà, ta sợ ta cũng không dám đối mặt với cha ta. Bởi vậy ta mới nghĩ tới ngươi, nàng quay sang nhìn Trương Dương nhưng lại phát hiện, đêm nay nụ cười của hắn không sáng lạn như mọi ngày. Nàng nhẹ nhàng khoát tay vòng ra sau cổ hắn nhẹ giọng nói, có phải vì ta mà ngươi gặp rắc rối với nàng ta? Trương Dương lắc lắc đầu hắn đưa tay véo véo nhẹ má Cố Giai Đồng cười nói, "Chị Giai Đồng, chị nói xem, có phải ta là người hoa tâm hay không?" Cố Giai Đồng nhịn không được cười khanh khách, đã từng này tuổi đời hiển nhiên cách nhìn của nàng cũng khác những cô gái mới lớn mới yêu kia ngay như chính chuyện của mình cho dù đã quan hệ với trương dương nhưng đến giờ nàng vẫn không xác lập bất kỳ mối quan hệ nào với hắn mới đầu thì toàn là cãi vã đấu khẩu rồi đến cứu giúp tương trợ nhau cuối cùng củi khô gặp lửa cuồng nhiệt mà nóng bỏng tuy rằng nàng là gái đã có chồng mà hắn cũng có người thương nhớ vậy mà giữa hai nghi ời vẫn xảy ra chuyện đó cố giai đồng nhẹ giọng nói quả thực ta chưa hề lo lắng chuyện này lúc ở đông giang thấy tình cảm thắm thiết của ngươi với hải lan thấy ngươi vì người yêu mà không tiếc bất cứ gì, thấy ngươi vì người yêu mà có thể chấp nhận rời đi mà ta ước ao, ước ao ta là nàng ấy, ước ao có một người yêu trung tình như ngươi. Sau đó ta lại nghe nói ngươi cũng không chỉ có mình Hải Lan, ta cũng không biết ngươi có hoa tâm không nữa. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, ta cũng không thể ghét ngươi được. Trương Dương nở nụ cười tươi, thật sự vậy sao? Cố dài đồng nghiêm túc gật đầu một cái thật mạnh, hôm nay thấy ngươi đuổi theo cô nàng sợ yên nhiên kia, Lòng ta cũng thấy có chút khó chịu. Nhưng sau đó ta cũng đã nghĩ thông suốt, ta không phải gánh chịu bất kỳ trách nhiệm nào với ta, mà ta cũng không đòi hỏi gì ở ngươi. Ngươi là ngươi, ngươi có quyền tự do riêng, có cuộc sống riêng của ngươi. Trương Dương nhẹ nhàng lắc đầu, thật sự ngươi vẫn không rõ, trong lòng ta từ lâu đã chấp nhận ngươi là người của ta. Người mà ta phải thương yêu bảo vệ, không được để bất kỳ kẻ nào gây khó dễ cho ngươi. Nhưng mà ta vẫn băn khoăn một điều, chẳng hiểu sao tình cảm của ta lại có thể chia thành nhiều phần như vậy. Tuy rằng ta rất công bằng, không bên nặng bên nhẹ, mỗi người ta đều yêu thương thật lòng. Nhưng chẳng hiểu sao trên phương diện tình cảm, ta lại không thể dứt bỏ bất kỳ người nào được. Đây là những lời ấp ủ trong lòng hắn bấy lâu, đến giờ hắn mới được giải tỏa. Nếu như những lời này từ miệng người khác nói ra chắc chắn cố dài đồng liền cho rằng hắn là một gã vô liêm sĩ trắng trợn. Nhưng biết được con người thực của Trương Dương, những lời này của hắn là thực lòng không chút mảy may dối trá, trong ánh mắt hắn ngập tràn chân thành thiết tha. Cố dài đồng hơi kẹp nhẹ hai cánh tay đang vòng ở cổ hắn, nhìn thẳng mắt hắn nói, chẳng lẽ ngươi lại không nghĩ đến kết quả sau này với các nàng ta sao? Đa số người ta yêu nhau là vì hôn nhân, vì gia đình, còn ngươi. Trương Dương có vẻ hơi bối rối trả lời lại, nếu như theo lời ngươi thì ta phải chọn một người trong số đó để lập gia đình, rồi để những người khác phải sống trong cô đơn thống khổ cố giai đồng nhẹ cắn cắn môi dưới quả thật nàng cũng đã từng nghĩ đến vấn đề này người khác thế nào nàng không biết chứ hiện giờ càng lúc nàng càng không thể rời xa hắn được giả như thật sự hắn chọn cô nàng sở yên nhiên kia bỏ rơi nàng không thèm để ý tới nàng nữa thì nhất định nàng lại phải sống trong cô đơn khổ cực nàng không dám trả lời câu hỏi của hắn mà chỉ nở nụ cười ngọt ngào rồi khẽ kiểm chân hôn nhẹ hắn trương dương cũng đáp trả nụ hôn của nàng rồi hắn lại không thành thật miệng hơi hé ra đầu lưỡi như con lươn đang không ngừng công kích miệng cố dai đồng. Hai bàn tao to bè của hắn để phía sau lưng cố dai đồng cũng chậm chậm dịch chuyển xuống đôi mông căng tròn. Cố dai đồng nhẹ dẫy ra nhỏ giọng mắng, ta bỗng nhiên nhận ra, ngươi không phải người hoa tâm, chỉ là ngươi quá tham lam, chỉ muốn đem tất cả nữ nhân trên thế gian này ôm hết vào trong hậu cung của ngươi. Ngươi chẳng khác gì một gã tiểu địa chủ bụng phệ thời phong kiến, muốn lấy vài lão bà mới thỏa lòng. Trương Dương nhịn không được ha hả cười lớn, lần trước ta có xem bộ phim, đèn lồng đỏ treo cao, lúc đó ta cũng đã nghĩ qua. Nếu như ta có một căn nhà to, đất rộng, thì nhất định ta phải xây thật nhiều phòng, lớn có, nhỏ có, để có thể cưới thật nhiều lão bà. Nhưng ta lại không nỡ để mọi người xa nhau như trong phim, ta nghĩ ta nên làm một cái giường thật lớn để có thể đem tất cả lão bà để trên giường một lượt. Đó mới là hơn người, đó mới là hưởng thụ chứ. Cố dài đồng đỏ mặt hắn giọng mắng, người nói mà chẳng biết xấu hổ gì cả loại chuyện như vậy mà cũng nghĩ ra được, không sợ mệt chết à. Trương Dương vênh mặt ngẩng cao đầu gióng giạc trả lời lại, ta nghĩ ta có đủ sức làm chuyện đó. Cho dù tam cung lục viện cũng chẳng là gì, hơn nữa để tất cả nữ nhân của mình được hạnh phúc thì có mệt chết ta cũng cam tâm tình nguyện. Không cho ngươi nói những điều xui xẻo đó nữa, vừa nói cố dài đồng vừa nhéo nhéo tai Trương Dương nhưng lại không hề có chút lực nào, tai vơ như vuốt ve nhẹ nhàng vậy. Trương Dương vòng tay qua chiếc eo nhỏ nhắn, dùng sức một chút kéo thân thể mềm mại kia sát vào lòng. Thân thể cọ sát nhau, cảm nhận di trô khí tức mạnh mẽ của nam nhân, thân thể cố dài đồng lại càng mềm mại hơn. Đôi mắt đẹp quyến rũ nhìn thẳng mặt Trương Dương dịu dàng nói, người thực sự muốn mệt chết sao? Còn không biết ai sẽ mệt chết đó. Mặt trăng sáng tròn bỗng nhiên lẩn trốn sau đám mây, làm bầu trời đêm càng trở nên hôn ám mịt mờ hơn. Bóng tối lại lặng lẽ lan tràn khắp nơi, chiếm lại địa phận của những ánh trăng lúc nãy. Sau khi đã suy nghĩ kỹ, Trương Dương vẫn quyết định ngày 18 này sẽ trở lại Xuân Dương tham dự buổi lễ cắt băng khánh thành trung tâm thẩm mỹ của bệnh viện chăm sóc bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Vốn dĩ Trương Dương cũng định mời cả Tần Thanh về tham dự, nhưng lại bị nàng ta từ chối, lấy lý do học tập bận rộn. Trương Dương cũng quá quen với việc bị nàng ta lảng tránh làm ngơ như vậy. Mà hơn hết, lúc hắn đang trong tình trạng nguy kịch ở bệnh viện Nàng ta đã thổ lộ tình cảm của mình nhầm bây giờ càng cố tình né tránh thì lại càng thêm rõ ràng hơn mà thôi. Trương Dương cũng là người không thích gây áp lực cho người khác, mà với người mình yêu mến thì hắn lại càng không. Từ lúc chào đời rồi được sống lại tới nay, đây là lần đầu tiên hắn đi máy bay. Trải qua 3 tiếng đồng hồ thấp thỏm bất an, cuối cùng máy bay cũng đỗ xuống đất an toàn. Lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, thế là sống rồi. Tới danh thành trước một ngày, Trương Dương cũng vì muốn đi thăm vị cha nuôi Lý Trường Vũ kia một chút. Lúc Lý Trường Vũ nhận được điện thoại của Trương Dương, cũng tỏ ra thập phần vui vẻ nhưng lại không có mời Trương Dương tới nhà dùng cơm mà kêu Trương Dương tới nhà số 15 thuộc tiểu khu Phong Lâm, lúc tới nơi Trương Dương mới nhận ra, hóa ra nơi đây lại là tổ ấm bí mật của Lý Trường Vũ cùng Cát Xuân Lê. Hắn có thể bảo Trương Dương tới thẳng đây đủ thấy hắn đã coi Trương Dương như người trong nhà, không việc gì phải giấu giếm nữa. Mà thông qua việc này, ý của hắn cũng là muốn nói cho Trương Dương việc hắn vẫn sẽ chiếu cố chống đỡ cho Trương Dương. Cát Xuân Lệ mặc một chiếc váy ở nhà màu rộng thùng thình đỏ trói, nhìn thoáng qua thì so với trước đây, nàng ta béo lên không ít, xem ra gần đây lý phó thị trưởng tưới tiêu chăm sóc cũng khá chu đáo, bằng không sao hoa lại nở bung ra như vậy. Thấy Trương Dương tới, nàng ta nhẹ nhàng mời Trương Dương vào nhà, Trương Dương chủ động cởi dầu đi dép vào trong nhà. Vừa bước vào phòng, Ấn tượng đầu tiên của Trương Dương là sàn nhà bằng gỗ sơn màu đỏ thắm sáng bóng không chút tỉ vết hay hạt bụi nào. Bỗng nhiên Trương Dương lại nhớ tới lần tới chơi căn nhà cai của Lý Trường Vũ, sàn nhà thì bụi bẩn, lại toàn hạt dưa. Có mụ vợ vừa lười biếng lại tác quái như Chu Hồng Mia, Lý Trường Vũ bỏ nhà sống với người tình là chuyện chẳng phải bàn cãi. Trước mặt Trương Dương, Cát Xuân Lệ cũng không có câu nệ điều gì, một người biết rõ chuyện của hai người bọn họ như Trương Dương có lảng tránh hay che giấu thì chỉ tổ mất mặt hơn mà thôi. Mà trái lại cứ vui vẻ cười nói như người một nhà lại càng thấy thân thiết, tự nhiên hơn. Kỳ thực cũng chẳng ai thích sống cái cảnh suốt ngày phải giấu giếm đó, không thể ngẩng mặt mà nhìn người khác được. Thấy Trương Dương, Cát Xuân Lệ lại càng cảm thấy thân thiết hơn, bởi lẽ gần như cũng chỉ mình Trương Dương mới không để tâm gì đến chuyện xấu của hai người bọn họ. Thấy Trương Dương tới, Lý Trường Vũ cũng đứng dậy cười nói, "Ở lại ăn cơm đi, chút nữa ta với ngươi làm vài chén cho vui." Trương Dương cũng không câu nệ khách khí, sảng khoái gật đầu đồng ý. Rửa mặt xong tới phòng ăn, đã thấy các Xuân Lệ chuẩn bị xong đồ ăn rồi. Lý Trường Vũ mở một chai Mao Đài rồi rót đầy ba chén. Lý Trường Vũ hỏi, "Sao rồi, ở Bắc Kinh có quen không? Công tác vẫn thuận lợi cả chứ?" Không xuông sẻ cho lắm, đang định xem người ta còn chuyển ta tới đâu nữa lý trường vũ cũng thấy nao nao lúc sau liền nhận ra là trương dương đang ám chỉ mình trương dương nở nụ cười lý trường vũ cùng cắt xuân lệ cũng cười theo lý trường vũ mở mà nâng ly rượu nói lớn thôi không nói chuyện nữa cạn ly trương dương ngấp một ngụm nhỏ rồi chậm rãi nói chú cháu thấy cái văn phòng đại diện này cũng chẳng khác gì nơi liên lạc tới đó chẳng khác gì đi du lịch cả thằng nhãi này càng ngày càng tỏ ra quen thân với lý trường vũ hơn trực tiếp gọi thẳng một tiếng chú mà lược hẳn phần tên họ phía sau. Tuy rằng đang ở danh thành nhưng những chuyện xảy ra ở Bắc Kinh, Lý Trường Vũ cũng đều biết tường tận. Hắn ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Trương Dương cười nói, nghe nói ngươi vừa tới nhậm chức ở văn phòng đại diện huyện là liền làm một động thái lớn. Ngươi muốn cùng người khác biến nơi đó thành nhà hàng ẩm thực sao? Trương Dương cười nói, là cố giai đồng thấy chỗ đó khá tốt liền đề nghị bỏ vốn đầu tư. Bên chúng ta chỉ việc bàn giao mặt bằng là được chuyện tốt như vậy có tháp đèn lồng tìm cả chục năm cũng không tìm được đâu cát xuân lệ ngồi nghe một bên không biết ai là cố giai đồng liền nhỏ giọng hỏi cố giai đồng là ai vậy có nhiều tiền lắm sao lý trường vũ làm bộ dạng hờ hứng bông khưa trả lời lại nàng ta là đại tiểu thư của cố bí thư tỉnh ủy cũng là bạn của tiểu dương kỳ thực đến bản thân hắn cũng không hiểu rõ mối quan hệ của thằng nhãi này với cố tiểu thư ra sao trương dương vừa tới nhậm chức ở văn phòng đại diện một cái là nàng ta liền theo chân bỏ vốn đầu tư ngay lại không hề có chút yêu cầu nào như vậy đủ thấy quan hệ hai người tuyệt nhiên không chỉ ở cái mức bạn bè bình thường được mà trước đó vài ngày cứ tưởng rằng tiền đồ chính trị của thằng nhãi này có nguy cơ sụp đổ vậy mà không ngờ bên phía quân đội từ bình hải tới bắc nguyên đều vì hắn ra mặt nói đỡ thử hỏi lực lượng phía sau hắn cường đại cỡ nào trương dương gượng cười nhanh nhỏ nói thêm vào Bọn ta cũng chỉ là bạn bè bình thường, lúc nói ra mấy lời này, Trương Dương lại cảm thấy có chút hối hận. Mẹ nó chứ, nói như vậy chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi cả. Vội vàng nhấp một ngụm rượu nữa rồi chuyển chủ đề chú, có chuyện này đến giờ cháu vẫn chưa hiểu, vụ việc lần trước đến tột cùng là ai đứng sau chủ mưu vậy. Chén rượu trong tay Lý Trường Vũ hơi chứng lại một chút, hắn đương nhiên hiểu Trương Dương không phải thuộc dạng người biết kìm nén tức giận. Tuy rằng lần trước hắn vẫn chủ động lẩn trốn nhưng đó cũng chỉ vì bắt buộc, nhiều phía tác động vào nên hắn mới chấp nhận tạm thời rời đi. Có lẽ tới Bắc Kinh mấy ngày hắn cũng chỉ để tránh đầu sóng ngọn gió cùng tĩnh tâm lại. Đến hôm nay hắn cũng không phải đơn giản là tới thăm, mà mục đích chính vẫn là muốn điều tra xem kẻ chủ mưu đứng sau. Vậy là bấy lâu nay thằng nhãi này vẫn đừng nấu ý định trả thù. Qua vài lần Lý Trường Vũ cũng biết Trương Dương là người có thù tất báo, nhưng làm vậy lại hơi làm khó cho mình. Lý Trường Vũ liếc mắt nhìn Trương Dương một cái rồi chậm rãi nói, trên quan trường có nhiều chuyện không phải cứ muốn là được. Người cũng nên suy nghĩ xem chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, có câu, còn dừng lo gì thiếu củi đốt. Mà căn bản cũng tại người ở Xuân Dương thể hiện quá xuất sắc. Một thanh niên trẻ 20 tuổi mà chỉ tỏng một thời gian ngắn lại có thể kêu gọi an lão chịu bỏ tiền đầu tư. Thử hỏi như vậy thì sao không có người đốt kỵ ganh ghét cho được. Chưa kể đến vụ tai nạn sập mỏ than nữa, cấp trên đã cố gắng ém nhẹm chuyện này, vậy mà người cùng Tần Thanh lại cứ điều tra bới móc ra khiến một số người bị ảnh hưởng lợi ích không nhỏ. Những chuyện các người gặp phải trông thì ngẫu nhiên nhưng đó lại là tất nhiên. Người có hiểu không? Trương Dương nhíu nhíu mày, chẳng lẽ chú định bảo cháu phá bỏ nguyên tắc quan trường của cháu hay sao? Lý Trường Vũ nhếch mép cười nhạt một tiếng, bất kể là thời đại nào, bất kỳ là xã hội nào đi chăng nữa thì chỉ có quy tắc của cường giả người yếu thì chỉ còn cách phải tuân theo quy tắc của kẻ mạnh. Nếu như người cố ý phá bỏ cái nguyên tắc đó, thì chắc chắn sẽ có cường giả xuất thủ đối phó ngươi. Trương Dương lạnh lùng gần từng chữ một, đừng dài dòng nữa, rốt cuộc là kẻ nào muốn hãm hại ta. Lý Trường Vũ lắc đầu nhàn nhạt nói, Trương Dương à, người việc gì ép phải tra rõ ngọn nguồn như vậy. Chẳng lẽ ngươi không biết chuyện này tốt hơn hết là nên bỏ qua đi hay sao? Chuyện của mỏ than ngươi còn bỏ qua được, vì sao chuyện này ngươi cứ nhất quyết phải làm rõ. Trương Dương lạnh lùng nói, vụ việc ở mỏ than đều không phải nhầm vào ta, mà chuyện lần này là có người cố ý dắp tâm hãm hại ta cho bằng được mới chịu thôi. Trước sự tức giận của Trương Dương, Lý Trường Vũ nở nụ cười. Dù sao tuổi đời hắn còn rất trẻ, làm việc còn theo cảm tính, dễ xúc động. Nếu như hắn đã nhìn ra kẻ đứng sau màn là một đại nhân vật nhường nào thì sao hắn vẫn cứ cố tra rõ ngọn ngành như vậy? quả thật hắn cũng không thể nói ra cái tên hứa thường đức được. Đây cũng không hẳn là vì bản thân hắn, mà trong thâm tâm hắn vẫn muốn bảo hộ cho Trương Dương, không muốn tiểu tử này tự đâm đầu vào chỗ chết. Lý Trường Vũ không có trả lời câu hỏi của Trương Dương mà lại lảng sang chuyện khác, người lần này trở về là vì chuyện gì vậy? Lúc này Trương Dương mới nói cho hắn biết vài ngày tới trung tâm thẩm mỹ viện ở bệnh viện bảo vệ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em khai trương, hắn về để tham dự lễ cắt băng khánh thành nghe xong lý trường vũ cũng gật gật đầu nói có thể lợi dụng chuyến về xuân dương lần này để bồi đắp thêm quan hệ của ngươi ở xuân dương cú lo chuẩn bị để trở về cho tốt đi vì ngươi cũng không có khả năng ở vĩnh viễn cái văn phòng đại diện đó được nói xong hắn lại ngừng một chút rồi chuyển chủ đề tiếp theo được rồi còn tần thanh thì sao vẫn học tập ổn định ở trường đảng chứ cũng chỉ gặp qua vài lần nàng ta ở lại luôn ký túc xá trong trường rất ít khi trở về văn phòng đại diện lý trường vũ gật đầu nói muốn làm chính trị thì trước tiên phải thiết lập mối quan hệ cùng mở rộng tầm ảnh hưởng chống quan trường là nơi phức tạp nhất và nguy hiểm nhất cho dù không làm chuyện gì thì chắc chắn chuyện cũng sẽ đến tìm ngươi dù sớm hay muộn ngươi sẽ không tránh được mãi đâu đây là hắn đang uyển chuyển nhắc nhở trương dương kêu trương dương mau chóng xử lý tốt mối quan hệ của hắn với tần thanh không nên vì chuyện này mà phá hỏng tiền đồ của cả hai người đương nhiên Trương Dương cũng nhận ra ẩn ý trong câu nói của hắn. Chỉ cần là người khác thật tâm nhắc bảo, hắn cũng khiêm tốn tiếp thu. Chỉ có điều nghe thì vẫn nghe, tiếp thu thì vẫn tiếp thu nhưng còn làm thế nào thì hắn đã có dự tính sẵn trong đầu, không thể vì một hai câu nói của người khác mà thay đổi được. Đương nhiên Trương Dương cũng nhận ra ẩn ý trong câu nói của hắn. Chỉ cần là người khác thật tâm nhắc bảo, Trương Dương cũng khiêm tốn tiếp thu. Chỉ có đều nghe thì vẫn nghe, Tiếp thu thì vẫn tiếp thu nhưng còn làm thế nào thì hắn đã có dự tính sẵn trong đầu, không thể vì một hai câu nói của người khác mà thay đổi được. Mà nói đi thì cũng phải nói lại, cứ nhìn Lý Trường Vũ thì biết, chuyện hắn ăn nằm gian díu với Cát Xuân Lệ cũng chẳng khác gì ôm bom nổ chậm. Nếu như bị phanh phui ra thì chắc chắn con đường làm quan của hắn bị tác động không nhỏ. Sợ rằng sẽ giáng chức như trời ấy chứ. Lý Trường Vũ cũng chẳng muốn nói mấy lời dư thừa với Trương Dương về vấn đề này nữa. Bởi lẽ Trương Dương giờ tuổi hắn còn trẻ, chưa lập gia đình, hắn yêu ai đó là chuyện thường tình, chẳng việc gì phải lo lắng thái quá cả. Mà điều quan trọng nhất đối với hắn bây giờ là phải cẩn trọng trong công tác cũng như trong vấn đề kinh tế tài chính, không nên để những việc như vừa rồi tiếp diễn. Qua một tuần rượu nữa, đến lượt Trương Dương chuyển chủ đề về tiến độ xây dựng dự án khu du lịch sinh thái núi Thanh Thai. Không phải tự kiêu chứ thực ra cũng là do một mình hắn chạy đôn chạy đáo, huyện mới có cái dự án lớn này. Tuy không còn liên quan gì nữa nhưng hắn vẫn rất quan tâm tới dự án này. Cũng như Trương Dương, Lý Trường Vũ cũng thường xuyên theo sát chuyện này. Nghe Trương Dương hỏi, hắn thở dài một tiếng nói, theo hợp đồng mà An lão ký với huyện thì khoản tiền đầu tư đầu tiên đã được chuyển đến. Nhưng những khoản tiền tiếp theo thì gần như không chuyển đúng hạn. Ta cũng mới biết, hóa ra bên phía Hồng Kông có chút chuyện xảy ra. Trương Dương cũng thấy hơi nao nao, dù sao từ lúc rời khỏi ban đầu tư, hắn cũng không có chút tin tức nào liên quan đến dự án này. Trương Dương thấp giọng hỏi nhỏ có chuyện gì xảy ra vậy? Nghe nói An Lão bị bệnh, bởi vậy có khá nhiều dự án cũng bị đình trệ, tạm ngừng hoạt động, trong đó cũng có dự án xây dựng khu du lịch ở núi Thanh Thai ở huyện chúng ta. Lúc nào có thời gian, người gọi điện hỏi thăm sức khỏe của An Lão một chút đi. Trương Dương nở nụ cười đầy rào hoạt, nghe thì câu nói của Lý Trường Vũ rất đối bình thường, nhưng Trương Dương thừa biết ý tứ của hắn là gì. Tuy chỉ là gọi điện hỏi thăm nhưng thật chất hắn ta là muốn thông qua Trương Dương gây chút ảnh hưởng với An lão, để An lão xem xét tiếp tục đầu tư dự án núi Thanh Thai. Biết thì vẫn biết nhưng Trương Dương cũng chẳng mấy hứng thú với việc này lắm. Dù sao hắn cũng mới gặp chút phiền phức, có làm chuyện này thì có chỗ tốt gì với hắn không cơ chứ? Mà kể cả lúc Tần Thanh lên học trường Đảng ở Bắc Kinh cũng chẳng thấy nói về chuyện này. Nếu như không có lợi cho hắn cùng Tần Thanh thì việc gì hắn phải nhọc công làm lợi cho kẻ khác? mà cho dù có liên quan đến lý trường vũ đi chăng nữa trương dương cũng chẳng có hứng thú đi làm trương dương chỉ nhàn nhạt gật đầu nói được rồi lúc nào rảnh cháu sẽ gọi điện hỏi thăm an lão một chút lý trường vũ cũng nhận ra thằng nhãi này chỉ nói cho có lệ lại nghĩ tới mấy ngày trước lúc hắn gặp rắc rối thì mình lại không chịu ra mặt giúp đỡ hắn phải chăng hắn vì thế vẫn ghi hận trong lòng nghĩ thì nghĩ vậy chứ lý trường vũ cũng chẳng muốn nói ra lại chuyển sang chủ đề khác, ngươi cũng nên ghé thăm tô đại nương ngươi một chút đi, lúc nào chị ấy cũng nhắc tới ngươi suốt đó. Sau khi thăm tô lão một chút xong, tối đó Trương Dương trở về Xuân Dương, trên đường cũng đánh điện báo cho Ngưu Văn Cường một tiếng. Nghe tin Trương Dương trở về, Ngưu Văn Cường liền hào hứng mở một bàn tiệc rượu nhỏ ở Kim Khải Việt chào mừng Trương Dương trở về. Tham dự cũng chỉ có mấy người quen thân như Khương Lược, Đỗ Vũ Phong, Triệu Tân Vũ Cùng Vương Bác Hùng. Lúc đi thì ỉu xìu chán nản, Vậy mà mới có nửa tháng không gặp, thằng nhãi này đã khôi phục lại cái dáng vẻ tươi cười sán lạng như thường ngày. Thấy tinh thần hắn phấn chấn như vậy, mọi người đều biết Tiểu Trương chủ nhiệm dũng mãnh trước kia đã trở về. Vương Bác hùng là người đầu tiên đứng dậy vươn tay ra nhiệt tình chào đón, xem ra thổ nhưỡng kinh thành quả không sai chút nào, chỉ mới nửa tháng mà Tiểu Trương chủ nhiệm của chúng ta đã phấn chấn tinh thần trở lại, thần khí dũng mãnh 10 phần. Trương Dương cũng vui vẻ bắt tay lại cười nói, sao Vương cục trưởng lại nói vậy? Quả thực lúc rời đi ta thấy cực lì nhẹ nhõm thoải mái. Trông thì có vẻ tiểu tụy hơi gầy đi một chút nhưng thực ra lại thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Vương bác hùng cười nhẹ một tiếng, gầy mới linh hoạt được. Khương lượng cùng triệu tân vĩ cũng không chậm chế, vội vàng đứng dậy mỗi người vỗ vỗ một bên vai của Trương Dương. Đỗ Phong vỗ tươi cười hớn hở nói, sao rồi, mới đó đã về nhanh vậy sao? Trương Dương trừng mắt nhìn hắn, người nói cứ như không muốn ta trở về vậy. Ngưu Văn Cường cười cười mở miệng chen ngang, người không muốn người trở về nhất là ta mới đúng. Thử nghĩ mà xem, người trở về, ta lại phải mở tiệc khoán đãi tiếp đón người về, vậy chẳng phải lợi nhuận của ta lại bị thâm hụt nghiêm trọng sao? Cả đám người đồng thanh cười lớn, Khương Lượng nói có mỗi bữa tiệc rượu thì đáng là gì? Một ngày ba bữa cơm đều phải dân tới miệng hắn, nếu như hắn tính ở đây dài dài thì xem ra ông chủ Ngưu sắp thành khổ chủ rồi. Trương Dương vỗ vỗ vai Nghiêu Văn Cường thấp giọng nói, ta nói thật, Nghiêu ca cũng đừng nên nhỏ mọn như vậy. Ít lâu sau các anh hem đều làm ăn phát đạt, ta tùy tiện chia cho ngươi vài công trình, mà toàn hạng mục đến cả trăm triệu, cần dày thì câu cá lớn, tiếc gì chút mồi còn con đó mà lỡ mất con cá lớn say này. Trước mắt ngươi cứ chăm chỉ mời cơm, ngày sau sẽ được hồi báo gấp trăm lần. Nghiêu Văn Cường liếc mắt cười nói, cả đám người các ngươi là người có thể tin được hay sao? Nói thì giúp nhau làm ăn phát đạt nhưng thật ra chỉ toàn là đồng cam cộng khổ, lúc nào hoạn nạn lại tìm tới. Dù sao ngươi cũng là người phá hoại có tiếng rồi, vụ này cho ta xin đi. Đỗ Vũ phong mắng, ngươi thật chẳng có phong phạm của một ông chủ gì cả, uổng công ta coi ngươi là anh em. Trương Dương cười mắng, ta đã sớm nhìn ra các ngươi đều là người có nghĩa khí. Sau khi trò chuyện thăm hỏi rôm giả, cả đám người kéo nhau lên phòng tứ hải, một trong những phòng lớn nhất ở đây đêm nay như văn cường cũng đặt một bàn tiệc khá to chào đón trương dương trở về rượu cũng là hàng xịn lấy từ chỗ cha hắn về lúc mọi người đang vui vẻ ngồi vào bàn thì vương bác hùng lại éo hắn ra một góc thấp giọng nói cuối buổi nhớ đưa hóa đơn cho ta bữa lần này coi như ta chiêu đãi đi như văn cường cười nói đều là anh em trong nhà ai làm chủ cũng có khác gì nhau đâu vương bác hùng cười cười khoát tay nói ngươi là người làm ăn cũng không nên để ngươi suốt ngày bỏ tiền túi ra như vậy được trong hội thì Vương Bác Hùng hắn là người lớn tuổi nhất và cũng là người làm to nhất cả đám. Từ lúc làm cái chức cục trưởng cụ thuế, càng ngày hắn càng ăn nên làm ra, một bữa tiệc rượu nhỏ này với hắn cũng chỉ như một cái nhấc tay. Đương nhiên, Trương Dương là trung tâm của buổi tối hôm nay, trải qua nhiều chuyện như vậy, rồi lại mất cả nửa tháng để điều chỉnh, tâm tính thằng nhãi này càng trở nên trầm ổn sâu sắc hơn. Gặp lại mất gã bạn rượu, hiển nhiên tâm tình Trương Dương cũng vui vẻ hơn trước nhiều, mặt mày hớn hở kể về những chuyện xảy ra trên Bắc Kinh. Lúc kể đến việc cùng cố giai đồng mở nhà hàng ngay trong văn phòng đại diện. Như Văn Cường là người làm ăn nên nhận ra đây là một mối làm ăn khá hời. Còn những người khác thì lại có cái nhìn khác như Văn Cường, bọn họ thấy đằng sau chuyện này lại là một tín hiệu tốt. Trương Dương có thể trở thành bạn làm ăn với đại tiểu thư của cố bí thư tỉnh ủy, điều này chứng tỏ quan hệ của họ cũng không dừng ở mức bạn bè bình thường như vậy chẳng phải thằng nhãi này đã tìm được chỗ dựa cực kỳ vững chắc rồi sao? Trước đây tất cả mọi người đều biết, phía sau Trương Dương có lý phó thị trưởng chống lưng, nhưng lý phó thị trưởng đêm ra so sánh với cô bí thư tỉnh ủy thì thực chẳng khác gì lấy đứa trẻ 3 tuổi ra so sánh với người lớn. Tìm được chỗ dựa lớn như vậy, cũng đồng nghĩa với việc con đường làm quan của thằng nhãi này sẽ trở nên thuận buồm xuôi gió, lại sắp có những bước tiến dài nữa. Chương 87, có thù tất báo tất cả mọi người đều phải hâm mộ số mệnh thằng nhãi này thực sự là quá tốt tin tức của vương bác hùng tương đối là linh thông chuyện lần trước mấy nhi tử nhà bí thư tỉnh ủy cố duẫn chi tới thanh thai sơn du lịch tuy rằng thập phần bí ẩn thế nhưng hắn vẫn nghe phong thanh được chút ít dù gì thì hắn cũng là bí thư đảng ủy xã hắc sơn tử lại đã công tác tại cơ sở nhiều năm như vậy có căn cơ thâm sâu cũng không có gì là lạ lúc hơi ngà ngà say vương bác hùng liền nhắc tới chuyện này trương dương cũng không có phủ nhận Hắn gật đầu, ta cùng Cố Minh Kiện là huynh đệ, cũng vài lần tới nhà của bí thư chơi nên đối với bí thư cũng có chút quen biết. Ngữ khí của hắn tuy rằng hơi hợt, nhưng trong lòng mấy người nghe đã bắt đầu cảm thấy kính nể, cùng công tử nhà bí thư tỉnh ủy là huynh đệ, nói cách khác là tình cảm của hắn cùng Cố Minh Kiện cũng thân thiết như quan hệ của bọn họ ở đây. Vừa rồi hắn lại hợp tác với Cố gia Đồng Thiên Kim đại tiểu thư của Cố bí thư, điều này càng khẳng định quan hệ giữa hắn và Cố gia khá là mật thiết. Vương Bác Hùng đối với khốn cảnh lúc trước của Trương Dương cực kỳ rõ ràng, toàn Xuân Dương không ai không biết bí thư huyện ủy Dương Thủ Nghĩa rõ ràng làm nhắm vào hắn, mà Tần Thanh cùng Dương Thủ Nghĩa trở mặt cũng là vì chuyện này. Tối hậu Trương Dương được chỉ định tới văn phòng đại diện huyện tại Bắc Kinh, cái này được coi là kết quả thỏa hiệp song phương giữa hai thế lực, với thân phận hiện tại của Trương Dương mà nói, không ai coi chuyến này là lưu đầy cả, thế nhưng trong lòng Trương Dương Thủy Trung vẫn coi là như vậy. Khương Lượng nâng chén rượu nói, chủ nhiệm văn phòng đại diện huyện rõ ràng là một cái chức béo bở. Không chịu ai quản thúc, tiêu diêu tự tại, tất cả một mình ngươi định đoạt, so với ở Xuân Dương thì tốt hơn nhiều. Triệu Tân Vĩ cũng nâng chén rượu nói, ở văn phòng tại Bắc Kinh độ hơn 2 năm, sau đó khỏi cần về Xuân Dương, lúc ấy chắc có lẽ đã thành cán bộ cấp tỉnh rồi. Vương Bác Hùng cười nói, chỗ của các ngươi cũng là những chỗ rất tốt đấy, bất quá ta xem tương lại đối với Trương Dương thì chẳng là gì. Trương Dương nâng chén rượu nên cười nói, mấy lão cả các người đừng có lấy ta ra làm trò cười nữa, hiện tại cũng chỉ là một phụ cấp cán bộ thôi, làm sao có thể so sánh với các người được chứ. Tất cả mọi người đều bật cười lớn, cùng nhau cạn chén, Vương Bác Hùng nói, nói đến chuyện thành tích, ta mới nhớ tới một việc, gần đây công tác khai thác du lịch ở Thanh Thai Sơn hình như bị tạm dừng, nghe nói là tài chính không ổn, các hạng mục phải ngừng tiến hành, lão bách tính kêu ca rất nhiều. Trương Dương, Ngươi có nghe tin này hay chưa? Trương Dương lắc đầu, hắn cũng là vừa mới nghe được chuyện này từ chỗ lý Trường Vũ, thế nhưng thật không ngờ là sự việc phát triển nghiêm trọng tới mức như thế này. Từ khi hắn ly khai khỏi ban đầu tư sở thương mại, liên hệ với An gia cũng ít đi nhiều, đương nhiên nhiều sự tình sẽ không nắm được. Đang nói chuyện thì điện thoại của hắn đổ chuông, lấy máy ra nhìn thì thấy là số của Cố Gia Đồng gọi tới, hắn liền bắt máy cười nói, dai Đồng tỷ, có việc gì thế? Trương Dương ta tới Đông Giang rồi. Cố gia Đồng và Trương Dương Ly khai Bắc Kinh cùng lúc, bất quá đích đến thì khác nhau. Nàng dừng lại một chút rồi nói, người xong xuôi công việc ở Xuân Dương cũng không cần vội quay trở lại Bắc Kinh ngay. Tới Đông Giang một chuyến, ta cùng người đi khảo sát qua mấy nhà hàng, tranh thủ bàn bạc thêm về công việc. Được, vậy khoảng ngày kia ta sẽ tới Đông Giang. Còn nữa, muội muội gần đây chân lại đau, người khám lại cho nó một chút. Lúc Trương Dương cùng cố dài đồng nói chuyện, mỗi người ở đây đều trầm mặc xuống một chút, bọn họ đều đoán được người gọi điện tới là ai, ánh mắt nhìn Trương Dương lại càng trở lên hâm mộ và ao ước. Trong đó nhất là Nghiêu Văn Cường, tiểu tư này trong lòng đối với Trương Dương sung bái như nước sông Trường Giang minh man bất tận vậy. Con mẹ nó, thật là đời mà, đồng dạng là nam nhân, thế nào lại tranh lệch nhau lớn như thế? Chuyện tốt nào cũng đổ lên đầu hắn hết cả thế. Người ta trong đời gặp được một mỹ nhân bên cạnh giúp sức cho đã là hiếm có, thế mà trương dương này cư nhiên có không ít tần thanh sở yên nhiên rồi giờ là cố giai đồng lúc này một gã phục vụ đi đến bên cạnh như văn cường thì thầm vài câu gì đó đôi mày như văn cường cau lại hắn thấp giọng nói hắn ăn cái gì cho hắn cái đó nhanh cho đuổi hắn đi cho xong tên phục vụ đi rồi như văn cường không nhịn được chửi thề một câu cái con mẹ nó chứ trương dương lúc này đã cúp điện thoại cười cười nói như ca tức giận ai vậy có kẻ dám làm phiền sao, nói ta biết xem có thể giúp được gì không. Như Văn Cường lắc lắc đầu bất đắc dĩ nói, công tử nhà Dương Thủ Nghĩa. Con mẹ nó, từ cái đầu tháng 10 tới giờ, cứ dăm 3 ngày là nó lại kéo cả đám hồ bằng cầu hữu của nó tới đây ăn uống phá phách. Trương Dương nhíu nhíu mày, Dương Trí Thành. Như Văn Cường lúc này mới nhớ ra quá khứ Trương Dương và Dương Trí Thành có ân oán, thấy trong đôi mắt thằng nhãi này đột nhiên ngập tràn hàn quang, lập tức ý thức được không ổn rồi. Trương Dương cùng Dương Bí Thư vốn thủy hỏa bất dung, bây giờ có lẽ là sắp ứng với câu cha ăn mặn con khát nước, món nợ này xem chừng Trương Dương sẽ tính lên đầu Dương Chí Thành đây. Khương Lượng cũng là người trong sự kiện lần trước, hắn cười nói, loại chuyện thế này không thể tránh được. Kệ nó đi, đừng để mấy thằng danh ấy làm hỏng hết hứng của chúng ta. Nào lên đi, mọi người lại cùng nhau nâng chén, thế nhưng được vài chén, tên phục vụ vừa rồi lại hớt ha hớt hải chạy vào, sắc mặt có chút khẩn trương, lần này quên cả gõ của mà chạy thẳng vào nói, như quản lý. Bọn chúng bắt tiểu lệ vào phòng, cửa phòng cũng khóa lại rồi. Sắc mặt như văn cường nhất thời lạnh băng, hắn đứng bật dậy, con mẹ chúng nó, muốn làm cái gì đây? Nói xong lập tức bước đi ra ngoài. Khương Lượng và vài người ở đây đều biết dạo này Như Văn Cường và Tiểu Lệ rất thân mật, hắn an bài cho Tiểu Lệ đứng quầy tại Kim Khải Việt, bất qua Tiểu Cô Nương này cũng không phải hảo mặt hàng gì, Nghiêu Văn Cường tức giận chủ yếu là Dương Chí Thanh kia ngay cả nữ nhân của hắn cũng động tới, thực sự là không thèm nể mặt một chút nào, cục tức này thì ai có thể nuốt trôi được chứ? Khương Lượng cùng Đỗ Vũ Phong đều là cảnh sát trong hệ thống công an huyện, bọn họ vốn định đi tới lại bị Trương Dương ngắn nói, tiểu tử này thản nhiên nói, chuyện này các ngươi để đó, ta báo án. Mấy người có chút sừng sốt, bất quá lập tức hiểu ra Trương đại quan nhân là muốn mượn gió bẻ măng chứ nếu nói có quan hệ ở đây thì cũng phải là Ngưu Văn Cường chú hắn thì liên quan gì. Lập tức Trương Dương rút điện thoại ra, bấm một dãy số rồi nói, quán kim khải Việt, đường Ngọc Lan, nghe nói có kẻ dở trò với nữ nhân viên bán hàng. Khương Lượng cùng Đỗ Vũ Phong nhìn nhau, hai người chỉ có thể bảo trì trầm mặc tiểu tử này đúng thật là cái tình huống như thế cũng báo án. Trương Dương cúp điện thoại, sau đó cùng Ngưu Văn Cường đi ra ngoài, những người khác đều ngồi lại trong phòng, chuyện này đích xác bọn họ chẳng cần phải tham gia vào làm gì. Đôi mắt Nghiêu Văn Cường đỏ long sòng sọc chạy tới phòng hát, nhưng của phòng đã bị khóa trái từ bên trong, hắn nhấc chân đạp cửa phòng, đáng tức lực lượng còn quá yếu không thể làm được gì. Trương Dương bước đến ngay phái sau chẳng nói chẳng rằng, ngay lập tức tung một cước, dầm. Của phòng lập tức bị đạp văng. Bên trong phòng khói bay lập lờ, Dương Trí Thành cùng sáu gã bạn của hắn đang vui tươi hớn hở quậy phá. Cô nương tên gọi Tiểu Lệ kia đang được Dương Chí Thanh ôm chặt trong lòng, bàn tay hắn đã đặt trong váy của nàng. Biểu hiện của Tiểu Lệ cũng không có vẻ gì thất kinh cho lắm, dù sao nàng ta cũng biết thân phận bọn hắn, đơn giản là không dám đắc tội nên đành nhún nhường thuận theo chúng. như Văn Cường đột ngột bước vào khiến cho đám người trong phòng có vẻ kinh hãi, bất quá Dương Trí Thanh vẫn chưa trông thấy Trương Dương đứng phía sau, cười nói: như ca, có việc gì không? Chúng ta đang vui chơi a." À? như văn cường lần này thực sự là phát hỏa nghiên răng nghiến lợi chửi chơi cái con mẹ mày dương trí thành bị chửi ngay trước mặt bao nhiêu người như thế cũng nổi giận kỳ thực hắn trong lòng cậy là công tử nhà bí thư huyện vẫn luôn rất coi thường cái đám thương nhân như như văn cường căn bản thực tế tại xuân dương cũng không có ai hắn để vào mắt hắn đứng bật dậy tay chỉ thẳng vào mặt như văn cường nói như văn cường con mẹ ngươi muốn cái gì đây như văn cường cả giận nói tất cả cút hết cho ta tiểu lệ kia thấy vậy trong đôi mắt đẫm lệ vẻ mặt đầy thương cảm lý nhí nói như quản lý chỉ thiếu nước nhào vào lòng như văn cường nữa dương trí thành thấy vậy nhất thời cũng ngộ ra cái gì thì ra cô ả này với như văn cường có quan hệ a à. lần này đích xác là đuối lý rồi đã ăn không nhà người ta lại còn muốn ngoạn ngoạn nữ nhân của người ta như thế dù là ai đi chăng nữa cũng không chấp nhận nổi a à. dương trí thành cười cười xấu hổ thật không có ý tứ a à. Trương Dương vô thành vô tức từ phía sau bước ra đứng chăn ngay cửa vào, cười lạnh nói, lá gan ngươi cũng ghê gớm thật a. À. Giữa ban ngày ban mặt cư nhiên dám dở trò với con gái nhà người ta. Hắn thốt ra một câu khiến cho tất cả mọi người đều sửng sốt, ngay cả Ngưu Văn Cường cũng vậy, hắn vừa rồi đích thực là hết sức tức giận nhưng không có ý định muốn nháo lớn chuyện này. Đám Dương Trí Thành cũng sửng sốt, bọn chúng cũng chỉ là chơi đùa với tiểu lệ một chút thôi, chứ cũng không thực sự muốn cưỡng gian người ta. Trương Dương chụp cho chúng cái mũ cũng thực sự là lớn, tội cưỡng gian là tội hình sự rồi. Dương Trí Thành vội nói, ngươi đừng có nói bậy. Trương Dương hướng phía tiểu lệ hỏi, tiểu lệ, ngươi đừng có sợ, ta đã báo án rồi, có phải bọn chúng định cưỡng gian ngươi không? Tiểu lệ căn bản không có lo lắng rắc rối phía sau, hiện tại nàng chỉ muốn trước mặt Ngưu Văn Cường làm rõ ràng, hai hàng lệ rớt xuống, lặng lẽ gật đầu, giọng lý nhí, hắn sờ ngực ta, còn cả phía dưới. Ngưu Văn Cường nguyên bản không muốn nháo lớn, nhưng vừa nghe tiểu lệ nói như vậy lập tức phát hỏa. Còn chưa kịp nói gì thì Trương Dương đã vọt lên cho Dương Trí Thành một cái bạt tai rất mạnh con mẹ ngươi chứ. Thật sự là cầm thú cũng không bằng, lại dám động vào nữ nhân của huynh đệ ta sao. Tiểu tử này lập tức đem tiểu lệ trở thành nữ nhân của Ngưu Văn Cường, coi như lần này hắn xuất đầu là vì Ngưu Văn Cường, tặng cho Ngưu Văn Cường một món nhân tình. Ngưu Văn Cường rất bi ai, cũng thực sự là vô tội, hắn đối với tiểu lệ cũng có quan hệ, thế nhưng chuyện này rõ ràng là Trương Dương kia lợi dụng mình đây mà. Tiểu tư này đúng là mượn gió bẻ măng, mượn chuyện của mình để chơi Dương Trí Thành, mặc dù bản thân không nguyện ý, nhưng bây giờ đã bị Trương Dương kéo vào chuyện này, hắn đành phải tỏ thái độ mà thôi. Như Văn Cường rất nhanh suy nghĩ cẩn thận một chút, chuyện này hôm nay khẳng định là không thể không ồn ào, muốn không đắc tội với bên nào xem chừng là không thể rồi. Một đằng là công tử của bí thư huyện ủy, một bên là Trương Dương, hắn tuy rằng chỉ là một cán bộ phụ cấp, bất quá hắn hôm nay xuất đầu trên danh nghĩa là vì mình, hơn nữa lại là huynh đệ với nhau, sự tình lại xảy ra ngay đất nhà mình, xem chừng thế nào thì người đứng đầu sóng ngọn gió vẫn là mình mà thôi. Như Văn Cường xem xét lợi hại một chút, cuối cùng vẫn chọn đứng về phía Trương Dương, hắn tràn ngập lòng tin đối với quyết định này, chẳng gì thì tiểu tử này cũng có quan hệ với cố gia. Hơn nữa trong mắt hắn mà nói, Trương Dương hầu như không việc gì không làm được, Tiểu lệ đối với Trương Dương không biết rõ lắm, chỉ là nàng biết Ngưu Văn Cường rất tôn sung hắn, và hắn là từ Bắc Kinh tới. Bây giờ thấy Trương Dương xuất thủ cấp cho Dương Trí Thành một cái tát như trời giáng, khí thế hoàn toàn là áp chế đối phương, vì thế nàng cho rằng Trương Dương rất lợi hại. Dương Trí Thành vì sự tình lần trước nên vốn rất kiêng kỵ Trương Dương, hiện tại lại gặp phải hắn, bị bà tai mà ngay cả phản kháng cũng không dám. Nhớ tới Tống Đại Minh lần trước bị hắn bẻ gãy hai ngón tay cho tới tận rỡ vẫn chưa lành hẳn được, trong lòng Dương Trí Thanh lúc này chỉ có một ý nghĩ đó là làm sao nhanh chóng ly khai. Nhưng mà hôm nay Trương Dương đã có chủ ý sẵn rồi, lão tử hôm nay chính là muốn bắt ngươi xả giận, ta chính là muốn chơi Dương Thủ Nghĩa. Ngươi muốn chơi ta sao? Lão tử sẽ chơi với cả nhà ngươi, hơn nữa cái tên Dương Trí Thành này cũng không phải cái thứ tốt gì. Bên ngoài vang lên tiếng còi xe cảnh sát, Ngưu Văn Cường không khỏi nhíu mày một chút, chuyện này hôm nay đúng là không thể dừng nữa được rồi, không biết Trương Dương muốn đến khi nào mới thu tay. Đám Dương Trí Thành cũng không có vẻ hoảng sợ cho lắm, dù sao bọn chúng cũng chỉ mới dở trò chút ít với tiểu lệ mà thôi, chuyện tình cũng không có gì quá nghiêm trọng. Mà cứ cho là đám cảnh sát này làm căng thì vẫn có ông già đứng ra làm chỗ dựa. Trương Dương cười nói với tiểu lệ, không cần phải sợ. Có thế nào tí nữa cứ khai với cảnh sát như vậy. Công an tuyệt đối sẽ không làm oan uổng người tốt, cũng tuyệt không bỏ qua một kẻ xấu. Nghe thế tiểu lệ vững dạ gật đầu, cư nhiên hỏi một cú, Nhiêu ca, ta sẽ nói thật nhé. Nhiêu văn cường trong ngực có chút phiền muộn, nhưng là đã chọn rồi thì đành giữ vừng lập trường, có gì thì nói đó. Có những lời này của Nhiêu văn cường, tiểu lệ mới yên tâm. Cô nàng này cũng mới lăn lộn xã hội vài năm, cũng là có chút nhan sắc, hơn nữa hiện tại nàng và Nhiêu văn cường cũng có chút quan hệ. Như lời Trương Dương nói thì có thể coi là nữ nhân của Ngưu Văn Cường, nếu đổi lại là ai thì chắc chắn cũng không đứng nhìn nữ nhân của mình bị khinh nhường được. Người tới là Triệu Đông Lượng, đám người này đều nhận ra Trương Dương, cũng nhận ra Dương Trí Thành. Như Văn Cường tại khu vực của bọn họ cũng là một nhân vật phong vân, nguyên bản chịu trách nhiệm cao nhất là Khương Lược, nhưng hắn biết ngày hôm nay Trương Dương cố ý muốn gây chuyện này, hơn nữa cũng lại không phải trong giờ hắn đi làm, thế là thẳng thắn trốn trong phòng ngồi uống rượu. Không phải hắn không muốn giúp mà đích xác là cũng không thể giúp được gì triệu tân vĩ đỗ vũ phong vương bác hùng cũng thế đều ngồi lại trong phòng uống rượu cả khương lượng rất nhanh nhận được điện thoại từ cục trưởng thiệu vệ giang hắn nhìn số trần trừ không biết phải làm sao chỉ hận không thể đáp máy đi được mãi sau hắn mới đáp máy giọng uể oải thiệu cục ta đang ngủ có chuyện gì vậy thiệu vệ giang vừa nghe đã biết thằng nhãi này giả bộ cả tiếng mắng muốn chơi trò trốn trách đùn đẩy trách nhiệm hả thiệu cục ta đang ngủ a à, có chuyện gì thế Ngài từ từ nói đi xem nào. Ta không tin ngươi không có mặt ở Kim Khải Việt, ta đang trên đường tới đó đây. Ngươi nghe cho rõ, lập tức khuyên trụ Trương Dương cho ta, nếu như chuyện này ngày hôm nay nháo lớn, ngày mai ngươi cuốn gói cút đi. Khương Lượng thực sự là phiền muộn, hắn không nhịn được nói ta muốn nói thế này. Ngài nghĩ chuyện này ta khiêng nổi sao? Trương Dương tính thế nào không phải ngài không rõ? Hắn cùng Dương bí thư có chuyện, tới phiên ta quản sao? mà có muốn cũng quản không nổi, nếu như ngài bắt buộc, vậy cứ thẳng thắn mà đem ta triệt đi. Triệt mẹ ngươi, thiệu vệ giang đang nóng nảy, nhưng nghĩ lại hắn cũng thấy tình thế khương lượng của là khó, bình tĩnh lại một chút, hắn thấp giọng nói, ngươi đi thử xem. Xem có thể nói chuyện được hay không? Thiệu vệ giang nói thế, khương lượng cũng chỉ có thể kiên trì theo như vậy, mấy ông bạn rượu ngồi trong phòng vẻ mặt cảm thông nhìn hắn, đỗ phú phong nói, khu vực này thuộc quyền ngươi, xem ra muốn trốn cũng không được rồi. Triệu Tân Vĩ nói, hệ thống công an phiền thật, Vương Bác Hùng lắc lắc đầu khuyên, thực sự không được thì cũng đừng miễn cưỡng. Khương Lượng nhìn chung quanh, thở dài ngao ngán, một đám nghĩa khí. Lúc tiểu lệ khai khẩu cung, Trương Dương cùng Nhiêu Văn Cường cũng ở cạnh đó, Nhiêu Văn Cường có chút không vừa lòng với Trương Dương về chuyện này thì bây giờ cũng đem tất cả mà chút lên đầu Dương Chí Thành. Triệu Đông Lượng từ căn cứ xác thực nhìn ra chuyện này thực sự là rất phiền phức rồi đây, hiện tại bọn họ đang đem Dương Trí Thành ghép vào cái tội cưỡng gian chưa thành. Người khác thì không nói, nhưng Dương Trí Thành là quý tử của Dương Thủ Nghĩa Bí Thư huyện ủy. Triệu đông lượng đành khéo léo lựa chọn kéo dài thời gian, làm cảnh sát càng lâu, hắn càng hiểu được tầm quan trọng của việc kéo dài thời gian. Trước khi rõ ràng thực lực song phương mạnh yếu thế nào, chỉ có thể lợi dụng chiêu thức kéo dài thời gian để xem xét tình thế. Chuyện thế này cũng không phải là lần đầu, Dương Trí Thành và Trương Dương phát sinh xung đột cũng là lần thứ hai rồi, lần thứ nhất giải quyết êm xuôi, hắn tin tưởng lần thứ hai cũng sẽ như thế. Khương Lượng rốt cuộc cũng xuất hiện, Triệu Đông Lượng thấy Khương Lượng xuất hiện thì thở phào, có người tới hỗ trợ giải quyết đây rồi. Khương Lượng mỉm cười nói với Triệu Đông Lượng, Tiểu Triệu, ta muốn nói chuyện riêng với Trương chủ nhiệm một chút. Nhưng Trương Dương lại không cấp cho hắn tí mặt mũi nào, Khương đội trưởng. Hôm nay cũng đi làm sao, vụ này là do người phụ trách hả khương lượng lập tức nghe ra thằng nhãi này rõ ràng là đang lên giọng uy hiếp mình đây con mẹ nó nói thế nào thì cũng là bản thân người ngay cả một chút mặt mũi cũng không cho ta triệu đông lương nhìn ra trong đó có chút không ổn liền lảng ra ngoài trong phòng chỉ còn lại ba người khương lượng như văn cường trương dương khương lượng đóng cửa phòng lại giọng nói có chút bực bội ta kháo trương dương ngươi đừng có hai người như thế chứ trương dương cười như không ta hại người chúng nó thiếu chút nữa thì đem cô nàng kia tử hình tại trường a nghiêu ca xem ra ngươi ẩn nhấn cũng tốt nhỉ cái cục tức này mà ngươi cũng nguyện ý nuốt a con mẹ nó nói nhảm ít thôi làm gì tới mức nghiêm trọng như vậy khương lượng thở dài ta vốn không muốn nhúng vào nhưng thiệu vệ giang gọi tới đây là khu trực thuộc ta ngươi làm như vậy cũng khác gì hại ta trương dương tùm tỉm cười không nói gì nhẹ nhàng cầm một chén trà lên phẩm Trương Dương bật cười ha hả, chuyện này với các ngươi không quan hệ, ta chính là muốn Dương Chí Thành phải dính quả này. Tiểu lệ cũng đã khai khẩu cung là Dương Chí Thành có ý đồ cưỡng gian rồi, có thể coi là cưỡng gian không thành. Khương Lượng cười khổ nói, người chưa phát giác ra chuyện này có điểm hơi gượng ép. Ai cũng biết ngươi với Dương Bí Thư bất hòa, người làm như thế căn bản càng làm cho mối bất hòa trở lên căng thẳng. Như vậy không tốt lắm đâu, Trương Dương cười lạnh, ta được đi văn phòng đại diện ở Bắc Kinh nguyên nhân chính là vì hắn. Chính hắn chơi ta trước, lão tử cũng chỉ là bị ép mà thôi. Ngưu Văn Cường không nhịn được nói, ngươi chỉ là một cán bộ phụ cấp, hắn là bí thư huyện ủy. Ngươi dựa vào cái gì mà đọ cùng hắn? Trương Dương mắng, là nam nhân thì không bao giờ được hèn nhát. Nữ nhân của ngươi để thằng danh con kia sờ soạn thế ngươi chịu được sao? Ngưu Văn Cường cũng không phải là một tên rùa đen rụt đầu, chuyện này hắn đích xác là không muốn nhịn, nhưng cũng có chút khó chịu khi Trương Dương lợi dụng mình như thế. Khương Lượng dù sao ý nghĩ cũng tỉnh táo hơn, hắn thấy Trương Dương có can đảm hướng bí thư huyện ủy mà chọc, biết hắn nhất định có chủ ý rồi, thấp giọng nói, người cũng đừng cứ lấp lửng thế, có tính toán gì thì nói mau. Trương Dương không trả lời hắn ngay mà rút điện thoại ra gọi cho Lý Trường Vũ. Lý Trường Vũ nghe chuyện thoạt có chút kinh ngạc, hắn không ngờ tiểu tử này vừa mới trở lại xuân dương đã lập tức khơi mào chiến tranh với dương thủ nghĩa xem chừng thằng nhãi này tâm lý trả thù cũng cười liệt quá bất qua nghĩ lại một chút mối bất hòa này không phải là mới Bỏ qua những sự việc trước kia không nói chỉ riêng vụ lần trước vì dương thủ nghĩa mà trương dương suýt thì lật thuyền cục tức này thực sự là cũng khó nuốt suốt từ đó đến giờ tiểu tử này vẫn phải luôn ẩn nhẫn bây giờ có cơ hội tốt thế này để trả đũa lý do gì hắn lại bỏ qua lý trường vũ suy nghĩ một chút chuyện này đích thực là dương trí thành rơi vào dọ rồi trương dương hẳn là muốn nắm chặt cơ hội này chỉ là hắn chưa nghĩ ra xem sẽ đem chuyện này nên đẩy đến mức như thế nào mà thôi bằng không có lẽ hắn cũng chẳng điện cho mình làm gì cú điện này một là hỏi ý kiến hai là đánh động xin giúp đỡ nghĩ thấy như thế lý trường vũ thấp giọng nói nắm chặt đúng mực cứ thích hợp mà làm ý tứ của lý trường vũ chính là trương dương có thể nháo lên thế nhưng không lên truy cứu tới cùng không khoan nhượng nhưng cũng không bỏ qua đạt được mục đích đánh dương thủ nghĩa là được. Trương Dương hiểu lý trường vũ đã ngầm đồng ý, hắn tủm tỉm cười, ngài nói chuyện này ta có nên ra mặt hay không? Lý trường vũ lúc này mới ý thức được thằng nhãi này muốn làm to chuyện, muốn mượn chuyện này làm cho dương thủ nghĩa sứt đầu mẻ chán, lý trường vũ liền trầm tư một chút. Trương Dương nói, cục trưởng thiệu vệ giang tới đây xử lý chuyện này, ngài nói ta có nên lộ lên trên một ít phong thanh không? Trong lý giải của Lý Trường Vũ, lên trên của trương dương hẳn là muốn nói đến trên phía tỉnh gia đình cố bí thư các mối quan hệ của trương dương bây giờ lý trường vũ thấy càng ngày càng thần bí điều này làm cho lý trường vũ đối với hắn bắt đầu có một ít cự ly đồng thời cũng sinh ra một chút cảm giác mất mát cái tên mao đầu tiểu tử mới hôm nào bước chân vào quan trường bây giờ đã bắt đầu tìm được những chỗ dựa vững chắc nói cách khác giá trị lợi dụng của bản thân mình đối với hắn bắt đầu giảm thiểu lý trường vũ bất chi giác đã coi trương dương như là con cháu trong nhà coi như là đứa học sinh do mình nâng dậy, mối quan hệ vừa là thầy, vừa là bạn, mỗi khi Trương Dương tiến bộ hắn đều cảm thấy có chút vui mừng. Nghĩ đến việc Trương Dương muốn làm lớn, Lý Trường Vũ bắt đầu ý thức được không lẽ hắn có mục đích khác là muốn sao sơn chấn hổ, qua Dương Thủ Nghĩa, muốn ép nhân vật bí mật sau màn phải ra mặt. Hắn càng nghĩ càng thấy khả năng này là lớn, qua một hồi suy nghĩ lâu mới lên tiếng nói, Trương Dương, trên chính trường, làm việc gì cũng không nên quá mức, bằng không chỉ thêm nhiều địch nhân, mà lúc đó không chỉ địch nhân thống hận ngươi, mà ngay cả bằng hiếu cũng sẽ sinh ra cái cảm giác cảnh giác với ngươi. Ngươi thích mạo hiểm, thế nhưng không thể bắt tất cả mọi người theo ngươi được, mỗi người đều có nguyên tắc riêng của bản thân, ngươi không nên miễn cưỡng những người khác. Lý Trường Vũ nói chính là đang nói hắn, thế nhưng Trương Dương lại liên tưởng đến Khương Lượng hay Như Văn Cường. Lý Trường Vũ dừng lại một chút nói, chuyện này ta sẽ để cho thượng tầng lãnh đạo Giang Thành biết, nhưng ta mong muốn sẽ dừng ở đây, phiền phức của Dương Thủ Nghĩa cứ kệ hắn thu thập, người không nên làm liên lụy thêm nhiều người vào. Lý Trường Vũ thực sự là rất ít khi đem chuyện nói rõ ràng như thế. Chủ ý của Trương Dương chính là muốn ép nhân vật sau màn kia phải xuất hiện, thế nhưng Lý Trường Vũ nhắc nhở hắn cũng khiến hắn ý thức lại một chút, bản thân mình bây giờ còn chưa đủ thực lực, không thể dùng thủ đoạn quá trực tiếp mạnh mẽ được, thế nhưng cũng không thể bỏ qua dễ dàng được, lần này nhất định phải gõ Dương Thủ Nghĩa một cái. Trương Dương gật đầu nói, minh bạch chí ít thì Lý Trường Vũ cũng đã tỏ thái độ sẽ giúp hắn đối phó Dương Thủ Nghĩa lần này. Trương Dương Quốc Máy, Nhiều Văn Cường và Khương Lượng đều đang nhìn hắn với ánh mắt chờ mong, bọn họ đều nghe ra Trương Dương gọi điện cho Lý Trường Vũ, tiểu tử này không tránh đi mà làm trò gọi điện trước mặt họ là để cho bọn họ có lòng tin. Trương Dương tùm tìm cười, chuyện này lãnh đạo thị đã biết rồi, mong muốn chúng ta cứ xử lý cho hợp lý, công bằng. Thiệu vệ giang đã tới Kim Khải Việt một lúc, nhưng hắn chưa vào mà vẫn ngồi trong ô tô ở ngoài là muốn cấp cho khương lượng chút thời gian cho tới giờ hắn vẫn hy vọng nhiều vào khương lượng hắn vốn hoàn toàn không muốn dính vào chuyện này thế nhưng đích thân dương thủ nghĩa trực tiếp điện thoại cho hắn hắn không thể không ra mặt được thiệu vệ giang từ đáy lòng rất muốn cho cái tên nhị thế tổ dương trí thành không biết trời cao đất dày kia một bài học nhưng dương thủ nghĩa đã nói rất rõ ràng đem chuyện này chế trụ hết mức có thể không nên để cất lên một hồi phong ba nếu không thân là quan phụ mấu tại địa phương hắn sẽ rất mất mặt thiệu vệ giang cũng rõ phía sau lưng trương dương lại ai thành ra cảm thấy hết sức khó xử tạm thời không nói đến bất hòa của trương dương và dương thủ nghĩa chỉ bằng thế lực phái sau trương dương cũng đủ khiến hắn đau đầu không ngớt lần trước dương thủ nghĩa mất bao nhiêu công sức như vậy tới mức lôi thanh đại vũ ẩm ẩm trở mặt cùng với cả tần chủ tịch huyện luôn tới cuối cùng đến cả bí thư thị ủy giang thành hồng cơ vĩ cũng ra mặt nói mấy câu trương dương tiêu sái mà đi bắc kinh trong mắt thiệu vệ giang, Trương Dương tuy chỉ là một cán bộ phụ cấp nho nhỏ, thế nhưng đích xác là có thực lực đấu với Dương Thủ Nghĩa. Thiệu vệ giang ngồi chờ mãi có chút bực bội không nhịn được nữa thì Lý Trường Vũ gọi điện tới, nghe Lý Trường Vũ nói thiệu vệ giang lập tức minh bạch vị thưởng vụ phó thị trưởng Giang Thanh này muốn đứng ra cùng Trương Dương. Xem ra lần này khó cho Dương Thủ Nghĩa rồi đây. Lý Trường Vũ nói rất đơn giản, chuyện tình Dương Trí Thành đã truyền ra ngoài, ảnh hưởng thật sự là không tốt, khiến cho người làm lãnh đạo chúng ta cảm thấy rất khó khăn. Hiện ta là xã hội pháp trị, cái biểu hiện khi nam phách nữ quyết không cho phép tồn tại. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, chuyện này cứ công bằng mà làm. Người mau chóng cho một kết quả minh xác. Lý Trường Vũ cúp máy một thời gian, Thiệu Vệ Giang vẫn ngồi suy nghĩ một lúc, chuyện này thực sự là nhanh, bên trên ngay lập tức đã nghe được tin tức, không cần phải nghĩ cũng biết nhất định là Trương Dương đã nói với Lý Trường Vũ sau đó lý trường vũ mới nói với các vị lãnh đạo khác như vậy là ý muốn của dương thủ nghĩa đã không thành rồi thiệu vệ giang tại thể chế đã lăn lộn nhiều ít nhất cũng minh bạch trương dương muốn trả đũa việc dương thủ nghĩa đã chèn ép hắn còn lý trường vũ cho thấy quan điểm rõ ràng là đứng về phía trương dương việc đã như thế này thì chắc chắn trương dương đương nhiên sẽ không nể mặt mũi kẻ nào hết thiệu vệ giang sau khi suy xét kỹ càng quyết định đêm nay sẽ không xuất hiện hắn rút điện thoại ra gọi cho khương lược sau khi nghe khương lượng hội báo sơ quá tình huống hắn thấp giọng nói trước hết đem dương trí thành về sở còn ngươi hỏi trương dương xem hắn rốt cuộc muốn thế nào sự việc đêm nay giải quyết thế nào then chốt chính là trương dương nếu như hắn không đáp ứng dừng tay chuyện này chắc chắn sẽ tiếp tục nháo lớn chỉ có hắn đồng ý thì chuyện lớn mới hóa nhỏ nhỏ hóa không được khương lương đem ý tứ của thiệu vệ giang nói cho trương dương đương nhiên giữa tiểu tử này và hắn thì chẳng cần cấm kỵ ngại ngùng cái gì, Trương Dương, người định thế nào mới thu tay lại đây? Trương Dương mỉm cười, Dương Thủ Nghĩa phải ta mặt xin lỗi. Khương Lượng cùng Nhiêu Văn Cường nghe thế không khỏi quay ra nhìn nhau, từ bộ dáng tự tin của Trương Dương xem chừng là hắn quyết tâm rồi. Nhiêu Văn Cường rất u oán, trong mắt có chút phiền muộn. Chuyện này tới cùng, chắc chắn Dương Thủ Nghĩa sẽ không bỏ qua một đồng lõa như hắn trương dương nhìn thấy vẻ mặt hắn đương nhiên hiểu hắn đang suy nghĩ gì vỗ vai hắn tươi cười nói người yên tâm hắn không dám đâu như văn cường cũng không biết tiểu tử này lấy đâu ra lắm lòng tin như thế là bởi lý trường vũ hay là gia đình cố bí thư nhưng là hắn có còn bản thân mình thì không thở dài nói lão tử nếu tương lại không ở nổi xuân dương thì ta sẽ cuốn gói lên bắc kinh tìm ngươi trương dương cùng khương lượng nghe thế không khỏi bật cười ha hả chương 88, xin thứ lỗi. Dương Thủ Nghĩa vẻ mặt đăm chiêu lặng lẽ ngồi một mình trong thư phòng, trong gà tàn đã đầy ngập đầu màu thuốc lá. Vừa rồi lãnh đạo trên thành phố gọi điện tới, hỏi hắn rốt cuộc chuyện của con trai hắn là sao. Rồi từ tin tức của thiệu vệ giang báo về mọi việc càng trở nên sáng tỏ hơn. Đây cũng là do thằng nhãi Trương Dương cố ý làm lớn chuyện, cố tình để lọt thông tin lên cấp thành phố. Điều này chứng tỏ thằng nhãi này muốn hắn phải sứt đầu mẻ chán, bốn bể khốn đốn. Lúc nghe thiệu vệ giang nói lại câu nói của Trương Dương, Dương Thủ Nghĩa tức giận đến tím mặt. Từ trước tới giờ hắn vẫn cho rằng hắn là một người không đến nỗi lòng dạ hẹp hòi, thậm chí hắn còn tự nhận mình là một người cầm được thì cũng buông được. Thế nhưng để một bí thư huyện ủy như hắn lại phải cúi đầu xin lỗi một gã cấp dưới, lại còn là một cán bộ phụ cấp nữa chứ. Phải cúi đầu xin lỗi một thằng nhãi miệng còn hôi sữa, quả thực hắn làm không được. Nghĩ đến đây Dương Thủ Nghĩa hung hăng rụi điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn hai mắt hắn nheo lại toát ra lửa giận ngùn ngụt, tay thì cứ di đi di lại điếu thuốc trong gạt tàn, cứ như thể hắn đang di chết con kiến hôi trương dương vậy. Là người lão luyện, dương thủ nghĩa cũng biết lúc này không nên xúc động, oán hận của hắn với thằng nhãi trương dương kia cũng không phải từ ngày một ngày hai. Hắn coi trương dương như kẻ thù có lẽ là từ lúc con trai hắn trêu gẹo em gái thằng nhãi kia. Nguyên bản hắn cũng định nhân cơ hội lần trước, dựa vào vị lão đại hứa thường đức kia có thể đẩy thằng nhãi con trương dương vào chỗ chết chọn đời không được siêu sinh. Nhưng hắn thực không thể ngờ được, tại sao thằng nhãi mới chỉ 20 tuổi, bước vào con đường chính trị cũng chưa lâu vậy mà tại sao hắn lại có lắm mối quan hệ rối rắm cùng phức tạp đến như vậy. Chỉ một việc còn con của một gã phụ tá cấp phòng lại có thể làm kinh động đến cả vị chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy hạ bá đạt. Điều này chứng tỏ thằng nhãi đó chắn chắn có quan hệ với cả cố bí thư nữa. Rồi vài hôm sau nghe tin mấy người con của cố bí thư tới núi Thanh Thai chơi, lại cũng là thằng nhãi Trương Dương kia một mình tiếp đón. Điều này cũng đồng nghĩa với việc quan hệ của hắn với gia đình cô bí thư không hề tầm thường chút nào. Lúc nghe được những tin tức này, có lúc Dương Thủ Nghĩa định xóa bỏ tất cả thù hận với Trương Dương, thế nhưng thù đã sâu như biển, đâu phải chỉ một câu nói là có thể hóa giải ngay như vậy được. Mình muốn bỏ nhưng người ta có chịu buông hay không? Từ các dấu hiệu cho thấy, thằng nhãi Trương Dương kia quyết không chịu bỏ qua mối hận này chắc chắn thằng nhãi này nhân cơ hội này làm nhục trả thù mình. Lại nghĩ tới những thế lực phía sau lưng Trương Dương, dù hắn không muốn cũng bắt buộc phải cúi đầu chịu. Điều hắn cần nhất bây giờ là tìm một người có thể đàm phán thương thuyết với Trương Dương. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể để em trai hắn Dương Thủ Thành làm người thương thuyết. Có hai loại người làm thương thuyết là thích hợp nhất, một loại là bạn bè bằng hiếu, còn loại còn lại chính là kẻ thù không đội trời chung. Mà trong quá khứ, em trai hắn Dương Thủ Thành có mối thù với Trương Dương không kém gì hắn. Bởi vậy để Dương Thủ Thành đi làm người thương thuyết là thích hợp nhất. Lại chuyển hướng đến phía đối nghịch, lúc này tiểu lệ đang được Trương Dương bảo vệ cực kỳ cẩn thận và cũng là một sự giám sát. Hiện tại cô nàng này chính là điểm then chốt trong việc đối phó với Dương Thủ Nghĩa, sự việc thành hay bại đều phải dựa vào khẩu cung của cô nàng này. Loại nữ nhân này đích xác không thể tin tưởng hoàn toàn được bởi nhẽ chỉ cần cho nàng ta chút lợi lộc là có thể khiến nàng ta thay đổi khẩu cung được ngay. Nhiệm vụ này Trương Dương tin tưởng và giao cho Ngưu Văn Cường, phải luôn túc trực ở bên cạnh nàng ta, một mặt bảo vệ, một mặt giám sát. Lần này Trương Dương quyết tâm phải cắn một miếng thật đau hai cha con Dương Trí Thành, Dương Thủ Nghĩa kia, vì thế nên nhất quyết không được để xảy ra sai sót gì, cho dù là nhỏ nhất. Hơn đàn ông, nữ nhân là một loại động vật cực kỳ mẫn cảm tiểu lệ cũng thuộc dạng lăn lộn trường đời nhiều năm, hiển nhiên suy nghĩ cùng con mắt sẽ hơn mấy cô nàng thiếu nữ ngây thơ. Giờ tĩnh tâm trở lại, nàng liền cảm giác được mình đang bị người khác lợi dụng, hay như trở thành quân cờ của người khác. Nàng cũng không phản đối việc mình bị lợi dụng, việc trở thành quân cờ. Nhưng dù có thành cân cờ, nàng cũng muốn quân cờ phải có giá trị riêng của mình. Tiểu lệ đánh mắt liếc nhìn Ngưu Văn Cường bên cạnh một chút, hỏi nhỏ, Ngưu ca, rốt cuộc chuyện này có đem lại lợi ích gì cho em không? như văn cường vẫn đang đầy một bụng khó chịu nghe tiểu lệ hỏi vậy không khỏi phát hỏa lên tốt cái con mẹ ngươi thì có nếu không phải vì ngươi thì chuyện này cũng không trở nên phiền phức như bây giờ chẳng nhẽ anh làm vậy cũng chẳng phải vì em hay sao mà người ta khi dễ em anh kích động tức giận thì còn hiểu được nhưng còn trương dương thì sao tại sao em thấy hắn so với anh còn muốn phát hỏa hơn nghe vậy như văn cường không khỏi liếc mắt nhìn lại tiểu lệ một chút lần đầu tiên hắn nhận ta cô nàng này không phải chỉ có mỗi ba chỗ lớn không ngờ cũng khá thông minh nhanh nhạy hơn người hắn thấp giọng mỉa mai nói có lẽ là hắn thích ngươi mẹ nó so với ta còn thích hơn nữa là đằng khác thối lắm hai hàng chân mày tiểu lệ dựng ngược mắng trả một tiếng hai tay như văn cường mạnh mẽ đặt lên vai tiểu lệ dùng sức đẩy lùi nàng ta sát vào tường hai thân thể cọ sát vào nhau sắc mặt tiểu lệ trở nên đỏ bừng hô hấp cũng bắt đầu gấp gáp hơn đôi môi anh đào của nàng khẽ mở như đang chờ đón nụ hôn của hắn. Thế nhưng ngoài dữ liệu, Ngưu Văn Cường lại đưa tay túm tóc nàng dùng sức giật ra đằng sau, hai ánh mắt hắn tràn đầy lửa giận chừng mắt nhìn chằm chằm nàng, ngươi nghe rõ đây. Ta nói ngươi làm gì thì ngươi phải làm cái đó, bảo ngươi nói gì ngươi phải nói y nguyên như vậy. Nếu như có lòng nào khác thì đừng trách ta độc ác. Thân thể tiểu lệ cũng hơi run lên, giọng cũng hơi ngấp ngứ, Ngưu ca. Anh định bảo em làm chuyện gì? Lại nói về Dương Thủ Thành, từ lần trước được Trương Dương hào hiệp để lại cái ấn ký tử thần, cũng từ lúc đó Trương Dương chẳng khác gì bóng ma trong lòng hắn. Không biết bao nhiêu lần hắn khuyên anh trai không nên đối nghịch với Trương Dương, thế nhưng anh trai lại hết lần này tới lần khác không chịu nghe, cứ muốn trả thù Trương Dương cho bằng được. Cuối cùng chọc giận thằng nhãi đó để giờ mọi chuyện thành ra thế này đây. Lúc Dương Thủ Thành chạy tới Kim Khải Việt thì cũng đã 10 giờ tối. Dương Trí Thành thì bị ba gã cảnh sát dẫn về đồn từ sớm, chỉ còn mình Trương Dương đang nhàn nhã uống trà ở phòng làm việc của Ngưu Văn Cường. Mà Ngưu Văn Cường cũng không rời đi, hơn hết, hắn còn mời mấy gã bạn nhậu kia sang bên hát karaoke. Nói ra thì hắn cũng chẳng phải có lòng tốt gì, chẳng phải tối nay cũng là cả đám mời Trương Dương tới uống rượu sao. Đêm nay các người đều không thể trốn trong phòng hết được, các người đều phải theo ta, có phúc cùng hưởng có họa thì cùng chịu. Vương Bác Hùng cùng cả đám người kia cũng chẳng phải hạng ngu dốt gì, hiển nhiên biết hành động này của Ngưu Văn Cường là có ý gì. Ngoại trừ Khương Lượng bất đắc dĩ phải trở về cục còn mấy người khác cũng chẳng có ai muốn ra ngoài đó cả, vẫn chỉ ngồi lì trong phòng uống rượu nói chuyện phiếm. Bọn họ vẫn cho rằng, đã không tìm cách chuồn đi, cố gắng ngồi lại là đã có nghĩa khí lắm rồi, còn định dụ dỗ bọn ta ra ngoài đó sao? Nằm mơ đi. Dương Thủ Thành mở cửa đi vào, thấy trong phòng cũng chỉ có mình Trương Dương cùng Ngưu Văn Cường, Hắn cũng chẳng cần giữ lễ đi thẳng tới trước chỗ Trương Dương ngồi, lấy từ trong túi áo ra một phong bì dày cộp để trước mặt Trương Dương, bên trong là 5 vạn. Đây cũng là phương pháp giải quyết vấn đề hắn hay sử dụng nhất. Có thể nói, Trương Dương cùng anh trai hắn đấu đá nhau cũng chỉ vì tức giận cá nhân, mong rằng có thể dùng tiền để hóa giải mối thù này giữa hai người. Chỉ có điều, lần này thằng nhãi Trương Dương này làm việc hơi quá, nếu hắn đã có chủ đích như vậy thì vị tất có thể dễ dàng giải quyết êm đẹp. Trương Dương cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn bọc tiền trên bàn, vẫn thản nhiên uống trà, là Dương Bí Thư kêu người tới. Dương Thủ Thành hơi liếc mắt nhìn Như Văn Cường một chút, tự hồ như vẫn còn băn khoăn do dự điều gì đó. Như Văn Cường cũng hiểu ý của hắn, liếc nhìn bọc tiền trên bàn ước chừng khoảng bao nhiêu rồi nhàn nhạt, nhạt nói, các người cứ từ từ nói chuyện, ta không làm phiền nữa. Như Văn Cường đi rồi, lúc này Dương Thủ Thành mới thở phào nhẹ nhõm, người có thể bỏ qua chuyện lần này được không? coi như cho ta chút mặt mũi. Trương Dương vẫn hờ hứng như không, đến cái mí mắt cũng chẳng thèm động đậy, người mà cũng có mặt mũi hay sao. Sắc mặt Dương Thủ Thành đã có chút khó coi, hắn không phải vì tức giận, mà là sợ hãi. Chính bản thân hắn đã được trải nghiệm qua thần thông của thằng nhãi này, chỉ cần Trương Dương muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy cái mạng nhỏ của hắn. Đối mặt với người nắm giữ sinh mạng mình có ai mà không sợ hãi được cơ chứ? Dương Thủ Thành cũng chỉ biết nén giận lại, thấp giọng nói, quả thực cháu trai ta tay chân cũng không sạch sẽ, nhưng ta hiểu hắn. Cho dù có cho hắn thêm một nghìn lá gan, hắn cũng không dám cưỡng gian. Chuyện này có thể nhẹ tay một chút được hay không? Mãi lúc này Trương Dương mới thôi uống trà, liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt, nhạt nói, từ trước tới giờ ta chưa từng muốn đối địch với hai anh em các ngươi. Hơn hết, ta với anh trai ngươi lại đều là cán bộ nhà nước, đều trong thể chế, đáng nhẽ phải giúp đỡ nhau mới đúng. Thế nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác, lạm dụng chức quyền chèn ép ta, dùng việc công trả thù riêng. Ta hỏi, nếu như là ngươi, ngươi có chịu được không? Trương Dương cũng thẳng thắn đi thẳng vào vấn đề luôn, tỏ rõ thái độ của mình chính là muốn gây sự, là muốn nhân cơ hội này ăn miếng trả miếng, gậy ông đập lưng ông. Dương thủ thành cũng hiểu ý tứ của Trương Dương, hắn cũng biết chuyện này hẳn không thể quay đầu lại được nữa. Hắn thấp giọng nói, người ta thường nói, oan gia nên giải không nên kết oán nếu như trước đây anh trai ta đã làm việc gì có lỗi với ngươi, vậy ta thay mặt hắn xin lỗi ngươi. Còn về phía cô gái kia, bọn ta sẽ bồi thường thích đáng. Trương Dương cười tủm tỉm nhìn Dương Thủ Thành, tiền tài chưa hẳn đã là vạn năng. Dương Thủ Thành trố mắt nhìn Trương Dương, trong lòng thầm run. Chẳng nhẽ thằng nhãi này thấy vẫn còn chưa đủ, có đúng hay không hắn chê tiền hơi ít. Dương Thủ Thành trầm ngâm một chút, rốt cục cắn răng nói, vậy ba vạn thì sao? Trương Dương lắc lắc đầu cười nói, thực ra anh trai ngươi cũng thừa biết ý của ta. Ta chỉ muốn hắn tới đây xin lỗi ta. Câu nói vừa rồi của Trương Dương chẳng khác gì một cái bạt tai thẳng vào mặt Dương Thủ Thành. Sĩ khả sát bất khả nhục, thằng nhãi này quả thực biên rồi. Một gã phụ cấp phó phòng nho nhỏ mà đòi thủ trưởng hắn, đòi quan phụ mẫu của cả cái huyện Xuân Dương, bí thư huyện ủy Dương Thủ Nghĩa phải cúi đầu xin lỗi hay sao? Thực là ép người quá đáng. Trương Dương lại thấp giọng nói, có lẽ Dương Bí Thư cũng hiểu, nếu như hắn vẫn còn giữ cái sĩ diện hảo đó thì ta sẽ còn tiếp tục làm lớn chuyện hơn nữa. Cho dù các người có thể đảm bảo cho Dương Trí Thành không bị xây xước chút nào, nhưng ta có thể làm cho cả cái huyện Xuân Dương này biết tiếng xấu của Đại Công Tử Dương Bí Thư. Mà không chỉ huyện Xuân Dương, sợ rằng trên thành phố cũng có vài tin đồn thất thiệt nữa đó. Người cũng biết sức mạnh dư luật là thế nào rồi mà. Mà nếu như ta đâm đơn kiện ra toàn, ở Xuân Dương không làm gì được các ngươi, ở Giang Thành cũng chưa chắc làm khó được các ngươi. Thế kiện lên tận Đông Giang thì sao? Các ngươi còn khả năng bảo vệ cho thằng nhãi kia không? Các ngươi có thể chạy trốn trách nhiệm trước pháp luật hay sao chứ? Nằm mơ. Trên trán Dương thủ thành đã lấm tấm mồ hôi hột, hắn cũng hiểu khá rõ tính tình thằng nhãi Trương Dương này. Thằng nhãi này không phải là cái hạng võ mồm, mà hắn đã nói ra được thì chắc chắn sẽ có cách làm được nỗi sợ hãi trương dương trong lòng hắn kéo dài từ lần đầu gặp mặt tới tận bây giờ không sai. Nhưng lời này của trương dương cũng chẳng phải là đe dọa chơi. Nếu như dương thủ thành quyết tâm chơi đến cùng thì những chuyện đó xảy ra cũng chẳng phải điều lạ. Thấy dương thủ thành định nói gì, trương dương liền khoát tay nói trước, lần này cháu người động tay chân là tiểu lệ, là nữ nhân của anh em ta, ta cũng chỉ là người ngoài. Nếu như không phải thấy thằng nhãi con vô sỉ kia quá trướng mắt, ta cũng chẳng thèm nhúng tay vào, những lời này của Trương Dương chẳng khác gì giấu đầu lòi đuôi. Người sáng suốt chỉ cần liếc mắt cái là có thể nhận ra, Trương Dương chính muốn nhân cơ hội này mà nhúng tay vào khuấy đảo lên một vòng. Căn bản Ngưu Văn Cường cùng Tiểu Lệ cũng chỉ là quân cờ trong tay hắn mà thôi. Nói đến đây Dương Thủ Thành cũng biết có thương thuyết thêm cũng chỉ phí nước bọt mà thôi. Trầm ngâm suy ngẫm một lúc xong hắn liền đứng dậy cáo từ Trương Dương bỏ đi. Lúc ra đến cửa hắn liền đánh điện gọi cho anh trai mới đó mà dương thủ nghĩa cũng nhận được không ít cuộc điện thoại gọi đến mà hắn cũng gọi đi không biết bao nhiêu cuộc sự tình đã hoàn toàn sáng tỏ trương dương là muốn mượn chuyện này trả thù hắn tuy rằng hắn không có sợ thằng nhãi con kia nhưng muốn đối phó thì cũng chẳng phải chỉ một mình thằng nhãi đó chỉ cần một vị lý phó thị trưởng cũng khiến hắn phải đau đầu rồi mà chuyện này phiền toái nhất ở chỗ mà thằng con trai trời đánh của hắn cũng chẳng phải cái hạng tốt lành gì cho kham cái chuyện dâm loạn thiếu nữ kia cũng đâu phải lần một lần hai. Cũng chẳng cần biết cô nàng kia có phải thiếu nữ hay không, người ta chỉ nhìn vào cái tội danh cưỡng gian không thành kia mà thôi. Nếu như để lộ chuyện này ra ngoài chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của hắn ở cái huyện Xuân Dương này. Dương thủ nghĩa cũng không lo lắng cho thằng nghịch tử kia ở cục cảnh sát, dù sao nó cũng chưa có làm ra cái việc gì quá đáng, mà người ta cũng phải nể chút mặt mũi vị bí thư huyện ủy như hắn hiển nhiên bên phía công an cũng sẽ không gây khó dễ gì cho nó. Bất quá điều Dương Thủ Nghĩa lo lắng nhất bây giờ lại là thái độ mập mờ của thiệu vệ giang, đột nhiên hắn cảm thấy một tia không ổn. Việc này phải mau chóng giải quyết ổn thỏa, không được để đêm dài lắm mộng, càng để lâu càng gây bất lợi cho hắn. Ngẫm lại, điều quan trọng nhất của một vị lãnh đạo đó là danh dự, là danh tiếng. Chức quan càng lớn, mặt mũi càng quan trọng hơn. So với thằng nhãi con Trương Dương kia, hắn chẳng khác gì ngói tranh với đồ sứ. Lần này thằng nhãi kia quyết tâm chơi tới cùng, ngọc đá cùng vỡ thì người thiệt thòi nhất cũng chỉ mình dương thủ nghĩa hắn. Trường mới nhất tại, Trung Duyên VN. Nhận được điện thoại của em trai, dương thủ nghĩa trầm ngâm một lúc, mãi sau mới nói hai từ, đã biết. Sau đó hắn lạnh lùng cúp điện thoại xuống, mở ngăn kéo từ trong bao thuốc lấy ra một điếu, chưa kịp châm lửa hút thì vợ hắn đã không nhìn được mà mở cửa đi vào nữ nhân gặp loạn luôn luôn không giữ được bình tĩnh. Lúc này bà ta lòng như lửa đốt, tóc tai bù xù, hai mắt cũng đỏ sọng lên sông thẳng tới chỗ Dương Thủ Nghĩa ngồi giật lấy điếu thuốc trong tay hắn giận dữ nói, hút, hút, hút đến chết đi, con trai đã bị côn an bắt đi rồi, lại còn nói là tội danh cưỡng gian chưa thành, còn muốn bị bắt vào tù nữa. Người làm cha mà như vậy sao? Làm cha mà không quản sống chết con trai mình sao? Dương Thủ Nghĩa lạnh lùng liếc nhìn vợ mình, gần giọng nói trả thuốc lại cho ta. Ta sẽ không trả lại cho ngươi, đường đường là bí thư huyện hủy mà đến đứa con trai độc nhất cũng không bảo vệ nổi. Ngươi còn mặt mũi, bà ta chưa nói dứt câu dương thủ nghĩa đã giận dữ đứng phát dậy tát thẳng một cái vào mặt vợ mình. Vì quá tức giận nên dương thủ nghĩa gần như dùng hết sức lực của mình, đánh cho bà vợ ngã rúi rụi dưới đất, cứ thế bưng mặt khóc nức nở. Dương thủ nghĩa cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn một cái, lạnh lùng cầm áo khoác đi ra cửa phòng. Sau khi đàm phán xong với Dương Thủ Thành, Trương Dương cũng không đi hát karaoke với đám người như Văn Cường mà trở về khách sạn Minh Châu nghỉ ngơi. Thứ nhất, hắn không thích cái bầu không khí ẩm ý đó. Thứ hai, hắn cũng chẳng muốn nghe mấy gã đó lại nhảy này nọ về việc hắn náo loạn gây hại đến bọn họ. Hơn hết, điều quan trọng nhất Trương Dương muốn ở một mình là để đợi một người. Cũng chẳng phải ai xa lạ, người đó chính là vị bí thư huyện ủy huyện Xuân Dương Dương Thủ Nghĩa. Trương Dương rất tin tưởng hắn ta sẽ đến bởi lẽ nếu như hắn không muốn sự việc của con trai hắn tiếp tục lớn hơn thì bắt buộc hắn phải tới đây cúi đầu xin lỗi suy cho cùng mục đích lần này trương dương về xuân dương cũng chẳng phải để trả thù dương thủ nghĩa thế nhưng con trai hắn lại tạo cơ hội để trương dương trả thù cơ hội đến ngay trước mắt há có thể bỏ qua hay sao bằng không không phải phụ lòng lão thiên mất công an bài hay sao dương thủ nghĩa sắc mặt u ám ngồi trong xe của em trai hắn dương thủ thành từ lúc lên xe tới giờ hắn chỉ một mực hút thuốc, không mở miệng nói bất kỳ câu nào. Lý Trường Vũ đi rồi, hắn nghiễm nhiên trở thành người có quyền lực nhất cái huyện Xuân Dương này, hoàn toàn có thể một tay che trời. Thế nhưng ngày hôm nay hắn mới ý thức được, tuy hắn một tay che trời vậy mà lại bị kẻ khác một tay chẹn họng. Tiếng là người có quyền lực cao nhất vậy mà lại bị cấp dưới uy hiếp, bị một gã cán bộ phụ cấp phó phòng nho nhỏ uy hiếp. So với anh trai, Dương Thủ Thành đã chấp nhận hiện thực từ sớm. Từ buổi tối hôm đó, Trương Dương lẻn vào phòng uy hiếp hắn mà thần không biết quỷ không hay, hắn liền nhận ra thằng nhãi kia không phải người thường, mà là sát thần. Bởi vậy dù thống hận trong lòng nhưng hắn không dám có chút ý nghĩ trả thù nào. Thương nhân khác với quan nhân, họ là người làm ăn, phải lăn lộn kiếm tiền, có lúc cũng phải khúm núm nịnh nọt, có lúc phải cúi đầu xin lỗi, bởi vậy họ nhìn nhận vấn đề theo một cách toàn diện hơn, và cũng dễ tiếp thu hiện thực hơn. Dương Thủ Thành có chút đồng tình nhìn anh trai hắn, nhỏ giọng khuyên, anh, kỳ thực chỉ một câu nói, cũng không có gì. Dương Thủ Nghĩa lạnh lùng chừng mắt nhìn lại em trai, làm sao có ai hình dung được hắn đang buồn bực đến nhường nào. Chỉ một câu nói thôi sao, thù oán giữa hắn với thằng nhãi kia mà chỉ một câu nói liền hóa giải được hay sao. Không cần nghĩ hắn cũng thừa biết, thằng nhãi kia mục đích chỉ là muốn hắn phải cúi đầu xin lỗi nhận thua. Dương Thủ Nghĩa tức giận rít một hơi dài nữa rồi mở cửa xe bước ra, ném đầu mẩu điếu thuốc xuống đất, nhấc chân di đi di lại đầu mẩu điếu thuốc dưới đất. Mãi một lúc lâu sau hắn mới đỡ bực tức hơn, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi đi vào khách sạn Minh Châu. Chỉ một đoạn đường ngắn nhưng Dương Thủ Nghĩa đã suy nghĩ rất nhiều. Mâu thuẫn của hắn với Trương Dương xuất phát từ lần con trai hắn trêu gẹo đùa bỡn em gái Trương Dương. Lúc đó thằng nhãi Trương Dương so với hắn thì chỉ như một đứa trẻ ba tháng tuổi chưa dứt sữa, lần đó cũng nhờ Lý Trường Vũ ra mặt giúp đỡ thằng nhãi đó mới thoát nạn rồi tiếp đến vụ tai nạn sập mỏ than, vì bảo vệ tần thanh mà thằng nhãi đó lại một lần nữa chọc gậy bánh xe, khiến mâu thuẫn giữa hai người càng trở nên gay gắt, thủy hỏa bất sung. Rồi mới đây, theo mưu kế của hứa thường Đức, hắn liền vu cáo Trương Dương tham ô hối lộ, lại để bên thanh tra kỷ luật điều tra vấn đề kinh tế của Trương Dương. Vẫn tưởng lần này thằng nhãi này chết chắc, thế nhưng hắn thực không ngờ, phía sau lưng Trương Dương lại lắm mối quan hệ phức tạp đến vậy. Đừng nói là Dương thủ nghĩa hắn, mà ngay đến cả hứa thường đức tự tay xuất mã chúng phải nếm quả đắng. Cuối cùng để Trương Dương rời Xuân Dương, tới văn phòng đại diện ở Bắc Kinh coi như sự thỏa hiệp của cả song phương. Trên thực tế, Dương Thủ nghĩ Hắn đồng ý để Trương Dương chuyển công tác lên Bắc Kinh, không phải vì muốn buông tha Trương Dương, mà hắn tưởng rằng lần đó thằng nhãi kia đã được nếm một bài học thích đáng, có lẽ thằng nhãi đó đã nhận ra thực lực hai bên chênh lệch đến đâu. Cho người sống cũng chẳng khác gì ban ơn, cho người sống, để ngươi biết sợ không dám gây chiến nữa. Thế nhưng thực tại thì sao? Thực tại liền chứng minh đó cũng chỉ là suy nghĩ của mình hắn. Vẫn tưởng rằng mọi chuyện thế là kết thúc sao? Hay là mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu? Lúc Dương Thủ Nghĩa tới phòng 318 thì Trương Dương cũng vừa mới pha xong một ấm trà. Thằng nhãi này mặc một chiếc áo cộc tay cùng với cái quần sóc đỏ chót lè loẹ loẹt đang đứng ở cửa sổ nhàn nhã thưởng thức những đợt gió đêm mát mẻ. Ở phòng riêng thì ăn mặc như vậy cũng rất bình thường, nhưng mà trước mặt lãnh đạo hoặc lúc tiếp đón cấp trên mà ăn mặc như vậy thì hơi thiếu phép tắc với dương thủ nghĩa trương dương mà phải giữ phép tắc lễ nghĩa hay sao từ trước tới giờ trương dương chưa hề để hắn vào mắt bởi vậy hai chữ kính trọng kia cũng không phải dành cho loại người như hắn thấy dương thủ nghĩa tới trương dương chậm rãi quay đầu lại trên mặt là nụ cười nhẹ chỉ đơn giản một nụ cười người khác thì thấy bình thường thế nhưng trong mắt dương thủ nghĩa thì nụ cười này cực kỳ kinh tỏm nó như chứa đựng sự khinh bỉ chế nhạo hắn. Kinh tởm ở chỗ, thằng nhãi kia thấy cấp trên đến nhưng vẫn thản nhiên như không, tỉ như dương thủ nghĩa không hề tồn tại ở đó vậy. Hắn vẫn cứ bình thản châm trà, mà chỉ châm một chén của hắn. Thấy lãnh đạo đến hắn cũng không thèm một tiếng chào hỏi, chứ đừng nói tới việc mời ngồi, cứ mặt kệ vị bí thư huyện ủy đứng ở đó. Dương Thủ Nghĩa cùng Trương Dương bốn mắt nhìn nhau, mãi một lúc lâu sau, Dương Thủ Nghĩa mới chịu mở lời phá vỡ bầu không khí trầm mặc này, "Tiểu Trương à, có một số việc không nên làm nghiêm trọng hóa vấn đề." Trương Dương ha hả cười lớn, ngón tay chỉ chỉ vào chiếc ghế sofa đối diện, ý bảo Dương Thủ Nghĩa ngồi xuống. Dương Thủ Nghĩa vẫn đứng đó, không có ý gì muốn ngồi cả. Hắn muốn đứng đó, muốn bao quát toàn bộ Trương Dương, muốn xem rốt cuộc thằng nhãi này muốn gì, muốn xem thằng nhãi này nghĩ những gì, muốn uy áp hắn. Thế nhưng rốt cuộc hắn cũng không tài nào uy hiếp được thằng nhãi ngồi ở kia đang cười một cách cực kỳ đáng ghét. Hắn hiểu, giờ đây người ở phía thượng phong, người có quyền lực cao nhất ở đây không phải là hắn. Audio điện tử võ tấn bền Theo thói quen, Dương Thủ Nghĩa lại rút ra một điếu thuốc, chậm rãi châm lửa hút. Có lẽ hút thuốc là cách duy nhất để hắn có thể ổn định lại tâm tình. Một lúc lâu sau, Dương Thủ Nghĩa vẫn đứng trong màn khói mịt mờ, hắn thấp giọng nói chuyện đêm nay ta đã điều tra rõ sự thực là trí thành chưa có làm điều gì sai trái ta sẽ bắt hắn xin lỗi người ta và bồi thường thiệt hại về tinh thần trương dương vẫn không nói gì cứ ngồi đó lẳng lặng nhìn dương thủ nghĩa suốt cục dương bí thư vẫn cứ một mực lảng tránh vấn đề chính hắn thừa biết trương dương muốn gì vậy mà vẫn cứ cố ra vẻ làm như không biết trương dương lạnh lùng cắt đứt lời hắn chuyện của con trai ngươi tự nhiên sẽ có người lo liệu ta không có hứng thú. Tối nay người tới đây tìm ta, không phải chỉ để nói mấy lời dư thừa này chứ. Trương Dương đã bộ lộ rõ ràng ý tứ của mình cho Dương Thủ Thành biết, muốn thông qua hắn chuyển lại cho anh trai hắn biết. Đêm nay Trương Dương là muốn anh trai hắn, Dương Thủ Nghĩa phải cúi đầu xin lỗi. Lúc này Dương Thủ Nghĩa đang phải đấu tranh nội tâm kịch liệt. Hắn lại giết một hơi nữa cố gắng tính tâm lại, ánh mắt hơi cục xuống. Mấy lời vẫn nghẹn mãi ở cổ họng, Cuối cùng hắn vẫn quyết định nói ra, "Tiểu Trương à, ta nghĩ từ trước tới giờ hai chúng ta có chút hiểu lầm, bởi vậy ta mới có một chút thành kiến với ngươi. Ta thừa nhận là ta sai, ta đã không điều tra rõ ràng để đánh giá sai một đồng chí cách mạng như ngươi." Vậy, lúc này hai mắt Dương Thủ Nghĩa mới nhìn lên, phát hiện thấy vẻ mặt Trương Dương vẫn lạnh lùng như trước, chẳng hề có chút thay đổi nào trước câu nói vừa rồi của hắn. Trương Dương vẫn cứ lạnh nhạt như trước, hờ hững hỏi một câu, là ngươi xin lỗi ta. Nội tâm Dương Thủ Nghĩa đem 18 đời tổ tông thằng nhãi Trương Dương kia ra mà chửi. Thế nhưng biểu hiện bên ngoài của hắn vẫn là trịnh trọng cùng thành khẩn, quả thực trước kia ta đã làm những chuyện có lỗi với ngươi. Nhưng dù sao, chúng ta cũng đều là cán bộ cách mạng, tuổi đời lại tranh lệch nhau không nhỏ, bởi vậy cũng khó tránh khỏi xảy ra chút hiểu nhầm nho nhỏ. Ta mong muốn sau này chúng ta có thể vứt bỏ những, những cái không hài lòng, cùng giúp đỡ nhau tiến. Lần thứ hai Trương Dương lại cắt ngang lời hắn nói, "Dương bí thư, có chuyện này ta muốn hỏi ngươi, điều tra vấn đề kinh tế của ta, tìm cách đá ta ra khỏi bệnh viện bảo vệ chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, rồi còn đình chỉ công tác của ta, vậy rốt cuộc những việc đó là chủ ý của ngươi hay là của người khác?" Mãi đến tận lúc này Dương thủ nghĩa mới nhận ra, vì sao Trương Dương lại muốn hắn đích thân tới đây nhận lỗi. Hóa ra thằng nhãi này là muốn từ trong miệng hắn lần ra kẻ nào đứng đằng sau tất cả mọi việc từ trước tới giờ. Tuy rằng vẫn cực kỳ thống hận Trương Dương, thế nhưng không phải vì có hứa thường đức ở phía sau chống lưng thì hắn cũng không vội vàng làm ra một loạt chuyện động trời đến vậy. Từ lâu Dương Thủ Nghĩa vẫn cho rằng thằng nhãi này chẳng khác gì đám du côn đầu đường xó chợ, là một kẻ không sợ trời mà cũng chẳng sợ đất. Nếu như hắn bán đứng hứa thường đức thì hắn cũng không dám chắc thằng nhãi điên cuồng kia sẽ làm ra những chuyện gì nữa sau khi suy nghĩ cẩn thận lại lợi hại dương thủ nghĩa vẫn quyết định giấu kín chuyện này trầm ngâm một lúc sau hắn mới thấp giọng nói những việc vừa qua là ta nhắm vào ngươi không liên quan gì tới người khác trương dương lạnh lùng nhìn thẳng mặt hắn đương nhiên trương dương cũng không tin tưởng những lời hắn nói nếu như chỉ có một mình dương thủ nghĩa bày trò thì chỉ cần lý trường vũ cũng có thể giải quyết mọi chuyện một cách đơn giản thế nhưng lý trường vũ lại quyết định đứng ngoài cuộc không chịu giúp đỡ trương dương cuối cùng phải nhờ tới cố giai đồng tạo áp lực với đám lãnh đạo thành phố Giang Thành, mọi chuyện mới tạm yên ổn. Dưới ánh mắt lạnh băng lại sắc bén như gươm của Trương Dương, nội tâm Dương Thủ Nghĩa nhịn không được hơi run một chút. Hắn cố gắng gượng cười nói, hy vọng ngươi không để bụng mấy chuyện còn con đó. Sốt cục là kẻ nào nhắm vào ta? Những lời này của Trương Dương đủ để Dương Thủ Nghĩa nhận ra là Tương Dương không tin mấy lời vừa rồi lần đầu tiên dương thủ nghĩa mới có cảm giác bị người khác dồn ép vào chân tường một gã cấp dưới một tên cán bộ phụ cấp phó phòng mà lại có thể tạo áp lực cho hắn lớn đến như vậy có quá nhiều chuyện xảy ra khiến hắn phải đau đầu suy nghĩ lại phải chịu áp lực quá lớn của trương dương rốt cuộc dương thủ nghĩa cũng phải nói ra hứa bí thư không thích ngươi tuy rằng hứa thường đức đã thăng chức lên chủ tịch tỉnh thế nhưng hắn vẫn theo thói quen lâu ngày vẫn gọi hứa thường đức là hứa bí thư trước câu nói của dương thủ nghĩa Trương Dương cũng phải ngẩn người. Đã biết kết quả nhưng trong một lúc, Trương Dương không tài nào hiểu rõ được. Hứa Thường Đức không thích mình, thế nhưng Trương Dương không tài nào nghĩ ra, rốt cuộc là đã đắc tội gì với hắn. Trong đầu Trương Dương đang tua lại một lượt tất cả sự việc xảy ra. Ngoại trừ Tả Hiểu Tình ở bên ngoài ra thì Trương Dương không tài nào tìm ra được ai hay việc gì gắn liền hắn với Hứa Thường Đức. Chẳng lẽ Hứa Thường Đức biết chuyện của hắn với Tả Hiểu Tình? Càng nghĩ Trương Dương càng thấy khả năng này là lớn nhất. Lần đó tại trường đảng ở Giang Thành, mẹ của Tả Hiểu Tình là Tương Tâm Tuệ đã từng có lời uy hiếp mình. Có lẽ nào bà ta thông qua Hứa Thường Đức tiếp tục gây áp lực đe nẹt mình? Những lúc bối rối con người suy nghĩ không chín chắn và rất dễ rơi vào tình trạng phiến diện. Cũng bởi lẽ từ trước tới giờ thủ oán Trương Dương với Hứa Thường Đức cũng chưa đến nỗi gay gắt lắm, vì vậy Trương Dương mới quả đoán là do Tả Hiểu Tình. Nhưng ngờ đâu, tất cả mọi chuyện lại từ Hải Lan mà ra. Dương Thủ Nghĩa ở trong phòng Trương Dương chưa đầy 20 phút, nhưng hắn lại cảm giác như vừa trải qua một trận chiến kéo dài tận 20 tiếng đồng hồ. Cơ hồ trận chiến đó đã lấy đi toàn bộ sức lực của hắn vậy. Đến lúc ngồi yên vị trong xe của em trai, hắn mới như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Dương Thủ Thành quan tâm hỏi nhỏ, anh, mọi chuyện thế nào rồi? Dương Thủ Nghĩa chậm rãi trả lời, thằng nhãi này chẳng khác gì một gã ôn thần, Nhất quyết sau này ta sẽ không dính dáng bất kỳ điều gì với hắn nữa. Dương Thủ Thành lại không nghĩ như anh trai, bởi lẽ thằng nhãi Trương Dương kia vẫn đang nắm trong tay một ít chứng cứ liên quan tới vụ tai nạn sập mỏ than, chỉ là thằng nhãi đó vẫn chưa vạch trần ra mà thôi. Mỗi lần thằng nhãi đó thiếu tiền là lại dùng những chứng cứ đó đem ra gõ Dương Thủ Thành một chút. Đối với hắn mà nói, Trương Dương chẳng khác gì ác mộng, đuổi không đi, đánh không tan hết lần này tới lần khác hắn không thể nào thoát ra khỏi cái cơn ác mộng đáng sợ đó cả. Dương Thủ Thành lái xe được một lúc thì Dương Thủ Nghĩa mới nói, ngày mai người dẫn Trí Thành đi xin lỗi cô nàng kia, tiện thể đem theo hai vạn nữa. Dương Thủ Thành cũng có chút phiền muộn nói, thằng nhãi kia đã ngậm năm vạn rồi. Hắn đã đồng ý không quản chuyện này nữa, còn hai vạn kia, phải nhớ đưa trước mặt Ngưu Văn Cường. Dương Thủ Thành nghe xong cũng phải liếc mắt nhìn lại anh trai ngồi phía sau, Hắn lập tức hiểu ra mưu kế của anh hai. Việc đưa bồi thường cũng chỉ mang tính hình thức, có cho Ngưu Văn Cường thêm 10 lá gan nữa hắn cũng không dám ngậm hai vạn đó. Nếu như đôi bên đã ngầm định ước sẵn thì tự nhiên sự việc sẽ kết thúc cực kỳ nhanh chóng. Chỉ nửa ngày, Dương Thủ Thành đã đưa được Dương Thủ Nghĩa từ đồn công an ra, rồi lại tiếp tục đưa Chí Thành tới quán karaoke ái thần của Ngưu Văn Cường. Là người ở giữa, cũng là người phải chịu nhiều áp lực nhất hiển nhiên tối qua Ngưu Văn Cường cũng không thể ngủ ngon lành được. Nhận được điện thoại của Dương Thủ Thành, hắn liền kêu Tiểu Lệ cùng chờ ở trong phòng làm việc của hắn. Trước khi rời đi, Trương Dương đã dặn qua hắn, bảo hắn cứ việc bóc lấp đường bên ngoài ra, từ từ nhấm nháp, còn đạn pháo cứ việc đá trở lại không việc gì phải sợ. Vừa nhìn thấy hai vạn giày cộp, Tiểu Lệ thiếu chút nữa hét lên một tiếng, may thay vẫn lấy tay bịt miệng được. Ngưu Văn Cường đương nhiên hiểu, hắn cũng không có khả năng nuốt trôi hai vạn này, cầm cũng đồng nghĩa mắc tội với Dương bí thư. Tuy rằng Trương Dương đã quả quyết là không sao, nhưng dù sao tiểu tử này cũng không có khả năng ở Xuân Dương cả đời, cũng không thể bảo vệ hắn cả đời được. Đến lúc Trương Dương đi rồi, chỉ còn mình hắn ở trong lòng bàn tay người ta, muốn nhào muốn nặn thế nào tùy ý. Sau khi đã cẩn thận suy nghĩ những điều lợi hại, ngoài mặt thì Ngưu Văn Cường vẫn bảo tiểu lệ nhận lấy hai vạn kia, nhưng ngay lập tức hắn liền lặng lẽ đem trả lại cho Dương thủ thành sau khi nhận được một bài học nhớ đời như vậy, hiển nhiên dương trí thành sợ hãi mãi không thôi, rồi rít cúi đầu xin lỗi tiểu lệ, rồi còn quay sang xin lỗi cả như văn cường nữa. như văn cường thì không nói gì, còn tiểu lệ vì uất ức quá nên cũng chỉ mắng hắn vài câu rồi thôi. hai chú cháu dương thủ thành đi rồi, như văn cường mới gọi điện cho trương dương kể lại chuyện vừa rồi cho trương dương nghe. trương dương nghe hắn nói vừa trả lại hai vạn cho người ta nhịn không được mắng lớn một tiếng, suốt ngày chỉ biết bo bo giữ mình, người ta dâng hai vạn đến tận miệng cũng không dám ăn. Là chỗ an hem, vốn tưởng giúp người một chút vậy mà, thôi bỏ đi. Là người ngoài cuộc, hiển nhiên Ngưu Văn Cường cũng không muốn bị cuốn vào vòng tranh giành đấu đá giữa Trương Dương với Dương Bí Thư. Nghe Trương Dương mắng, hắn cũng chẳng thèm nỗi giận, chỉ thấp giọng nói là anh em tốt thì lần sau đừng lôi ta vào mấy vụ rắc rối như thế này. Ta là người làm ăn, ta nhát gan, chuyện gì cũng chẳng dám làm. Trương Dương ngáp dài một tiếng thở ơ nói, bên phía công an đã có người lo liệu. Còn tiểu lệ, người cũng nên cho nàng ta ít tiền, đừng để nàng ta làm loạn lên. Nếu như vẫn chưa thấy hả dạ, người cứ việc truyền ra ngoài, vui vẻ một mình không bằng để mọi người cùng chung vui, để cho lão bách tính huyện Xuân Dương chúng ta đều vui vẻ. Chuyện tốt không ra khỏi ngõ, chuyện xấu đồn nhìn dặm. Tuy rằng Dương Thủ Nghĩa đã nỗ lực không để con trai mình bị dính tới pháp luật, lại được lời hứa của trương dương không truy cứu nữa nhưng không hiểu sao chỉ một ngày một đêm mà chuyện xấu con trai hắn trêu ghẹo con gái nhà lành lại truyền khắp toàn bộ cả huyện xuân dương này không những thế mấy vị lãnh đạo trên thành phố cũng loáng thoáng nghe thấy tin tức mặc dù dương thủ nghĩa đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước nhưng tin đồn lại quá nhiều như vậy khiến hắn không còn mặt mũi nào nữa cả ngày hôm sau hắn đều ở lì trong nhà không bước chân ra khỏi cửa hắn biết sự tình trở nên lớn như vậy cũng đều do một tay thẳng nhãi Trương Dương kia khuấy đảo. Hắn hận Trương Dương, so với trước đây thì hận hơn gấm trăm ngàn lần. Thế nhưng rốt cuộc hắn lại mất đi dũng khi đối đầu với Trương Dương. Thân là bí thư huyện ủy vậy mà hận cũng không dám trả thù, thật nhục nhã thay. Cuối cùng ngày 18 tháng 10 cũng đến, lễ cắt băng khánh thành trung tâm thẩm mỹ ở bệnh viện bảo vệ chăm sóc bà mẹ và trẻ em cũng được coi là sự kiện lớn của huyện một giải lụa đỏ trăng ngang cửa ăn nhà ba tầng rộng lớn, khách tham dự ai nấy đều mặt mày rạng rỡ vui vẻ cười nói. Đại diện của bệnh viện có Triệu Tân Hồng, cũng là người chủ trì buổi lễ khai trương ngày hôm nay. Cùng đến cắt băng có Phó Chủ tịch huyện từ Triệu Bân, Cục trưởng Cục Y tế huyện Cao Chiêm Viễn, Cục trưởng Cục Công an huyện Thiệu Vệ Giang, còn đại biểu bên phía đầu tư có Lâm Tú cùng Sở Yên Nhiên lên cắt băng Khánh Thành. Vốn dĩ Sở Yên Nhiên không muốn tham dự buổi lễ khai trương ngày hôm nay, bởi lẽ từ lúc trở về từ Bắc Kinh, tâm trí nàng xa suốt hẳn đi. Nàng thừa nhận là có yêu Trương Dương, nhưng nàng lại không thể chịu được cái tính đa tình của hắn. Nàng nguyện dâng cả trái tim cho hắn, nhưng hắn thì sao? Cùng lắm hắn cũng chỉ cho nàng được một phần trái tim của hắn. Đáng lẽ nàng định về thẳng chỗ ông nội, mấy đến cuối cùng mới quyết định trở lại Xuân Dương. Vì bị đả kích quá lớn nên đến giờ nàng vẫn mơ mơ hồ hồ, chẳng còn nhận biết được điều gì nữa lâm tú cũng nhìn ra đứa cháu gái nhỏ của mình có tâm sự tuy rằng đoán được chuyện này hẳn liên quan đến trương dương thế nhưng nàng cũng không tiện hỏi thẳng đành từ từ tìm cách an ủi sau có thể nói sau lần đấu giá giữa trương dương với viện trưởng nghiêm thế đông người được lợi nhất chỉ có mình triệu tân hồng sau lần đó nàng như diều gặp gió chỉ một thời gian ngắn nàng liền được bổ nhiệm làm viện trưởng kiêm bí thư bệnh viện hiển nhiên giờ đây nàng là người có quyền lực tuyệt đối ở cái bệnh viện này khi một người gặp trắc trở trong hôn nhân thì mọi tinh lực của người đó đều dồn hết cho sự nghiệp, và Triệu Tân Hồng cũng là người nằm trong số đó. Còn khoảng 10, nưa là đến 10 giờ, các quan khách đều đã đến đông đủ. Cục trưởng Cục Công an Thiệu Vệ Giang tươi cười hớn hở đi tới chỗ Lâm Tú cười nói, em gái, sao Quốc Trung không tới đây tham dự? Lâm Tú cũng cười đáp lễ, anh Thiệu đó à? Dạo này chồng em hơi bận, Kinh Sơn mới xảy ra vài vụ trọng án, chuyện gì anh ấy cũng đều phải đích thân xử lý. Tạ Quốc Trung cũng mới được thăng lên làm cục trưởng Cục Công an thành phố Kinh Sơn. Chồng mới thăng quan tiến chức, hiển nhiên trên mặt lâm tú khó giấu nổi vẻ vui mừng khôn xiết. Đương nhiên Thiệu Vệ Giang cũng biết việc Tạ Quốc Trung được thăng chức. Hắn vẫn thàm ngưỡng mộ tiểu lão đệ này, tuổi so với hắn thì ít hơn, nhưng con đường làm quan lại thuận lợi hơn không biết bao nhiêu lần. Mình thì đã ngoài 50 mà vẫn chỉ lẹt đẹt ở cái huyện vùng sâu vùng xa này, người ta thì nháy mắt một cái đã làm đến Cục trưởng Cục Công an một thành phố lớn nghe nói còn sắp được đề bạt vào ủy ban thành phố nữa xem ra tiền đồ của hắn thực vô hạn lượng thiệu vệ giang vốn định bắt chuyện với sở yên nhiên nhưng thấy nhà đầu này lại không tập trung cứ như người mất hồn nên hắn cũng đành thôi bỏ qua cơ hội làm quen thân mật với nàng ta đột nhiên lâm tú lại thấp giọng hỏi hắn trương dương có tới hay không thiệu vệ giang cũng thấy nao nao đột nhiên hắn lại nhớ về mối quan hệ của trương dương với tiểu nhà đầu sở yên nhiên kia chắc hẳn cũng vì thế mà lâm tú mới hỏi về trương dương thiệu vệ giang thấp rộng nói không phải hắn về xuân dương rồi hay sao sao em lại không biết lâm tú nghe xong không khỏi nhíu nhíu mày trương dương ở xuân dương sao nếu như hắn ở xuân dương thật thì sao đến giờ vẫn chưa thấy xuất hiện lẽ nào thật sự hắn không biết tâm tư của yên nhiên lẽ nào hắn không biết cái trung tâm thẩm mỹ này xây lên cũng chỉ vì hắn Lâm Tú bắt đầu thấy tiếc thương cho đứa cháu gái ngốc nghếch của mình. Đang định khuyên nhủ sợ yên nhiên mấy câu thì đột nhiên có 5 chiếc taxi chạy tới. Cửa xe mở ra, Trương Dương dẫn đầu đoàn người cầm lãng hoa tiến vào. Tuy rằng vẫn một mực chờ mong Trương Dương tới nhưng sợ yên nhiên cũng không ôm hy vọng lớn. Đến lúc Trương Dương thật sự xuất hiện trước mặt, nỗi phiền muộn trong lòng nàng như được ánh dương quang soi dọi. Thấy khuôn mặt cười sáng lạn đầy quen thuộc của Trương Dương, bao oán hận trong lòng nàng đều tan biến sạch sẽ trương dương cứ một mạch đi thẳng tới chỗ sở yên nhiên đứng nhìn lướt qua một lượt trương dương cũng nhận ra hẳn cô nàng vẫn còn đang giận dỗi về vụ lần trước trên bắc kinh trương dương cười tủm tỉm nói sở chủ tịch chúc mừng khai trường đại cát đại lợi như màn ảo thuật tay phải hắn bỗng nhiên xuất hiện một bông hoa hồng đỏ thắm sở yên nhiên cũng không ngờ hắn lại ngang nhiên làm trò trước mặt bao người như vậy thấy bông hoa hồng kia mà nàng vừa thấy vui sướng cùng xấu hổ, khuôn mặt xinh đẹp cũng đỏ ửng lên càng trở nên hấp dẫn đến mê người. Một lúc sau nàng mới chấn tĩnh lại, thò tay giật lấy bông hoa của Trương Dương sẵn giọng mắng nhẹ, người thật nhỏ mọn, người ta tặng toàn lãng hoa, còn ngươi chỉ tặng có mỗi một bông. Trương Dương ha hả cười lớn, nhìn dặm tặng hoa hồng. Lễ nhẹ tình ý nặng. Chương 89, được yêu. Lâm Tú chậm rãi đi tới, nhìn từ trên xuống dưới một lượt Trương Dương, giọng tức giận nói ngươi lại tới nhằm lừa gạt yên nhiên của chúng ta đừng trách ta không nhắc nhở ngươi nếu như ngươi khi dễ nó ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi trương dương cười nói dám đốc lâm dù ngài cho ta một trăm lá gan ta cũng không dám a à. từ trước tới giờ đều là nàng khi dễ ta mà mày liễu sợ yên nhiên dựng đứng mắng một câu nói láo mắt thấy thời gian cắt băng khánh thành tới sát rồi tiếng chiêng tiếng trống tiếng pháo rộn ràng Lâm Tú, Triệu Tân Hồng, từ Triệu Bân ba người đi tới trước đại môn, đến lúc bắt đầu, ba tiểu hộ sĩ xinh đẹp bưng ba cái khay đặt kéo vàng đi lên. Theo lời giới thiệu hùng hồn của người dẫn chương trình, ba người lần lượt bước lên, đồng thời đưa kéo vàng cắt bằng khánh thành, như vậy là kể từ giờ phút này, trung tâm thẩm mỹ đầu tiên của huyện Xuân Dương chính thức đi vào hoạt động. Ngày khai trương hôm nay cũng là ngày có khuyến mãi hạ giá 50%, khách mời tiệc chiêu đãi cũng toàn là nhân vật có uy tín trên quan trường Xuân Dương cùng với gia đình. Trương Dương cũng được mời trong đó, Vũ Thu Linh cùng chồng nàng là phó chủ tịch huyện, còn có Cảnh Tú Cúc, dù về chức vị không có gì, nhưng nói gì thì nàng cũng có quan hệ với Vương Bác Hùng. Cảnh Tú Cúc thấy Trương Dương tới, tươi cười chủ động bắt chuyện với hắn, Trương Dương cùng nàng hàn huyên vài câu, Cảnh Tú Cúc biết hắn đang là chủ nhiệm văn phòng tại Bắc Kinh. Tự nhiên là muốn hỏi han về tình hình của Trần Tuyết. Biết nàng và Trần Sùng Sơn quan hệ vốn không tốt, cho nên cũng nói dối rằng mình không gặp Trần Tuyết để tránh phiền hà, hơn nữa lần trước gặp Trần Tuyết hắn cũng rất không thoải mái, nên lần này hắn cũng mặc kệ không thèm quan tâm. Cảnh Tú Cúc cũng đã gặp qua Sở Yên Nhiên vài lần, trong mắt nàng nhìn thì Sở Yên Nhiên cùng Trương Dương thập phần xứng đôi, nàng cũng là một người có con mắt nhìn rất sắc sảo lúc này cũng không có ý làm phiền mà chỉ muốn hỏi mấy câu về tình hình nữ nhi mà thôi, xong xuôi nàng liền cáo tử rồi ly khai. Bên này vừa mới đi, thì Vũ Thu Linh lại tới, tuy rằng chuyện tối qua là mới, nhưng chuyện Trương Dương và Bí Thư huyện ủy Dương Thủ Nghĩa xung đột tranh đấu sôi sung sục thì chẳng ai là không biết cả. Ai cũng nói Trương Dương chính là đối thủ của Dương Thủ Nghĩa tại Xuân Dương, tuy rằng Trương Dương chỉ là một cán bộ phụ cấp, nhưng trong mắt đại đa số mọi người thì hắn có đủ thực lực để đấu cùng Bí Thư huyện ủy Dương Thủ Nghĩa. Vũ Thu Linh tới không chỉ là nói chuyện lối kéo quan hệ, mà còn có cả kẻ khổ, nhất là chuyện tập đoàn Thế Kỷ An Thái đầu tư tại Thanh Thai Sơn, đạt được lợi ích không nhỏ chắc chắn là người dân xã Hắc Sơn tử, cho nên dân chúng cùng lãnh đạo xã đối với công tác khai thác du lịch tại đây thập phần mong chờ, thế nhưng các khoản đầu tư của An lão lại không có đúng theo như hợp đồng. Hiện nay, rất nhiều công tác chuẩn bị tại xã đã được triển khai, gần nhất lại mới nghe tin An lão bị bệnh, thân là chủ tịch xã, Vũ Thu Linh bắt đầu có chút lo lắng nàng là muốn từ Trương Dương nghe ngóng một chút tin tức. Trương Dương gần đây cũng không có liên lạc cùng An Lão, đích xác cũng không nắm được tình hình cụ thể về việc khai thác thanh thai sơn như thế nào. Nhưng nghe Vũ Thù Linh nói như vậy trong lòng đích xác có chút không vừa ý, liền đáp ứng gọi điện hỏi thăm xem sao. Nhưng nghĩ lại bản thân chỉ là một chủ nhiệm văn phòng đại diện huyệt, chuyện này rõ ràng không tới hắn quản, nhưng An Lão cũng không phải là người không có đầu có đuôi, vì sao lại nảy sinh nhiều vấn đề trong hợp tác đến như vậy lẽ nào lão thực sự bị bệnh nặng? Sở yên nhiên thấy Trương Dương liên tục có người tới bắt chuyện, liền bỏ kệ hắn lại đi tới chỗ Lâm Tú. Lâm Tú lưu ý khuôn mặt đỏ ửng của tiểu nha đầu này vẫn không có đỡ đi chút nào, cảm nhận được hẳn là trong lòng nàng rất vui mừng, nhịn không được nhắc nhở thế nào. Người ta đem tặng có một cành hoa hồng mà cũng đem người biến thành cái dạng này à. Sở yên nhiên nghe vậy ngoài miệng nói cứng, ta không thèm để ý tới hắn, lâm tú thở dài nói không phải là nói xấu nhưng thực sự ta thấy tiểu tử này rất giảo hoạt đối với nam nhân ngươi không nên đối xử với hắn tốt ngươi càng đối xử với hắn tốt hắn càng không coi ngươi quan trọng ngươi càng không thèm để ý tới hắn hắn mới nhớ tới ngươi khuôn mặt sở yên nhiên vẫn đỏ lựng ta với hắn không có gì mà chỉ là bằng hữu bình thường bằng hữu bình thường bằng hữu bình thường hắn tặng ngươi hoa hồng Lâm Tú nhìn bông hoa hồng trong tay Sở Yên Nhiên một chút, có một bông bé tí thế này thôi. Tiểu tử này cũng keo kiệt quá mà. Hai người đang nói chuyện với nhau, thì Trương Dương tươi cười hớn hở đi tới gọi một tiếng, "Giám đốc Lâm", nhưng sắc mặt Lâm Tú liền bất hòa nhã đi ngay. Nguyên bản Lâm Tú đối với Sở Yên Nhiên luôn coi con đẻ mình, trong khoảng thời gian này cũng vì chuyện tình cảm của Yên Nhiên mà đối với Trương Dương luôn sinh ra một chút thành kiến. Trong mắt nàng nhìn sở yên nhiên chính là một cô sinh đẹp giỏi giang vạn người mới có một, vô luận thân thế hay tướng mạo lại đều xuất chúng, so với cái tên tiểu tử Trương Dương kia thì hơn hàng chục lần, nhưng cái tên tiểu tử đáng ghét kia hết lần này tới lần khác lại cứ luôn tỏ ra thờ ơ, vô tâm vô phế, không biết là hắn ngu thật hay giả ngu nữa. Trường hợp này thực sự là cũng không tiện nói hắn, nàng nhẹ giọng nói, buổi trưa chúng ta có tổ chức yên tiệc tại Lâm Viên, lúc đó nhớ qua nhé. Trương Dương lắc lắc đầu, không được. Ta cùng Yên Nhiên có hẹn đi ăn rồi." Sở Yên Nhiên nao nao, nàng đâu có hẹn hắn đi ăn bao giờ, nhìn ánh mắt của hắn mà trong lòng tự nhiên có chút cảm giác vừa hồi hộp, vừa lo lắng, nàng cúi đầu xuống, thậm chí quên vạch trần lời nói dối của thằng nhãi này. Lâm Tú thấy thần thái của Sở Yên Nhiên, trong lòng không khỏi cảm thán, thực sự là oan nghiệt, xem ra Sở Yên Nhiên hẳn là bị tơ tình của thằng nhãi này trói chặt rồi. Tuy rằng mới tách rời có mấy ngày, nhưng Sở Yên Nhiên lại có vẻ trầm mặc đi rất nhiều rụt rè đi rất nhiều, Trương Dương gọi đầy một bàn đồ ăn, nhưng sở yên nhiên chỉ động có một chút, ánh mắt cứ thi thoảng lại nhìn xa xắm, tựa hồ lành tránh cái gì. Trương Dương đoan khởi chén rượu, thằng nhãi này nguyên bản là muốn gọi một bình hồng tửu để uống cùng sở yên nhiên, nhưng sở yên nhiên không hưởng ứng, kết quả là lại gọi một bình rượu sái tự rót tự uống. Lại nói đối với hắn uống rượu nào thì cũng chẳng khác nhau là mấy, ngàn chén không say cũng là một loại bi ai. Vì sao không ăn thế, thấy yên nhiên tâm tình không tốt, Trương Dương rốt cục không nhịn được hỏi. Sở yên nhiên nhàn nhạt cười, ăn một quả ô mai, nhỏ giọng nói ăn nhiều sẽ béo. Đây chính là câu Trương Dương từng nói ở Bắc Kinh. Trương Dương cười nói, người có thế nào ta cũng vẫn thích. Ánh mắt sở yên nhiên lướt qua nhìn hắn nói, ta không thiếu người thích, chẳng phải một mình ngươi. Trương Dương trong lòng có chút tư vị, ngữ khí sở yên nhiên ngày hôm nay có chút lạnh lùng không để ý tới hắn, mà trương đại quan nhân đối với điều đó thì rất khó chịu con mẹ nó chứ thằng nào lão từ đánh tàn phế nó sở yên nhiên nhẹ giọng nói ngươi có tư cách không trương dương giật mình ngươi là gì của ta sở yên nhiên lẳng lặng nhìn hắn đôi mắt toát ra vẻ lãnh tĩnh trước giờ chưa từng có trương dương mất máy miệng thằng nhãi này nhạy cảm phát hiện được biến hóa của sở yên nhiên nhà đầu này so với quá khứ lãnh tĩnh hơn rất nhiều điều này khiến cho nội tâm hắn có chút sao động Hắn phát hiện bản thân mình rất lưu ý tới cảm thụ của Sở Yên Nhiên, nếu không phải như thế, hắn đã chẳng cất công chạy từ Bắc Kinh xa xôi để về đây tham dự cái lễ cắt băng khánh thành mà vốn chẳng còn liên quan gì tới mình này. Hắn lần này về là muốn gặp Sở Yên Nhiên, về phần Dương Thủ Nghĩa cũng chỉ là thuận tiện. Vấn đề Sở Yên Nhiên đưa ra, hắn đích xác là khó trả lời, suy nghĩ mãi một thôi một hồi, rốt cuộc hắn cũng nói ngắn gọn một tiếng, "Người yêu." Đối với câu trả lời của hắn, sở yên nhiên cũng không tỏ thái độ gì vẫn lạnh lùng nhìn hắn nói hư tình giả ý ngươi đối với ta một chút chân thành cũng chẳng có ta đối với người vốn vẫn luôn chân thành chân thành tới mức chính bản thân ta cũng khó tin sở yên nhiên thở dài có điều là đối với mỗi người ngươi đều chân thành như thế trương dương uống một chén rượu nhà đầu này ta cuối cùng từ bắc kinh trở về đây cũng chỉ là vì ngươi mà thôi thế nào ta thấy không phải cho lắm a à? người vốn rất tốt với ta nhưng bây giờ rất lạ ánh mắt trước giờ cũng chẳng bao giờ như thế cảm giác rất xa lạ vậy có sao người đề phòng ta có sao trương dương gật đầu khẳng định có người bảo ta đề phòng ngươi cái gì chứ trương đại quan nhân chậm rãi buông chén rượu biểu tình khuôn mặt hết sức phức tạp kỳ thực lần này ta từ bắc kinh về chẳng phải là vì tham dự cái lễ cắt băng khánh thành kia mà là vì ta muốn gặp ngươi ta muốn ngươi biết đừng nói, sở yên nhiên ngắt lời, nàng cắn cắn môi nói tiếp, nói ra sợ chúng ta ngay cả làm bằng hữu cũng khó. Trương Dương nhìn thẳng vào đôi mắt sở yên nhiên, hắn bỗng nhiên minh bạch nàng không hề lạnh lùng, mà so với trước đây nàng càng để ý tới hắn hơn, chỉ là nàng vô pháp có thể tiếp thụ được cái thói hoa tâm của hắn, cho nên lý trí nàng lựa chọn bảo trì một khoảng cách. Trương Dương cảm thấy một trận áy náy, cũng không phải vì trong lòng hắn có hình bóng nhiều nữ nhân, mà là vì hắn gây ra cho sở yên nhiên nhiều yêu sầu u oán như vậy. Hắn tự hỏi làm sao có thể buông tha đoạn tình cảm này. Thế nhưng tình cảm của hắn đối với sở yên nhiên là xuất phát tự đáy lòng, hoàn toàn bất đồng so với những người khác. Trong đôi mắt sở yên nhiên có thoáng chút xót xa, nàng thích trương dương, thế nhưng nàng sợ mình bị tổn thương, trong khoảng thời gian này, rất nhiều sự tình về hắn truyền tới tai nàng. Bởi vì như mẫu thân mình, trong lòng nàng luôn sản sinh ra sự e ngại trong chuyện tình cảm, cho tới lúc gặp hắn, nàng mới hiểu tư vị của ái tình, bất quá cái nàng truy cầu là một tình cảm đẹp đẽ, hoàn mỹ không may mảy chút tạp chất, nàng muốn Trương Dương phải toàn tâm toàn ý đối với mình, nhưng sự thực lại không như vậy, Trương Dương rơi vào trong trầm mặc, hắn không ngờ lúc này lại nhớ ô tới tình cảnh mình cùng với Hải Lan. Hải Lan từng đáp ứng hắn từ nay về sau sẽ không rời khỏi bên hắn nữa, nhưng mà cuối cùng chính nàng lại lựa chọn quên đi. Nhìn bức tránh chiếc lá rụng trên tường, hắn chợt nhớ đến lần trước gặp hải lan cũng ở một chỗ có bức tranh vẽ chiếc lá dụng lẽ nào hình ảnh đó là vận mệnh của hắn hắn thực sự không biết hải lan đang muốn trốn tránh cái gì lẽ nào nàng muốn quên đi hắn lẽ nào nàng muốn quên đi tất cả sở yên nhiên nhạy cảm cảm nhận được tâm tình của hắn nhỏ giọng hỏi làm sao thế sở yên nhiên nhẹ giọng nói gặp gỡ và chia lìa trong cuộc sống này là hoàn toàn bình thường nàng nâng cốc nước hoa quả lên chủ động cụng ly với hắn, tiếp khách từ xa tới. Cũng là tiến ngươi. Trương Dương trước khi ly khai Xuân Dương cũng bớt chút thời gian gặp mặt Lâm Tú, mục đích Lâm Tú tìm hắn cũng rất rõ ràng, chính là vì sở yên nhiên, nàng hiển nhiên là muốn bảo hộ sở yên nhiên, muốn Trương Dương nói chuyện một cách thẳng thắn. Lâm Tú nói thẳng, Trương Dương, ta thực sự không thích ngươi chút nào. Trương Dương cười cười, bởi vì tự nhiên nghĩ tới chuyện Hải Lan, tâm tình hắn trở lên cực kỳ không tốt, còn cách giờ tàu chạy khoảng 1 giờ, hắn gặp mặt Lâm Tú tại quán trà ngay gần nhà ga. Lâm Tú nói, bởi vì chuyện của Yên Nhiên, ta đối với người cũng có chút tìm hiểu. Trương Dương có vẻ trào phúng nói, sở tư lệnh chinh chiến cả đời, trăm binh vạn kế. Khắp Bình Hải, Bắc Nguyên đâu đâu chả có bộ hạ, muốn điều tra một chút về ta có khó gì. Lâm Tú nghe ra ý Trương Dương không có ý kiến gì, tay nàng nhẹ nhàng say say chén trà, nhẹ giọng nói, lão thủ trưởng đối với người rất tốt, lão từ trước cho tới giờ không bảo giờ quan tâm tới việc của người khác chứ đừng nói chuyện điều tra sau lưng người ta. Việc này xuất phát từ lần trước người gặp phiền phức, lão có nhờ chúng ta đứng ra giải quyết cho người. trong lúc đó vô ý biết được một số sự tình phát sinh tại Đông Giang. Trương Dương không nói gì. đối với lão nhân gia sở Trấn Nam này hắn rất tôn kính. lão gia tử này tính tình ngay thẳng, hào sảng, tuyệt sẽ không động sau lưng hắn. Lâm Tú điều tra về mình cũng xuất phát từ sự quan tâm với sở yên nhiên chẳng có gì đáng trách. Còn về phần sự tình đã xảy ra tại Đông Giang, nàng hẳn là nói đến Hải Lan." Lâm Tú nói tiếp chứng minh suy đoán của Trương Dương, "Thế giới tình cảm của ngươi cũng thật phong phú, đương nhiên đối với chuyện tình cảm của ngươi thế nào là vấn đề riêng của ngươi, ta không quan tâm. Thế nhưng liên quan tới Sở Yên Nhiên thì ta sẽ không ngồi yên được." Trương Dương cũng không có vì sự uy hiếp của Lâm Tú mà nổi nóng, hắn thấp giọng nói, "Giám đốc Lâm, ta hiểu ngươi quan tâm tới Yên Nhiên." Thế nhưng có một điểm ta nghĩ ngươi biết, ta không hề có ý tứ lừa dối Yên Nhiên, cũng vĩnh viễn không làm hại nàng, nàng tổn thương nàng. Còn về phần tình cảm của ta, nó không thuộc về phạm vi quản lý của ngươi, bất luận là ai cũng không quản được. Lâm Tú cả giận nói, ngươi căn bản là một tên vô trách nhiệm. Ta thực sự không rõ lòng ngươi thế nào lại có thể chia nhiều ngăn như vậy. Nếu như ngươi không yêu Yên Nhiên thì đừng có hại nó. Trương Dương thở dài, Lâm A Di ngươi yên tâm đi, ta đối với ngươi càng quan tâm tới yên nhiên hơn. Tình huống như thế này hắn cũng từng gặp qua một lần, lần trước là tương tâm tuệ mẹ của tả hiểu tình nói với hắn, lần này là lâm tú vì sợ yên nhiên nói với hắn, đồng dạng đều là khuyên Trương Dương thu tay lại, nhưng Trương Dương đối với lâm tú lại không có chút nào phản cảm, đây là bởi xuất phát điểm của hai người khác nhau. Lâm Tú là vì thực sự lo lắng cho Yên Nhiên, còn tương tâm tuệ kia chỉ vì lợi ích gia đình mà bán rẻ hạnh phúc của con gái, căn bản không có một chút xuất phát nào từ tình cảm dành cho nữ nhi. Tuy rằng đối với thái độ thẳng thắn, thành khẩn của Trương Dương, Lâm Tú cũng không có hảo cảm gì, thế nhưng bình tĩnh mà xem xét, Lâm Tú cũng rất thưởng thức tiên tiểu tử Trương Dương này. Hắn có một cỗ sức mạnh, kiệt ngạo bất tuần hơn người, trước mặt bất kỳ ai hắn đều hiên ngang không chịu cúi đầu, một nam tử mạnh mẽ như vậy luôn dễ thu hút được tình cảm tốt từ nữ nhân. Trương Dương, người nên chỉnh đốn lại sinh hoạt cho thật tốt, không nên quá phóng túng như thế. Trương Dương gật đầu, ta sẽ nhớ kỹ những lời này. Được rồi, kỳ thực yên nhiên so với người tưởng tượng thì lý trí hơn rất nhiều. Nàng vẫn luôn luôn bảo trì cự ly với ta, nàng muốn chúng ta là bằng hữu. Trương Dương nói xong mỉm cười nhất miệng, điều bộ trông thật vô cùng khổ sở. Đáy lòng lâm tú không khỏi thở dài, không ai rõ yên nhiên hơn nàng, nàng tuyệt không tin tưởng yên nhiên lại chỉ coi hắn là bằng hữu nhà đầu này chắc chắn nói một đằng nhưng nghĩ một nẻo, căn bản chính là lừa mình dối người. Chỉ sợ muốn yên nhiên quên tiểu tử này đi là không thể, hiện tại Lâm Tú chỉ có thể cầu mong Trương Dương về sau có thể sớm hồi tâm dưỡng tính, đối đãi thật tốt với yên nhiên, nếu như hắn còn dám nọ kia, Lâm Tú tuyệt đối sẽ chuẩn bị sửa hắn thật chu đáo. Trương Dương với Lâm Tú nói chuyện lần này cũng không có cái kết quả thực chất gì, lần nói chuyện này chỉ khiến hắn minh bạch một điểm, từ trước tới nay sợ yên nhiên vẫn luôn cố gắng vì hắn, tiểu ni tử này vì hắn đã làm rất nhiều hơn xa so với hắn vì nàng. Ngồi trên tàu, ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ nhìn cảnh vật lướt qua thật nhanh trước mắt, Trương Dương sản sinh ra một loại cảm giác như tỉnh như mộng, hắn lại chợt nhớ tới hình ảnh chiếc lá rụng, Hải Lan từng dùng hình ảnh đó để ví dụ về số phận của nàng, kỳ thực cảm tình của hắn chẳng phải cũng giống như chiếc lá rụng sao. Rơi phiêu linh trên không, không biết sẽ rớt xuống nơi nào, Trương Dương uể oải nhắm mắt lại, trong toa xe truyền đến một tiếng nhạc khẽ khàng mà Thê Lương và Thê Lãnh. Trương Dương, một thanh âm kinh hỉ vang lên bên tai hắn, giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mộng. Trương Dương mở hai mắt, thấy Quách Đạt Lượng đang tươi cười đứng trước mặt hắn, bên cạnh hắn là một tên thanh niên trông dáng vẻ khá cao tao chính là Quách Kiến con trai hắn. Hai người lần này đi tới Đại học Nông nghiệp Đông Giang để thỉnh giáo về phối phương thức ăn chăn nuôi cho gia súc, không ngờ lại gặp Trương Dương ở đây. Trương Dương tươi cười, "Quách chủ tịch, thật trùng hợp a." lần này trở về hắn cũng không có đi tới thăm trại của Quách Đạt Lược, bất quá đối với cả hai cha con nhà này hắn đều rất quen thuộc. Quách Đạt Lượng tươi cười, hai cha con chúng ta đang chuẩn bị tới tòa ăn. Đi cùng luôn chứ. Dù sao bây giờ Trương Dương cũng không có bận cái gì, liền đi cùng hai cha con Quách Đạt Lượng. Cơm nước trên xe lửa chỉ có thể dùng từ kém chất lượng để hình dung. Quách Đạt Lượng gọi bốn món, lấy một chai rượu đế, nhị tử trước đó cũng đã chuẩn bị sẵn từ nhà món lạp xưởng nướng, coi như là bữa ăn cũng phong phú. Bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện, Quách Đạt Lượng đem mục đích chuyến đi này nói ra, đề xuất bảo họ đi tới Đại học Nông nghiệp Đông Giang tìm kiếm chút kinh nghiệm cũng chính là Sở Yên Nhiên. Nghe đến tên Sở Yên Nhiên, trong lòng hắn cảm thấy ấm áp một chút, hắn liền hỏi han tình hình cụ thể thế nào. Quách Đạt Lượng nói, địa chỉ đã có rồi, Sở tiểu thư đáp ứng đầu tư cho xưởng thức ăn gia súc. Kế hoạch cụ thể ta đã làm kỹ và gửi cho nàng rồi. Số tiền trước đây ta vay của ngươi, ta chuyển thành cổ phần trong công ty, đại khái lợi nhuận chiếm khoảng 3%. Nói đến đây hắn dừng lại một chút, hiện tại ngươi không có việc gì cần tiền vội đấy chứ? Trương Dương lắc đầu, hắn đối với tiền tài trước giờ vẫn không coi là là trọng yếu, lần trước là Sở Yên Nhiên nói với hắn đầu tư chăn nuôi rất có tiền đồ cho nên hắn mới nghe theo mà chuyển tiền cho vay thành góp vốn đầu tư. Quách Đạt Lượng nói, kế hoạch xưởng thức ăn chăn nuôi này ít nhiều cũng phải nhờ ngươi hỗ trợ. Nếu như không phải ngươi giới thiệu Sở tiểu thư cho ta biết, ta nghĩ không biến việc này tiến hành cho tới bao giờ mới xong." Trương Dương cười nói, "Là các ngươi làm ăn hiệu quả, có khoa học, hợp mắt nàng mà thôi, nào có quan hệ gì với ta chứ. Nói lại, người ta đáp ứng đầu tư với ngươi chứng minh kế hoạch làm ăn này rất có tiền đồ đó." Quách đạt lượng gật gù cười nói, "Ta thực sự không ngờ, lòng tin của Sở tiểu thư đối với xưởng thức ăn gia súc còn lớn hơn cả ta." Trương Dương đối với mấy chuyện này cũng không hứng thú lắm, Hàn Huyên vài ba câu về chủ đề làm ăn của Quách Đạt Lượng rồi chuyển khai sai chủ đề khác. Quách Đạt Lượng tuy đã ly khai quan trường, thế nhưng đối với những chuyện xảy ra gần đây ở Hắc Sơn Tử vẫn thập phần lý giải, bởi vì hắn đã làm ở Hắc Sơn Tử nửa cuộc đời này rồi, đối với tất cả làng trên xóm dưới hắn đều quá quen thuộc. Hắn biết tin tức của Trương Dương cũng tương đối linh thông, nhỏ giọng hỏi thăm, "Trương Dương, ta nghe nói An lão đầu tư tại Hắc Sơn Tử thất bại?" Không biết chuyện này thật hay không. Từ sau khi trở lại, đã không ít lần Trương Dương nghe đồn đại như thế, hắn nhàn nhạt cười, theo như ta được biết thì là do An lão bị bệnh, có thể đó là nguyên nhân đầu tư tại Hắc Sơn tử. Hiện tại ta đã rời khỏi Sở Thương Mại rồi, đối với chuyện đầu tư này không có quan hệ gì, cho nên cũng lâu không liên hệ với An lão rồi. Quách đạt lượng gật đầu, hắn đối với tính cách Trương Dương thập phần rõ ràng, tuyệt sẽ không giấu giếm gì, hắn nói: nếu như chuyện tình an lão đầu tự thất bại, đối với Xuân Dương ảnh hưởng rất lớn, Hắc Sơn Tử và vài xã xung quanh đã phát triển không ít công trình phục vụ, nếu như không tiếp tục tiến hành, như vậy chẳng phải là công giã tràng hết sao. Hắn cũng rất quan tâm chuyện này, gần đây tại xã hắn cũng sâu dựng vài căn phòng trọ, sợ đầu tư có biến nên cũng quan tâm tới sự tình này. Trương Dương nói, bệnh tình của An lão ta không rõ ràng lắm, bất quá ta nghĩ lão đã quyết định đầu tư tại Thanh Thai Sơn cũng đã suy nghĩ kỹ càng, ta thấy lão không phải là một người qua loa đại khái, hơn nữa còn đã ký hợp đồng với huyệt, chuyện này không có khả năng thay đổi đơn giản như vậy được. lão nổi tiếng là một thương nhân, không có khả năng không để ý đến chữ tín và danh dự của mình. quách đạt lượng đối với cách nhìn của trương dương cũng biểu thị sự đồng tình, người nói đúng. ta cũng suy nghĩ như vậy, chắc có lẽ là bởi lão sinh bệnh thật. trương dương cười nói, an lão đầu tư tại phương diện du lịch cái này quan hệ không lớn tới trại chăn nuôi của ngươi. Quách Đạt Lượng nói, cái này cũng không hẳn, nếu như đập tư khai thác du lịch tốt, đường xá chắc chắn sẽ được sửa sang đẹp đẽ thuận tiện, cái này đối với vận tải có lợi rất nhiều. Hơn nữa sẽ có rất nhiều du khách đến đây, vô hình chung sẽ có tác dụng quảng cáo tuyên truyền, mặc dù hiệu quả có thể không cao nhưng vẫn là quảng cáo không mất phí mà. Trương Dương cười ha hả, thật không nghĩ Quách Đạt Lượng trên chính trường bao nhiêu năm, sau khi rời khỏi lại tỏ ra rất có năng lực trên phương diện kinh tế. Quách Đạt Lượng nói, quá khứ lăn lội trên chính đàn lâu, tư tưởng cũng hơi sơ cứng một chút, thoáng cái mới biết cái nhìn của bản thân còn hạn hẹp lắm, kinh thương hậu nhãn lớn hơn rất nhiều. Thời gian làm quan, cứ cho rằng chỉ có làm quan mới có thể tùy tâm sở dục, không làm gì là không được, mới có thể mưu cầu hạnh phúc. Nhưng hiện tại làm kinh tế, mới minh bạch có thể nhiều chuyện làm quan không thể làm, chức vị càng cao thì tay chân càng bị gò bó, làm việc gì cũng khó. Trương Dương cười nói, sao ta không thấy cảm giác này nhỉ? Mà cũng phải, có thể là do chức vị của ta quá nhỏ, căn bản không đáng để người khác để vào mắt. Quách đạt lượng lấy ra một điếu thuốc châm lửa lên hút, bởi vì biết Trương Dương không hút thuốc cho nên đối với tiểu tử này cũng không cần khách khí, Quách kiến đi pha trà cho lão gia tử. Làm cho Trương Dương và Quách Đạt Lượng ngồi nói chuyện riêng với nhau. Quách Đạt Lượng thấp giọng nói, Trương Dương, Kỳ thực từ lần đầu tiên gặp ngươi ta đã cảm thấy ngươi rất không tầm thường. Ta còn nhớ rõ, một mình ngươi tay không đối chọi với bốn 40 thôn dân hung hăng từ thôn Thanh Hà. Ấn tượng lúc đó thực sự là chấn động toàn bộ ủy ban xã. Nhớ tới tình cảnh lúc bước chân vào con đường làm quan này, Trương Dương cũng không khỏi lộ ra một chút cười cười, tuy rằng sự tình diễn ra cũng không phải là lâu lắm, nhưng hắn hiện tại cũng đã thay đổi rất nhiều, không còn là một chủ nhiệm ban kế hoạch hóa gia đình xã nữa. Biến hóa nhanh chóng trở thành chủ nhiệm văn phòng huyện tại Bắc Kinh, trong một thời gian ngắn, sự biến đổi đó cũng có thể tính là lớn. Sâu trong đáy lòng hắn, hắn đối với quyền lực luôn có khát vọng, hắn muốn cảm thụ cái cảm giác vui sướng quyền cao chức trọng, nhất hô bá ứng. Quách Đạt Lượng nói, sự tình tiểu học Hồng Kỳ có thể nói chính là một bước ngoặt, lúc bắt đầu, ta vốn tưởng rằng Hồ Ái dân chắc chắn sẽ phải hạ đài, nhưng ngàn vạn lần không thể ngờ bọn ngựa bắt phe hoàng tước tới sau, ta cuối cùng cũng chỉ trở thành trò cười cho người khác, mà cuối cùng thu được lợi lại là Vũ Thu Linh. Lúc đó Quách Đạt Lượng vì không chịu nổi đả kích mà đổ bạch, sau sự tình đó cũng rút lui khỏi quan trường, về làm kinh tế luôn. Mưa gió qua đi, lúc này nhìn lại, tâm tình trong lòng lúc này cũng rất bình thường, hắn dừng lại một chút rồi lại nói, người so với ta thích hợp làm chính trị hơn rồi, tố chất và tinh thần của ngươi rất tốt. Những sự tình phát sinh đối với ngươi, giả dụ như áp vào ta, ta nhất định không thể chịu nổi. Trương Dương cười nói, ta tính tình xung động, làm việc rất thiếu kiên nhẫn, rất nhiều người nhận xét ta không thích hợp với con đường này. Xung động vì tất đã là chuyện không tốt, nhất là đối với thanh niên mà nói, không xung động tức là thiếu nhiệt huyết, thiếu dũng khí. Không có dung khí thì cái gì cũng không làm được, người tuy rằng cấp bậc không cao, thế nhưng những việc ngươi làm thì những kẻ dù cấp bậc cao hơn có nằm mơ cũng không dám mơ tới. Người có thể thuyết phục an lão đầu tư, có thể dám chống lại bí thư huyện ủy, những chuyện như thế, có mấy kẻ dám làm đây? Trương Dương cười cười nói, nghe người nói như thế, ta càng ngày càng cảm giác được huyện đối với ta không công bằng. Ta là một cán bộ ưu tú như thế, chỉ ít cũng phải cho ta một chức vụ súng đáng chứ. Quách Đạt Lượng nói, người tuổi còn trẻ như vậy mà là cán bộ phụ cấp cũng không phải là tồi, chiếu theo mức độ phát triển, cho dù là chậm đi chăng nữa, tiền đồ của ngươi nhất định không tồi. Trương Dương cũng không nhịn được mà suy nghĩ về tương lai, Trước 30 tuổi nhất định phải trở thành cán bộ cấp thị, như Tần Thanh 25 tuổi đã là đoàn thị ủy bí thư, 27 tuổi là chủ tịch huyện, bản thân là một nam nhân thế nào ngay cả một nữ nhân cũng không bằng được. Trong khoảng thời gian vừa rồi, tâm tình của Trương Dương cũng không thực sự là tốt. Hiện tại sau khi về Xuân Dương, đấu với Dương Thủ nghĩa một hồi, trải qua áp lực, khát vọng đối với quyền lực lại tăng nhanh. Hắn muốn nỗ lực phấn đấu có quyền cao chức trọng muốn trở thành một đại nhân vật mà mỗi cái dậm chân có thể khiến tứ phương lay động. Trương Dương bước xuống nhà ga Đông Giang thì nhận được điện thoại của Cố Giai Đồng, nàng đã đưa xe tới cửa nhà ga đợi hắn. Trương Dương từ biệt hai cha con quách đạt lượng, đi ra chỗ Cố Giai Đồng đợi, từ xa xa đã thấy một chiếc Mercedes Benz màu đen, khóe môi không khỏi nở ra một nụ cười, Cố Giai Đồng từ trong xe nhìn ra trông hắn, mưa oi từ biệt không quá vài ngày, nhưng nhớ nhung trong lòng lại rất cường liệt biết Trương Dương ngày hôm nay sẽ tới Đông Giang, nàng vội vã sắp xếp chuẩn bị tới đây từ sớm đợi hắn. Nàng chợt phát hiện ra bản thân như một tiểu cô nương si tình, từ lúc phát sinh tình cảm với hắn, tình cảm không hề nhạt đi mà trái lại ngày càng trở lên mãnh liệt. Nàng nguyên bản vốn tưởng rằng bản thân là một người có cầm biết buông, thế nhưng xảy chân rơi vào lưới tình mới phát hiện bản thân cũng như một tiểu cô nương mà thôi, cũng thân bất do so kỷ, có lẽ bởi quá khứ bản thân nàng chưa bao giờ được yêu cho nên cái khao khát yêu và được yêu nó mãnh liệt vô cùng, đối với nàng mà nói, Trương Dương chính là mối tình đầu của nàng. Trương Dương đi tới mở cửa xe ngồi vào ghế trên cả nàng, ánh mắt nóng rực nhìn vào đôi môi anh đào hồng thắm. Cố Giải đồng ý thức được điều gì, mấp mấy miệng nói nhỏ, đang ở bên ngoài, phải chú ý tới ảnh hưởng đó. Trương Dương nhếch mép cười, đừng đánh giá thấp ta, ta là một cán bộ quốc gia gương mẫu đó. Ngươi Gương mẫu, cố dài đồng bật cười, nàng không muốn dừng xe lại nhà ga lâu liền khỏi động máy chạy đi. Trương Dương vứt cái ba lô ra ghế sau, điều chỉnh ghế ngả về phía sau, thư thái ngồi ngả ra, trên mặt cười cười, dài đồng tỷ. Người bảo ta tới Đông Giang khảo sát, nhưng mà ta đối với kinh doanh không có tí kiến thức nào đâu, người làm chủ hết đi đó nhé. Cố dài đồng nói, nguyên bản ta muốn tới một vài chỗ đặc sắc để xem xét, thế nhưng nghĩ lại, rất nhiều văn phòng đại diện Bình Hải đều có các món ăn riêng mang đặc sắc riêng của từng nơi, cho nên nếu chúng ta theo gót cũng không phải là tốt cho lắm. Trương Dương cười nói, người dự định làm thế nào? Cố dài đồng đáp, chúng ta tới một nhà hàng là Thủy Thượng Nhân Gia, đây là một trong những cửa hàng thủy hải sản lâu đời nhất tại Đông Giang đó. Người tới đó xem thế nào, từ món ăn đến phong cách bài trí, nếu như thấy được, chúng ta sẽ dập khuôn làm theo trương dương không khỏi cười cười ý kiến của ta có quan trọng vậy không cố giai đông nao nao sau đó nhỏ giọng nói đối với ta rất trọng yếu những lời này của nàng hết sức có ý tứ trương dương nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng trong lòng không khỏi sinh ra cảm xúc với tính cách cao ngạo của cố giai đồng có thể nói ra những lời này thực sự là rất khó mà thân phận cố giai đồng làm cho nàng và hắn không thể đường đường chính chính bên nhau như những người khác được chỉ ít dưới tình huống trước mắt bọn họ chỉ có thể là một đôi tình nhân ngầm, may mắn là cố giai đồng cũng không có mảy mảy một chút oán giật, trái lại nàng luôn đối với hắn rất tốt, loại tình cảm không cầu hồi báo này luôn làm cho Trương Dương rất cảm động. chương 90, do ngoài ý muốn, Thủy Thượng Nhân gia xây dựng tại Khiếu Minh Khê, đây là một nhánh sông con của Hoàng Hà, nơi này bình thường khá lặng tính. Hôm nay sắc trời trầm trầm, nhìn từ phía xa xa lại, con sông trông có vẻ mờ ảo và mỹ lệ, mỗi cơn gió thổi qua là lại làm gợn lên từng con sóng nhấp nhô nhẹ nhàng phảng phất như một thiếu nữ đang mỉm cười. Từng đàn chim từ trên trời bay xà xuống qua đầu những ngọn lau cao vút xuống lòng sông, rồi những cánh chim khác cất cánh bao về phía chân trời, trong không khí thoang thoảng mùi thơm của hoa cỏ, khung cảnh thật bình dị mà đẹp nao lòng. Ánh mắt Trương Dương nhìn về nơi khởi nguồn của những mùi hương, mới phát hiện quanh bờ sông có rất nhiều hoa cỏ cùng nhau đưa sắc. Cố dài đồng cất ô tô xong quay lại, nàng ngày hôm nay mặc một bộ đầm dài màu tím, tóc làm xoăn trông hết sức kiêu sa, mày ngài thanh sắc, mắt sâu như nước, đôi môi đỏ mọng rực lửa, phối hợp lại tạo thành một khuôn mặt tinh xảo không thể chê được. Mái tóc xóa xuống ôm lấy đôi vai trần trắng như tuyết làm cho nàng trông cực kỳ gợi cảm, đối với Trương Dương mà nói, cái thân hình kia làm cho hắn không thể không nhớ tới hình ảnh nàng đêm đó, trần trụi ân ái triền miên không dứt càng nghĩ Trương Dương không tự chủ được phải nuốt nước miếng. Cố dài đồng cảm nhận được rõ ràng ánh mắt thằng nhãi này nhìn mình trở nên nóng rực, đi đến bên hắn nhỏ giọng nói, chỗ ngươi đã an bài rồi, tối ra ở chỗ ngươi. Tim Trương Dương không khỏi ra tóc lên một chút, hắn ho khan hai tiếng, giả mù sa mưa nói, nếu như không có gì bất tiện. Cố dài đồng liếc mắt nhìn hắn nói, chỉ giỏi làm bộ làm tịch. Khóe miệng nhoẻn cười, vẻ phong tình quyến rũ lại toát ra. Kiến trúc của nhà hàng thủy thượng nhân ra tựa như một cái thuyền lớn, trên thực tế cả tòa kiến trúc chính là một cái thuyền lớn cố giai đồng giới thiệu nói chiếc thuyền này bình thường vẫn có thể chạy nhưng hiện tại đã bỏ neo chắc chắn để tiện cho việc kinh doanh vẻ bên ngoài trang hoàng giống như một chiếc thuyền hoa cổ treo đèn lồng cung đình nếu như là buổi tối thì hiệu quả càng cao dọc đường đi vào đều được giải sỏi hai bên phải trái có giả cổ thạch đăng tới bên bờ đặt chân lên chiếc cầu nhỏ màu sắc tuy rằng sáng nhưng lại có vẻ vũ kỹ như đã trải qua không biết bao mưa gió tạo thành một hiệu quả cổ kính mặc dù nó cũng được kiến tạo mới đây. Đặt chân lên trên chiếc cầu, Trương Dương ngẩn ngơ như thời gian trở về thời tùy chiều, bước chân không tự chủ mà thư thả, hòa mình vào trong tâm tưởng, cố dài đồng thấy bộ dạng hắn mỗi bước chân thông thả thư thái, không nhịn được cười cười nói, làm sao mà trông như ông cụ vậy. Trương Dương lúc này mới trở lại với hiện thực, cười cười một tiếng nói, bước chân tới chỗ này cảm giác như trở về thời xa xưa vậy. Cảm giác như chính mình là một cổ nhân. Nói tới đây, hai người đã đặt chân lên thuyền, hai cô nương mặc trang phục cung đình thời xưa bước ra tiếp đón, bất quá đồ này cũng chỉ làm từ vải bình thường may mô phỏng theo mà thôi. Trương Dương có hứng thú nhìn kỹ hai cô nương này một chút, ánh mắt không tự chủ dừng lại trên hai bộ ngực căng tròn, cố dai đồng cảm giác được ánh mắt của hắn, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Trương Dương cũng mỉm cười, hai cô nương kia đối với tình cảnh này dù có thấy nhưng cũng không phàn nàn gì, vẫn thản nhiên hướng về hai người tươi cười. Làm cái nghề này thì chuyện cũng như cơm bữa, chẳng có gì là lạ cả. Chắc rằng Cố Giai Đồng trước đây đã từng tới đây, vừa thấy nàng tới là một trung niên nhân vóc người trung trung vội vã đi tới tươi cười Cố Tổng Giám Đốc tới. Tại hạ không tiếp đón được từ xa, thật là không có ý tứ, xin phéo có thể được chuộc lỗi. Hắn chính là quản gia của Thủy Thượng Nhân Gia Bành Quân Trường, cùng Cố Giai Đồng cũng có quen biết. Cố Giai Đồng mỉm cười, giới thiệu hắn và Trương Dương sau đó bành quân Trường An bài hai người ngồi tại một căn phòng nhỏ, từ chỗ này có thể thấy được cảnh sắc mỹ lệ trên toàn khiểu minh khê không sót chỗ nào. Bành quân Trường Pha trà mời hai người, sau đó đem tình huống đại thể thủy thượng nhân ra nói ra. Trương Dương trước giờ đối với kinh tế vốn không có hứng thú lắm, nên đại đa số sự chú ý đều đem đặt lên phong cảnh ngoài cửa sổ cả, một phần nhỏ còn lại thì đặt trên người mấy cô nương phục vụ. Hắn chợt phát hiện các cô nương phục vụ ở thủy thượng nhân gia, cô nào cũng xinh đẹp, có thể cũng một phần là do phong vận nữ tử vùng Giang Nam vốn luôn ôn nhu dịu dàng. Tới lúc món ăn bưng lên, hắn cảm thấy chỗ này so với cái nhà hàng ở chỗ Hồ Thanh Bình cũng không hơn nhiều quá, có thể thấy rằng, với cảnh đẹp như thế, người đẹp như thế, món ăn tự nhiên sẽ trở nên bất phần quan trọng đi rất nhiều. Lúc bành Quân Trường rời đi, Cố Gia Đồng nhỏ giọng nói, người cảm thấy nơi này thế nào? Trương Dương đáp, muốn nghe ta nói thật chứ? Cố Gia Đồng thản nhiên cười, từ giọng nói của Trương Dương có thể nghe ra hắn đối với chỗ này cũng không thích thú lắm, nàng nhẹ nhàng gật đầu, đặt đũa xuống, lấy giấy ăn lau lau khóe môi. Có thể nói khí chất của nữ nhân, ba phần là do thiên thành, bảy phần do tu dưỡng. Mỗi cử chỉ dù là giơ tay nhấc chân của cố giai đồng đều hiển ra một vẻ ung dung cao quý. Trong con mắt của Trương Dương, nàng so với Hải Lan thiếu một chút quyến rũ, nhưng lại thân thiết hơn so với Tần Thanh, nhưng nàng có một một vẻ đẹp thành thục kiều mị rất riêng mà không ai có được. Trương Dương nói, món ăn tại đây cũng rất khá, nhưng không thể nói là đặc sắc. Bất quá mấy cô nương phục vụ thực sự xinh đẹp, ta thấy chỗ này sức hút một là từ phong cách, hai và chính nhất là từ đám cô nương phục vụ ấy. Mà ta thấy cái chỗ này phong cách trang hoàng cũng khá giống kỹ viện thời cổ. Cố dài đồng á khẩu mà nhìn hắn, trí liên tưởng của hắn cũng thật sự là phong phú. Một chỗ làm ăn rõ ràng chính quy của người ta mà bị hắn đem quy với kỹ viện, nàng không khỏi trừng mắt lườm hắn, đầu óc người thật sự là có vấn đề. Trương đại thần y còn lạ gì, thời đại tùy chiều lúc đó, tại Thủy Nguyệt Hồ ở Kinh Đô, có một chỗ là Xuân Tuyết Lâu, đây chính là thiên hạ đệ nhất lâu thời bấy giờ. Trong lâu có mấy cô nương tuyệt đại danh kỹ, trong đó có Xuân Tuyết Tình là có danh tiếng nhất. Cứ mỗi dịp hội lễ gì, là Xuân Tuyết Lâu sẽ lại dòng thuyền quanh Minh Nguyệt Hồ, mỹ nhân trên thuyền như lăng ba tiên tử, phiêu hốt trước mắt thế nhân. Tới Tết Nguyên Tiêu, Mỹ nhân sẽ tập trung tại Minh Nguyệt Hồ càng nhiều, chàng diện càng thêm hoành tráng, tài tử trong thiên hạ cũng vì thế mà tập trung lại, thì từ ca phú, đàn sáo liên nguyên, chẳng khác gì nhân gian tiên cảnh. Trương Đại thần y nhắm mắt lại, trong óc hắn hiện ra các hình ảnh trong quá khứ, nhớ tới bản thân vẫn thường uống rượu thưởng hoa tại Xuân Tuyết lâu, trong lòng không khỏi cảm thán. Cố giai đồng nhìn dáng dấp say xưa của hắn không nhịn được hỏi: nhìn bộ dáng của ngươi kia, xem như là một khách làng chơi đang hồi tưởng lại quá khứ thì phải. Nói dứt lời không nhịn được nở nụ cười. Trương Dương thấp giọng nói, ta nếu là khách làng chơi, vậy còn ngươi? Cố dài đồng vươn tay gõ lên chán hắn một cái, tìm chết. Nói năng càn rỡ, nàng dừng lại một chút rồi nói, ta không tin mấy thứ này, nhất định là do ngươi xem mấy thứ tiểu thuyết cổ đại mà tưởng tượng ra. Vì sao lúc ta nói thật lại không ai chịu tin vậy nhỉ? Vẻ mặt Trương Đại Quan nhân tỏ rõ sự phiền muộn cô độc. Lúc hai người ly khai khỏi nhà hàng, Cố Giai Đồng vừa khởi động xe thì thấy mấy người quen, trong đó có phó chủ tịch tỉnh Triệu Quý Đình cùng mấy nhân viên công tác trong ủy ban tỉnh. Cố Giai Đồng không nghĩ bọn họ cũng tới đây, nhưng nàng cũng chẳng muốn chào hỏi, trực tiếp lái xe rời đi. Trương Dương cũng từng gặp qua Triệu Quý Đình ở Bắc Kinh, hắn hiếu kỳ hỏi, cô bé bên cạnh trông cũng không tệ chút nào. Cố Giai Đồng trừng mắt lườm hắn nàng vừa mới không để ý cũng không thấy, nghe Trương Dương nói xong mới nhìn qua kính chiếu hậu một chút, bên cạnh Triệu Quý Đình là một nữ lang mặc bộ đồ màu xám, vóc dáng, da trắng, mi thanh mục tú trông rất lanh lợi. Cố dài đồng nhỏ giọng nói, Âu Dương như hạ, ban văn nghệ đài truyền hình Đông Giang. Trương Dương nhìn vấn đề rất đơn giản, từ bộ dạng tươi cười của Triệu Quý Đình cùng biểu tình trong ánh mắt của Âu Dương như hạ, hắn lập tức đoán hai người bọn họ có đúng hay không là. Cố dài đồng cắn cắn môi, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi à. Trương Dương cư nhiên trầm mặt xuống, cố dài đồng vô tâm nói một câu khiến cho hắn nhớ tới Hải Lan. Cố dài đồng lập tức ý thức được câu nói của mình động tới chỗ đau của hắn, nàng ôn nhu nói, nàng trước giờ đều biểu hiện rất bình tĩnh, ta nghĩ nàng nhớ tới điều gì nên muốn ly khai. Cố dài đồng từ trong túi lấy ra một bức thư đưa cho Trương Dương. Trương Dương mở bức thư ra, thấy trên tờ giấy không có một chỗ nào mà chỉ vẽ một chiếc lá đang dụng, hắn lẳng lặng gấp tờ giấy cất vào túi áo. Hắn hầu như có thể khẳng định nhất định Hải Lan đã nhớ lại được gì đó. Có thể nhớ tới bọn họ trong quá khứ, hoặc chỉ một phần lúc nàng lựa chọn ly khai. Cố dài đồng rút một điếu thuốc ra châm lên định hút lại bị hắn đoạt lấy, hung hăng hút một hơi, nhưng vừa được một hơi thì ho khan kịch liệt. Ánh mắt cố dài đồng thâm tình nhìn hắn, chậm rãi tấp xe vào lề đường, hai cánh tay ngọc ngà ôm lấy cổ hắn, đôi môi đào thắm hôn chặt hắn. Trương Dương biết cố dài đồng muốn an ủi hắn, xoa dịu yêu tư cho hắn, bàn tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của nàng một cách đầy yêu thương, nhẹ giọng nói, dài đồng tỷ, người yên tâm, ta không sao, thực sự không có việc gì đâu. Lần thứ hai đặt chân vào tiểu viện cố gia, hắn đã không còn cảm thấy áp lực như lần trước. Bầu trời cũng trong xanh hơn, sau giờ ngọ, ánh dương quang chiếu rọi khắp sân. Cố dưỡng dưỡng đang ngồi trên xe lăn, tắm mình trong ánh dương quan rực rõ mà ấm áp, trong ánh mắt đẹp như làn thu thủy toát lên một vẻ nóng lòng chờ mong. Từ lúc biết Trương Dương ngày hôm nay sẽ đến khám lại, nàng bắt đầu rất mong chờ, nhớ tới khuôn mặt sáng lan, nụ cười rạng rỡ của hắn mà trong lòng nàng cứ sản sinh ra một sự ấm áp vô hình. Trương Dương cùng cố dài đồng đi vào trong sân, trên mặt hắn vẫn là nụ cười rạng rỡ quen thuộc, nhưng dưỡng dưỡng tinh tế nhận thấy được trong biểu tình của hắn vẫn toát lên một chút gì đó yêu tư cô dưỡng dưỡng nở nụ cười chào hắn, một nụ cười ấm áp trên khuôn mặt khả ái, tràn ngập sức sống, tràn ngập sinh mệnh và vô cùng cuốn hút rất khác với lúc xưa. Trương Dương cũng nở nụ cười, hắn đưa cho dưỡng dưỡng một cái ngọc Phật, đây là hắn mua được tại chợ đồ cổ Bắc Kinh, Bình An Phật. Tặng người đó, cảm ơn Trương Cá, giọng nói cố dưỡng dưỡng thanh thúy hơn trước rất nhiều, nàng cầm miếng ngọc Phật trên tay mừng rỡ thưởng thức, mặc dù miếng ngọc cũng chỉ là loại phổ thông. Thế nhưng đối với dưỡng dưỡng mà nói, đây là tâm ý của Trương Dương. Cố giai đồng đứng phía sau chừng mắt nhìn hắn, tiểu tử này thế nào lại không nghĩ tới việc tặng cho mình một món quà chứ, nghĩ lại từ lúc quen nhau tới giờ, ngoại trừ một phương thuốc, hắn hình như không có đưa cho mình cái gì khác cả. Bây giờ lại tặng cho muội muội một món quà, không biết là có cái ý gì đây. Cố dưỡng dưỡng muốn cấp cho Trương Dương một phen kinh hỉ, hai tay chống vào xe, cố gắng đứng dậy, khuôn mặt xinh đẹp vì thế mà đỏ bừng lên, khiến cho dinh nhan của nàng có thêm vẻ kiều diễm động nhân. Cố dài đồng đang muốn giúp nàng nhưng Trương Dương cản lại, hắn nhẹ giọng ta tin tưởng dưỡng dưỡng có thể. Cố dưỡng dưỡng gật đầu, trong đôi mắt toát ra vẻ kiên định, tự tin. Lúc đứng vững rồi, nàng mới chậm rãi bước về phía trước một bước nhỏ, từ lúc bắt đầu được Trương Dương chữa trị cho tới giờ, nàng vẫn len lén luyện tập, mặc dù chưa bao giờ biểu diễn trước mặt người nhà. Đôi mắt cố dài đồng đỏ lên, hiện ra ánh lệ long lanh. Những năm gần đây, cả gia đình nàng chỉ mong muốn lớn nhất là được thấy dưỡng dưỡng có thể đứng lên, thấy nó có thể bước đi được, thật không ngờ rằng cái ngày này cuối cùng cũng tới. Hai giọt nước mắt từ đôi mắt của dưỡng dưỡng cũng lăn xuống trên má, tuy rằng nàng rất khó khăn, rất đau đớn mới bước đi được một bước nhỏ, nhưng đối với cuộc đời nàng mà nói, có thể coi như nó đã bước sang một trang mới. Trương Dương nhìn tiểu ni tử đơn thuần mà dũng cảm này, hắn nghĩ ngợi gì đó, rồi ngẩng đầu lên nhìn, ánh dương quang sán lạn đang chiếu rõ khắp nơi, hóa ra chỉ cần cố gắng cùng nỗ lực hết sức thì cuộc sống sẽ không phụ người. Trương Dương kiểm tra cho dưỡng dưỡng, phát hiện hai chân nàng đang phục hồi với tốc độ kinh người, tuy rằng hai chân vẫn còn suy yếu, thế nhưng tin tưởng không lâu nữa nhất định có thể khôi phục lại như ban đầu. Hắn căn cứ vào tình huống hiện tại của dưỡng dưỡng, điều chỉnh lại phương thuốc một chút, trước lấy việc phục hồi hai chân là chính, hiện tại quan trọng là dinh dưỡng và sức khỏe toàn thân. Thừa dịp cố dài đồng đi ra ngoài pha trà, dưỡng dưỡng nhỏ giọng nói, Trương ca, cái người dạy ta kia có phải là công phu đả tỏa dưỡng khí hay không? Ta vẫn thường xuyên luyện tập, cảm giác trong thân thể có một cỗ nhiệt lưu tuần hoàn chạy, cảm thấy sức khỏe cũng khá lên, lẽ nào cái này chính là nội lực như mấy tiểu thuyết phó hiệp vẫn nói. Trương Dương gật đầu cười đáp, không sai, người cứ chăm chỉ luyện tập, không những có thể rèn luyện sức khỏe, sau này còn có thể tu luyện thành cao thủ nữa đó. Cố Dưỡng Dưỡng mỉm cười nói, ta cũng không mong chờ điều đó, hiện tại chỉ muốn mau chóng đi lại bình thường là thỏa mãn lắm rồi. Trương Dương cố ý làm ra bộ mặt nghiêm nghị, tiểu nha đầu này, thế nào đối với y thuật của ta lại không tin tưởng thế hả? Không những có thể đi lại bình thường mà còn có thể chạy nhảy như bay. Ta còn đang muốn dạy ngươi khinh công đạp viết vô ngân nữa đấy. Cố Dưỡng Dưỡng khanh khách cười, nàng nhỏ giọng nói, Trương ca, ngươi là người mà ta tuyệt đối tín nhiệm ta biết ngươi nói được là làm được mà. Tiểu ni tử này đối với Trương Dương thì sùng bái gần như tới mức mù quáng. Tư vị được người khác sùng bái làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Ở lại cố ra tới lúc gần tối mới xong việc, dưỡng dưỡng tuy rằng muốn giữ hắn lại dùng bữa, nhưng Trương Dương còn có chuyên của hắn, nhẹ nhàng xin từ chối lời mời của nàng. Trong mắt dưỡng dưỡng hiện lên một vẻ mất mát rất rõ ràng. Cố gia đồng giả mù sa mưa tiến Trương Dương ra cửa, tới đại môn nhỏ giọng nói, bảy giờ đợi ta tại gác chuông vĩnh yên. Trương Dương hiểu ý cười cười, cố gia đồng vẫn có nhiều điều cố kỵ, nàng sợ mối quan hệ bị người khác nhìn ra, cho nên mới ở nhà hẹn hắn rồi ra sau. Từ nơi này tới chỗ hẹn cũng không quá xa, Trương Dương nhìn đồng hồ một chút, từ giờ tới bảy giờ còn hơn một tiếng nữa, vậy cứ thong thả tản bộ mà đi. Về kế hoạch thành lập quán ăn của cố gia đồng hắn cũng không có hứng thú gì, Thế nhưng sau khi tới cái chỗ thủy thượng nhân gia ấy hắn cảm thấy rõ ràng cái chỗ này chỉ là một đám học đòi văn vẻ, như cái nhà hàng này ăn điểm là ở phần đón tiếp, nhưng loại này ở Bắc Kinh chưa chắc đã hút khách. Vừa bước đi, Trương Dương vừa suy nghĩ, thật ra với tính cách của hắn, đã không làm thì thôi, còn làm thì phải lập dị, có mới lại thu hút được sự chú ý từ người khác. Kinh doanh trên thương trường cũng chính là như vậy, như tân cảnh viên trang hoàng và bày trí có thể nói là nhất lưu, nhưng sinh ý lại rất ảm đạm trước đại môn có thể giăng lưới mà bắt chim được, chúng minh tại kinh thành, trang nhã cao sang cũng không chắc đã thành công, đã như vậy thì không bằng triệt để tạo ra cái dáng vẻ quê quê mùa mùa. Nghĩ lại thanh thai sơn có món thịt lừa rất tuyệt, thịt dê cũng rất ổn, lưu đại trụ nhi tử của lưu truyện khôi là một tay nghe thịt lừa rất tốt, nhiều lần khách tới hắc sơn tử ăn tại nhà hàng của hắn miệng khen không ngớt. Bằng vào quan hệ với lưu truyện khôi, mời lưu đại trụ tới Bắc Kinh cũng không khó, Trương Dương càng nghĩ càng thấy rất khả thi. Vừa đi vừa suy nghĩ đến xuất Thần, bỗng nhiên nghe được có người gọi tên hắn, Trương Dương ngẩn người, dù sao đây cũng là Đông Giang, ở đây hắn quen biết không rộng rãi lắm. Ngẩng đầu lên nhìn thấy một cô nương mặc một chiếc quần đỏ, đi giày đen đứng đối diện, hắn lập tức nhận ra đây là Triệu Nhị Văn, cô gái học tổng học viện nghệ thuật Đông Giang, trước kia thường dính bên cạnh Cố Minh Kiệt, nàng và hắn cũng đã dùng bữa với nhau được vài lần, hơn nữa đợt quốc khánh vũng tới Thanh Thai Sơn du lịch, có thể nói là quen biết cũng kha khá. khá sắc mặt triệu nhị văn tái nhợt, con mắt sưng đỏ, hẳn là vừa mới khóc. Nếu đã gặp thì không thể coi như không thấy, Trương Dương mỉm cười nói chuyện phiếm với nàng một lúc. Nguyên bản lúc đang muốn rời đi, thì triệu nhị văn thống khổ ôm bụng gục xuống. Trương Dương vội vàng hỏi, người làm sao vậy? Hai hàng lông mày triệu nhị văn nhíu chặt vào nhau, nàng cố sức cắn cắn môi dưới, trên trán đã dịn từng hạt mồ hôi to như hạt đậu. Thấy tình hình nàng ta không ổn, Trương Dương liền nắm lấy cổ tay trái nàng ta. Vừa sờ vào, Trương Dương liền nhận thấy cánh tay nàng ta lại lạnh ngắt, phi thường quái dị. Vừa lúc bắt mạch cho nàng, Trương Dương liền giật mình ngạc nhiên, thấp giọng hỏi, ngươi xảy thai sao? Hai vành mắt triệu nhị văn cũng đỏ ửng lên, hai hàng nước mắt không kìm được mà lăn dài trên má. Nàng để đầu kề vào vai Trương Dương khóc nước nở. Trước tràng cảnh như vậy Trương Dương không khỏi thấy có chút xấu hổ. Mẹ nó chứ, ngươi xảy thai có sao lại tìm ra rồi khóc lóc nức nở ta có làm gì ngươi đâu tuy thấy bực mình nhưng nếu như đã vướng phải trương dương cũng chẳng nhẫn tâm để nàng ta chơi trọi một mình như vậy được trương dương nhẹ giọng lựa lời an ủi thôi nào đừng khóc nữa trước tiên phải nghỉ ngơi dưỡng sức đã chứ vất vả lắm trương dương mới khuyên được nàng ta thôi khóc đỡ nàng ta đứng dậy ngồi vào ghế đá bên đường thấy nàng ta ổn định lại rồi mất rút điện thoại ra nói hay là để ta gọi minh kiện tới giúp ngươi không được, triệu nhị văn hét to một tiếng xong sắc mặt lại tái nhợt đi. Trong đôi mắt đẹp tràn ngập thù hận, nàng dương dương nước mắt gần giọng nói, hắn là đồ xúc sinh. Ta không muốn thấy mặt hắn nữa. Từ biểu hiện của triệu nhị văn, Trương Dương cũng đoán ra được phần nào. Tám chín phần là do thằng nhãi kia gây ra rồi ép buộc nàng phải phá thai. Nếu như việc này là thật thì tiểu tử cố minh kiện kia cũng quá nhẫn tâm. Dù gì nàng ta cũng là bạn gái hắn, mà hắn nỡ đối xử như vậy hay là ta gọi giúp ngươi một chiếc taxi chở ngươi về triệu nhị văn lắc lắc đầu cứ khóc mãi không thôi từ lúc sống lại đến giờ có lẽ đây là lần đầu tiên trương dương gặp phải tình huống khó xử như vậy nói ra thì hắn cũng thật không may cố minh kiện ăn ốc lại để hắn phải đổ vỏ mà vỏ ốc này có phải cứ đổ một cái là được đâu cứ thế ngồi nhìn nàng ta khóc mãi trương dương cũng nóng hết cả ruột muốn giúp mà cũng không được mà muốn chuồn cũng chẳng xong Suốt cuộc trương dương cũng hạ quyết tâm, liếc mắt nhìn xung quanh một chút rồi nhỏ giọng nói, vậy, nhị văn à, ta còn chút chuyện quan trọng phải làm, Người xem. Triệu nhị văn ngẩng đầu, hai mắt vẫn dương dương nước mắt nhìn hắn nói, Người đi đi, dù sao cũng chẳng còn ai trên đời này quan tâm đến ta nữa, ta chết hay sống cũng chẳng ai để ý. Trương Dương vừa nghe xong cũng thấy không ổn, không phải nha đầu kia nghĩ quẩn mà đi tự sát đó chứ. Vừa đứng lên, Trương Dương lại chậm rãi ngồi xuống nhỏ giọng nói, "Được rồi. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà trông ngươi lại khổ sở đau buồn như vậy?" Triệu Nhị Văn vẫn cứ khóc mãi không nói năng gì. "Cuộc sống này tươi đẹp chính là do có mơ ước, ngươi còn trẻ, con đường phía sau vẫn còn dài, còn những điều tốt đẹp đang chờ ngươi ở phía sau." Giờ Trương Dương chẳng khác gì nhà chuyên gia tâm lý đang tìm cách an ủi nàng ta về cuộc sống triệu nhị văn cố lắc lắc đầu vừa khóc vừa nói ta không có mơ u óc hắn đã hủy hoại cuộc sống của ta hạnh phúc của ta giờ ta chẳng còn gì nữa nàng ngẩng đầu lên khuôn mặt xinh đẹp đẫm lệ trông thực thê lương buồn thảm người biết không ta đã có con với hắn thế nhưng lúc hắn biết tít hắn liền cho ta một nghìn đồng bắt ta phải tự đi giải quyết đừng nói đến gặp mặt hỏi thăm thậm chí đến một cuộc điện thoại hắn cũng không thèm gọi cho ta trong phòng mổ ta đâu đến chết đi sống lại lúc đó ta nhận thấy mình như một con ngốc, hết lòng thương yêu một gã không ra gì, cuối cùng phải gánh chịu đau đớn tuổi nhục. Ánh mắt trương dương tràn đầy vẻ đồng tình nhìn triệu nhị văn, nhưng càng lúc trương dương càng thấy đau đầu. mẹ nó chứ, chuyện của ngươi thì liên quan chó gì đến ta? lão tử chẳng phải chúa giêsu gì gì đó, mấy chuyện cứu vớt chúng nhân này cũng chưa đến lượt ta. nhưng lại thấy bộ dạng đáng thương của nàng ta, trương dương cũng không thể nhẫn tâm mà bỏ đi được tuy không rời đi nhưng cũng không có nghĩa là Trương Dương sẽ ngồi đó mà lắng nghe. Dù sao đó cũng là chuyện riêng của người ta, có muốn hắn cũng không có tư cách quản. Đã không nói ra thì thôi, vừa nói ra Triệu Nhị Văn lại càng cảm thấy thương tâm hơn, nàng tiếp tục khóc thêm một chàng nữa. Trương Dương nhìn đồng hồ một chút, còn chưa đầy 20, nữa là đến hẹn của cố giai đồng. Trương Dương móc điện thoại ra định báo với nàng ta một tiếng đến trễ. Triệu Nhị Văn cũng nhận ra hắn đang có chuyện gì đó, liền nhẹ giọng nói cảm ơn ngươi đã nghe ta nói, giờ ta cũng thấy đỡ hơn rồi. Đúng rồi, lúc nãy ta có hẹn với bạn, chỉ trong chốc lát nữa là cô ấy sẽ tới thôi. Ngươi có việc thì cứ đi trước đi. Lúc này một cô gái cũng sàng sàng tuổi đi tới chỗ hai người, triệu nhị văn vừa thấy nàng ta liền mừng rỡ kêu lên, Vân Yến, ngươi tới đây thật sao? Cô nàng tên Vân Yến kia thoạt nhìn khoảng 20 tuổi, mặc một chiếc váy ngắn cuốn cớn, son phấn trên mặt trang điểm khá đậm, Tuy rằng cũng được gọi là đẹp, thế nhưng lại làm người ta có cảm giác như nàng ta đang đeo mặt nạ vậy. Điểm đáng nói nhất chính là cặp đùi thon dài trắng nõn của nàng ta. Tuy rằng cao cũng chỉ khoảng 1,6m thế nhưng nàng lại sở hữu một đôi chân khá dài đẹp không tì vết, lại thon nhỏ nữa, mà chiếc váy ngắn cuốn cỡn kia lại càng khiến cho cặp đùi kia được phơi bày toàn diện. Trương Dương cứ dán mắt vào cặp đùi đó mãi không tài nào dứt ra được. Dè đâu cô nàng kia từ đầu đến cuối vẫn để ý hắn bằng ánh mắt thù địch thấy Trương Dương cứ nhìn chằm chằm xuống chân mình, nàng nhịn không được chỉ thẳng mũi hắn nói, người có phải là người nữa không hả? Làm người mà lại vô lương tâm, vô trách nhiệm như thế sao? Người làm chuyện xấu xong liền phủi mông bỏ đi, không thèm để ý đến người ta sống chết ra sao? Người là kẻ mặt người dạ thú, không bằng cả đồ xúc sinh. Đột nhiên nàng ta hầm hầm chửi Trương Dương một hồi, xong lại còn định xông tới cho Trương Dương một cái bạt tai nữa. Trương Dương nhanh nhẹn giữ chặt cổ tay nàng trên không. Tự Dương dính phải mớ rắc rối này, tâm tình hắn đã không vui rồi, giờ lại bị bắt nhá cả cục bồ hồn to tướng này nóa, đương nhiên hắn sẽ không chịu ngồi yên chịu trận rồi. Triệu Nhị Văn cuống quyết giải thích, Vân Yến, hắn là bạn của ta, cũng chỉ là vừa đi ngang qua đây thôi. Cô nàng kia tên là Hà Vân Yến, là bạn học cùng lớp với Triệu Nhị Văn. Nàng ta hiện đang làm thêm ở cửa hàng bách hóa chỗ quảng trường Vĩnh An. Biết cô bạn Triệu Nhị Văn gặp chuyện, sau khi xong việc nàng liên vội vã chạy tới đây nàng cũng biết sơ sơ một chút chuyện của Triệu Nhị Văn, bởi vậy vừa thấy Trương Dương liền cho rằng Trương Dương là gã khốn khiếp hại bạn mình. Vừa tới một cái là mắng chửi Trương Dương té tát, lại còn định xông lên dạy dỗ một chập nữa. Lúc này Trương Dương mới buông cổ tay Hà Vân Yến ra, thản nhiên nói, nhà đầu, khi gặp chuyện bất bình muốn rút đao tương trợ thì cũng phải nhìn lại thực lực của mình trước đã. Đừng có mà nông nổi quá lại bỏ mạng trước cả người cần giúp thì oan uổng lắm hà vân yến vẫn chưa chịu buông tha trương dương vẫn cứ nói cứng lại nhìn người cũng chẳng hạng người tốt lành gì nhị văn chẳng phải ta đã dặn đi dặn lại ngươi không nên tiếp xúc nhiều với mấy gã xã hội đen này rồi cơm mà tại sao ngươi vẫn cứng đầy như vậy trương dương nhếch mép cười nhạt váy không tệ trông cũng không khác gì dân ăn chơi đâu hà vân yến chừng mắt nhìn lại đáp lời ăn mặc chỉnh chu cũng chưa chắc đã là hạng người tốt lành Trương Dương ha hả cười nói, trông thế mà hóa ra lại là bé hạt tiêu, chỉ có điều con gái mà có tính cách này, chắc chắn sẽ gặp không ít điều tốt gì trong cái xã hội này. Làm người thì vẫn nên ăn nói đối xử với nhau nhẹ nhàng là hơn. Hà Vân Yến như nghe không thủng, vẫn cứ đối chọi gay gắt lại Trương Dương, ăn nói nhẹ nhàng với người thì còn được, chứ hạng người lưu manh như ngươi. Không xứng, chẳng biết có phải vì sự hiểu nhầm quá sâu sắc hay không mà dù Triệu Nhị Văn đã giải thích rõ, nhưng nàng ta vẫn cú cho rằng trương dương là lưu manh là một gã ngụy quân tử trương dương nhíu nhíu mày giọng cũng hơi khó chịu cho dù ta có là lưu manh hay không cũng không đến lưu ọt ngươi bình phẩm mà trong cách ăn mặc của ngươi cũng chẳng khác gì nữa lang là mấy đâu hà vân yến nổi giận mắng lớn ngươi nói ai đồ vô lại ăn nói tàn dỡ triệu nhị văn thấy hai người bọn họ cãi nhau kịch liệt như vậy cũng quên bẵng không khóc nữa chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn hai người bọn họ đấu khẩu với nhau nhất thời cũng chẳng biết khuyên giải như thế nào. Bỗng nhiên bên cạnh vang lên tiếng còi xe ô tô, xe ô tô tấp vào lề đường rồi dừng lại, cửa sổ hạ xuống mới thấy hóa ra là cố dai đồng, thấy cả đám nàng mỉm cười nói, nhị văn, các ngươi đang nói chuyện gì vậy? Thấy cố dai đồng đến, sắc mặt triệu nhị văn thoáng thay đổi đi. Nàng vội kéo tay cô bạn Hà Vân Yến rời đi, đột nhiên bị lôi đi, Hà Vân Yến cũng không cam chịu, cố gắng níu lại nói, ngươi làm cái trò gì vậy? Ta nhất quyết không tha cho tiểu tử kia." Trương Dương cười lớn lắc lắc đầu ngao ngán, Cố Giai Đồng lại lườm hắn, giọng điệu đầy oán trách, chẳng có chút phong cách của cán bộ nhà nước gì cả. Cứ thế mà cãi nhau với nữ sinh ngay trên đường. Trương Dương chậm rãi đi tới mở cửa xe chui vào, nhìn lại đồng hồ một chút thì giờ mới là 7 giờ kém 10. Cô nàng Cố Giai Đồng này tới hơi sớm một chút, bởi vậy mới được thấy cảnh đấu khẩu vừa rồi của Trương Dương. Trương Dương quay sang thấp giọng nói, "Giờ đi đâu?" Cố dài đồng liếc mắt ý vị thâm trường hỏi, các ngươi vừa rồi nói chuyện gì vậy? Sao trông có vẻ kích động thế? Trương Dương cũng định bụng kể cho nàng ta nghe chuyện của Triệu Nhị Văn. Nhưng nghĩ kỹ lại một chút, thì chắc chắn việc này sẽ gây ra sóng gió không nhỏ tỏng nhà nàng ta. Hơn nữa, đây cũng là việc riêng của Cố Minh Kiệt, nếu như để chị gái hắn biết chuyện xấu của em mình, há chẳng phải Trương Dương trở thành kẻ thọc mạch nói xấu sau lưng sao. Thôi thì thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện trương dương cười nói cũng chẳng có việc gì cả không may gặp nha đầu điên mà thôi chẳng vì sao tự dưng lại mắng chửi người ta nàng ta chửi gì vậy nói ta là lưu manh vô lại cố giai đồng nở nụ cười duyên ta thấy cũng đúng mà đích xác ngươi là lưu manh chẳng sai vừa nghe thấy vậy trương dương liền đặt bàn tay to bè của mình lên bắp đùi căng tròn của cố giai đồng hắn nở nụ cười rào hòa thấp giọng nói ta chỉ muốn làm lưu manh của ngươi mà thôi Cố dài đồng đỏ mặt mắng nhẹ một tiếng, bớt nói bậy đi, ta còn phải lái xe nữa. Cố dài đồng sắp xếp cho Trương Dương một chỗ ở ven hồ thuộc sông Nam Giao. Coi là hồ thu hà chứ thực ra trước kia chỉ là đập chứ nước, sau này được sửa sang nâng cấp lại một chút thành hồ nhỏ. Cũng phải đến hơn 20 căn biệt thự lớn nhỏ khác nhau, nằm rải rác ở bờ bắc của hồ. Những căn biệt thự này cũng chẳng phải do công ty hay nhà nước quy hoạch mà đều là của các chủ doanh nghiệp tự đứng ra xây dựng, bởi vậy phong cách, kích thước mỗi căn lại khác nhau. Căn biệt thự cố Giai đồng nằm ở ngay sát ven hồ, vị trí cũng là đẹp nhất. Vì công việc bận rộn nên bình thường nàng cũng ít khi tới đây. Lúc ô tô chạy vào bên trong, Trương Dương mới càng cảm, cảm nhận sự rộng lớn của căn biệt thự này. Háo hức nhìn quanh một chút, không khỏi cảm thán nói, người giàu thật đó. Cố Giai đồng cười nói, ta thích phong cảnh ở đây bởi vậy mới xây biệt thự. Căn này ta xây cũng 2 năm rồi, nhưng cũng ít khi tới đây ở, mà gia đình ta cũng chẳng ai biết ta có căn nhà này cả. Hai người mở cửa xe bước xuống, đi ở trên mặt cỏ mà cứ như đang đi trên thảm len thượng hạc, Trương Dương cảm thấy cả người như phiêu phiêu tự tại, cảm giác thật là thích thú. Cố dài đồng vẫn một mực ôm chặt cánh tay của Trương Dương, ở chỗ này nàng mới không sợ ánh mắt người khác, thích làm điều gì thì làm. Đây chẳng khác gì chống thiên đường của riêng nàng với Trương Dương vậy đi đến trước bể bơi trong suốt tới tận đấy ở trước biệt thự. Cố dài đồng nhỏ giọng nói, thường ngày ta cũng thuê người giúp việc tới đây dọn dẹp lau chùi. Biết ngươi hôm nay muốn tới đây nghỉ, hôm qua ta đã dặn người dọn dẹp lại phòng cẩn thận rồi. Được rồi, tới phòng ăn đi, xem có gì ăn được không. Trương Dương vòng tay ôm chiếc eo nhỏ của cố dài đồng, kéo thân thể mềm mại của nàng ta vào sát mình hơn. Hắn nhìn thẳng hai mắt nàng cười nói, ta chẳng thiết ăn uống gì cả, chỉ muốn ăn ngươi mà thôi. Cố dài đồng đưa tay hung hăng bóp mũi hăng một cái rồi nũng nịu nói, cứ ăn cho no đi đã, cả tối nay ta đều là của ngươi hết mà. Thấy nàng ta khiêu khích như vây, Trương Dương nhịn không được phải ghé sát vào nhẹ hôn lên đôi môi anh đào kia một cái. Từ lúc biết Hải Lan không từ mà biệt, lại bỏ hắn rời đi, Trương Dương vẫn thấy mất mát chán trường. Nhưng may mắn thay lại có cố dài đồng ở bên cạnh hắn, quan tâm an ủi hắn lúc hắn cô đơn buồn tẻ. Mà ở bên cố dài đồng, Trương Dương chẳng cần phải lo toan, bận tâm suy nghĩ điều gì cả. Cũng có thể do cố dài đồng là một người thành đạt, một người phụ nữ có tinh tự lập cao, vì vậy nàng không cần phải dựa dẫm vào Trương Dương. Mà thậm chí có thể nói, ở cùng một chỗ với nàng ta, thì đều là nàng ta chiếu cô cho Trương Dương ấy chứ. Mở cửa biệt thự ra, cố dài đồng tiện tay bật đèn lên, nhìn thoáng qua thì cả căn phòng bày trí cũng không có gì xa hoa, hầu như toàn dùng chất liệu gỗ là chủ yếu, tuy thiếu đi sự sang trọng của căn nhà, nhưng bù lại, lại tạo cho người khác cảm giác cổ kính ấm áp. Cố dài đồng chỉ chỉ phòng tắm ở lầu hai nhỏ giọng nói, người đi tắm trước đi, ta xuống bếp, xem có gì ăn được không. Quả thật Trương Dương cũng cần phải tắm rửa chỉnh chu lại một chút. Nghe cố dài đồng nói vậy liền gật đầu đồng ý. Lúc tới phòng tắm, Trương Dương liền thấy mấy bộ quần áo cố dài đồng chuẩn bị trước cho hắn. Thấy vật Trương Dương không khỏi lắc đầu cảm thán, nghĩ không ra, trông bên ngoài thì lạnh lùng hờ hững như vậy nhưng nàng ta lại rất tâm lý, lo toan khá đầy đủ. Nằm ở bồn tắm lớn, cảm giác thoải mái dễ chịu kia khiến Trương Dương ngủ thiếp đi. Trong lòng hắn đã có tính toán, sau này phải làm gì để được ở chung với cố giai đồng, tiếp tục duy trì mối quan hệ như hiện nay. Lại nói tới cố giai đồng, hiển nhiên nàng ta không muốn quan hệ của hai người bị bại lộ, sở dĩ ở chung với hắn cũng là lén lén lút lút, chẳng khác gì yêu đương vụng trộm, Nghĩ lại thì ban đầu hai người bọn họ xung khắc với nhau, lúc nào cũng đấu khẩu nói xấu nhau. Rồi đến khi Hải Lan không may gặp chuyện thì sự xung khắc của hai người lại chuyển thành tương hổ cùng cảm kích. Chẳng biết có phải tình cảnh hai người lúc đó giống giống nhau hay không, mà dần dà họ lại hiểu nhau, thông cảm cho nhau hơn. Rồi cũng từ đó, quan hệ của họ càng lúc càng phát triển mạnh mẽ cho tới bây giờ. Nói thật Trương Dương cũng không ít lần suy nghĩ tại sao mối quan hệ giữa hắn với cô nàng cố gia đồng lại có thể phát triển tới mức này được. Hắn cũng chỉ là một gã chủ nhiệm văn phòng bé tẹo, rồi thì vừa tới Bắc Kinh là người tình của hắn, Hải Lan gặp chuyện không may. Và cũng vì nàng ta tận tình giúp hắn săn sóc cho Hải Lan mà dần ra cảm tình của hắn với nàng ta càng nhiều hơn. Thế nhưng đó chỉ là cảm tình, hay sự cảm kích dành cho ân nhân đã giúp đỡ mình chứ không phải tình yêu. Trương Dương chậm rãi nhăm hai mắt lại, nhớ lại lần đầu tiên bọn họ quan hệ thân mật. Xem ra lúc đó là do tình cảnh tác động khiến cảm xúc hai người thăng hoa chứ tuyệt nhiên chẳng có gì gọi là tình yêu nam nữ cả. Nghe được tiếng bước chân mềm mai của cố giai đồng, khóe miệng trương dương không khỏi lộ ra chút tiêu ý. Cố giai đồng chậm rãi đi vòng ra sau lưng hắn, vươn bàn tay nhỏ nhắn của mình nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ngắn của hắn. Trương Dương cứ tĩnh lặng hưởng thụ cảm giác thích thú đó. Bọn họ như nghe được tiếng hô hấp, tiếng tim đạp rộn ràng của nhau. Cố Giai Đồng nhẹ giọng hỏi, đang suy nghĩ điều gì vậy? Nhớ ngươi, là nhớ về chuyện của hai chúng ta trong lúc đó. Khuôn mặt xinh đẹp của Cố Giai Đồng cũng đỏ bừng lên, không còn vẻ mặt băng lãnh cương nghị của một vụ nữ tổng giám đốc nữa. Mà thay vào đó là sự e thẹn quyến rũ đến mê người. Nàng hớt đám bọt xung quanh đổ lên đầu Trương Dương cười khanh khách nói, ăn đi. Trương Dương không nói không rằng quay phát lại, vòng tay ôm chặt cái eo nhỏ của nàng ta nửa thân trên lõa lồ của hắn lộ rõ mồn một, cố dài đồng cắn cắn môi, thân thể nàng hơi run một chút. Bộ quần áo của nàng bị trương dương làm ướt không ít chỗ. giọng điệu của nàng cũng trở nên nhỏ tí, gần như không nghe rõ nữa, đi ăn cơm trước đi, có được hay không? Trương Dương nở nụ cười xấu xa, rồi đột nhiên tay hắn dùng lực một chút, bất ngờ kéo cả người cố dai đồng vào bồn tắm. Cố dai đồng hét lên một tiếng nhưng đã muộn, cả người rơi vào bồn tắm, Quần áo trên người liền ướt xuống bó sát vào người, càng làm nổi bật những đường cong mê người. Nàng giận dữ mắng nhẹ, muốn hại chết ta. Còn chưa dứt lời thì cái miệng nhỏ xinh của nàng đã bị Trương Dương dùng miệng chặn lại. Cố giai đồng chỉ giấy dụa một chút mang tính tượng trưng, rồi sau đó liền hôn đáp trả lại hắn mãnh liệt. Trương Dương vốn định cởi dần quần áo nàng ta, nhưng thật không ngờ, quần áo dính nước, bó sát vào người cực kỳ khó cởi. Mãi mà không tài nào cởi ra được. Trương Dương liền bực mình dùng sức xé toạc hết ra. Từ chỗ bị hắn xé lộ ra đôi bồng đào căng tròn trắng nón, cùng hai điểm hồng hồng khiêu gợi. Trương Dương ngắm nhìn đến thất thần, nước dãi không tự chủ được mà chảy xuống một ít. Chống ngực hắn thì đập thình thịch mãi không thôi. Cặp đùi đẹp mê người của cố dai đồng bị Trương Dương nhẹ nhàng tách ra. Tiếp đó, nàng cảm nhận rõ một vật cưng cứng lại âm ấm đang không ngừng tiến vào thân thể mình. Nước trong bồn cũng bị những động tác đầy mạnh mẽ của Trương Dương tạo thành những con sóng, đập liên tục vào thành bồn, nước tràn hết cả ra ngoài. Trước những đọt trùng kích đầy mạnh bạo của Trương Dương, cố dài đồng nắm chặt lấy cánh tay hắn, thân thể mềm mại cũng uyển chuyển theo từng động tác của hắn, cùng với tiếng rên rỉ đầy sung sướng. Ở chỗ vắng vẻ này, nàng có thể thỏa thích làm những gì mình muốn, không sợ người khác dòm ngó, cứ việc cuốn theo dòng cảm xúc mãnh liệt trong người, không giấu giếm, không kìm nén bất cứ điều gì. Lúc hai người bọn họ bắt đầu ăn cơm tối thì cũng đã là 9 giờ hơn. Cố Giai Đồng phải hâm lại chỗ thức ăn lúc nãy nấu. Bây giờ nàng đã thay một chiếc áo ngủ màu trắng tinh nửa trong suốt, bên dưới mặc độc một chiếc quần chip hình chữ T đen nhánh. Cặp đùi trắng nõn không tì vết hoàn toàn phơi bày trước mặt Trương Dương. Ánh mắt Trương Dương không tài nào rời khỏi cặp đùi trắng muốt kia. Được người mình yêu ngắm nhìn, đó cũng là một loại hạnh phúc, Cố Giai Đồng dịu dàng chuyển bát cơm đến trước mặt hắn nũng nịu nói có gì đẹp đâu mà nhìn suốt thế. Nhanh ăn cơm đi, ta mà ăn cơm trong tình huống này được ta, cô còn là đàn ông rồi. Ta lại cứng lên mất rồi, thằng nhã này mặt dạn mày dày nói một cách thản nhiên như không. Cố dai đồng chừng mắt mắng, không được hư, mau chóng ăn cho xong đi không lại nguội hết, bằng không đêm nay ta không cho ngươi lên giường nữa đó. Tuy miệng nói vậy nhưng ánh mắt nàng lại chuyển dần xuống chỗ giữa hai chân hắn, trông cái ấy lại đang ngóc đầu lên rõ ràng, nhớ tới trận chiến điên cuồng vừa rồi khuôn mặt xinh đẹp của cố giai đồng lại hơi đỏ hồng lên giọng nàng nhẹ nhàng lại như khiêu gợi ngoan đừng hư nữa buổi tối tỉ tỉ thưởng cho ngươi trương dương tươi cười hớn hở gật đầu lia lịa lần đầu tiên hắn cảm thấy sự ấm cúng như một gia đình mà cố giai đồng lại như một người vợ hiền thục đảm đang trương dương nhoẻn miệng cười thấp giọng nói chị giai đồng quả thật chị là một người phụ nữ hoàn mỹ Cố Gia Đồng Phong tình vạn trùng liếc mắt nhìn hắn, sao bỗng nhiên lại nói ta như vậy? Một người phụ nữ hoàn mỹ tức là khi tiếp khách thì dáng phu nhân thành thục, khi vào bếp lại chẳng khác gì vú già, còn lúc ở trên giường thì lại là một thiếu phụ phóng đáng phong tình vạn trùng. Những điểm đó chị đều có cả. Quen biết lâu như vậy, Cố Gia Đồng cũng biết, mấy lời của thằng nhãi chỉ nên tin ba phần bàn tay trắng nõn nhỏ xinh của nàng ở dưới gầm bàn hung hăng nhéo một cái thật đau vào bắp đùi hắn, cũng từ ngươi mà ra cả chứ còn sao nữa. Sao ta lại làm mấy chuyện xấu xa đó được, chị dai đồng à, thế lúc nãy là ai cứ luôn miệng kêu gào muốn chết muốn sống vậy. Khuôn mặt hồng của cố dai đồng lại càng đỏ bừng hơn, nàng trừng mắt mắng, còn dám nói bậy bạ nữa, tối nay ta bắt ngươi ngủ gầm giường luôn đó. Trương Dương ân cần chuyển đĩa rau đến trước mặt nàng, ăn nhiều một chút tôi còn có sức mà chiến đấu tiếp cố giai đồng cũng chẳng dám đấu khẩu với thằng nhãi kia về vấn đề này nữa không khéo lại kích thích dục vọng của hắn hắn lại muốn làm luôn ở đây thì nàng khéo léo chuyển trọng tâm câu chuyện năng chuyện mở nhà hàng ở bắc kinh được rồi không nói linh tinh nữa quay về vấn đề chính đi người thấy thủy thượng nhân ra thế nào nếu muốn ta có thể xây dựng mô hình kinh doanh y như họ trương dương lắc lắc đầu lúc này mới nói nhận định của mình cho cố giai đồng nghe Cố dài đồng cũng không ngờ Trương Dương lại có những kiến giải mới mẻ lại sâu sắc như vậy. Đúng như hắn nói, ở Bắc Kinh không thiếu nơi xa hoa bậc nhất, nếu muốn cạnh tranh được thì bắt buộc phải tạo cho mình điểm đặc biệt riêng không giống với bất kỳ chỗ nào khác. Lần trước đến núi Thanh Thai chơi, nàng cũng có ấn tượng khá sâu sắc về bữa tiệc thịt dê núi của lục đại trụ. Từ trước tới giờ phong cách làm việc của nàng là mạnh mẽ táo bạo, nếu như đã có quyết định rồi thì liền bắt tay vào thực hiện ngay, cũng được, vậy ngươi liên hệ lại với lục đại trụ một chút xem hắn có đồng ý lên bắc kinh đứng bếp ở quán chúng ta hay không sau đó ta liền bắt tay vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng trương dương cũng biết tính cách của cố giai đồng thấy vậy nhịn không được cười nói không cần phải vội vàng như vậy nhìn đi nhìn lại ngươi là một tổng giám đốc cả công ty lớn làm ăn lớn như vậy chắc cũng chẳng thèm để ý đến cái quán cơm còn con này chứ ánh mắt cố dài đồng đầy quyến rũ nhìn hắn có lẽ sau này ta sẽ chuyển dần công việc làm ăn lên bắc kinh có thể nói nhà hàng này là bước đầu tiên để ta thâm nhập vào bắc kinh phải chăng là muốn ngày nào cũng ở cùng một chỗ với ta ít nói bậy đi ta còn nhiều điều trọng yếu phải làm đâu có giống như ngươi lúc nào cũng chỉ muốn thăng quan tiến chức đắc thế lại còn hành xử như lưu manh nữa chứ trương dương ha hả nở nụ cười hắn cười ngặt nghẽo hơn nửa ngày mới thôi chị giai đồng có chuyện ta không biết có nên nói hay không, Trương Dương làm cái vẻ do dự nhưng thật ra là muốn dụ nàng ta hỏi, có chuyện gì thì mau mau nói ra, đừng có ấp a ấp úng như vậy. Trương Dương vươn tay lấy cái khăn giấy lau lau mồm, thấp giọng nói, vậy còn Ngụy Trí Thành, chị định tính sao? Cố Giai đồng cũng thấy nao nao, quả thật nàng cũng không ngờ Trương Dương lại hỏi về vấn đề này. Nàng suy nghĩ một chút mới trả lời, chuyện của gia đình ta có liên quan gì tới quan hệ của chúng ta hay sao? Trương Dương nghiêm túc gật đầu, trước kia thì không, nhưng hiện giờ thì có, sau này thì lại càng phải liên quan hơn. Trong lòng ta đã coi ngươi là nữ nhân của ta, ta sẽ không để bất kỳ kẻ nào chia cắt được hai ta. Thằng nhãi này ra vẻ khí phách hào hùng nói như chém đinh chặt sắt. Cố dài đồng cắn cắn môi, đôi mắt đẹp cũng ươn ướt một chút, nàng nhỏ giọng nói từ lâu ta với hắn đã không còn chút quan hệ gì nữa. Cái từ vợ chồng kia cũng chỉ là trên danh nghĩa, trên giấy tờ mà thôi. Người cũng biết đó, hiện giờ ta với hắn đã ở riêng, đã lâu rồi không có gặp nhau. Nếu như không phải cha ta ép buộc thì ta đã viết giấy ly hôn từ lâu rồi. Trương Dương cầm bàn tay nhỏ bé của cố Giai Đồng, khe khẽ xoa xoa một chút. Cố Giai Đồng lại nói tiếp, ta với người khác nhau, bản thân ta còn phải để ý nhiều thứ, sợ rằng vì mình mà người khác bị ảnh hưởng. Ta còn phải nghĩ tới cảm nhận của người nhà ta, cho dù ta có ly hôn với ngụy trí thành thì chắc chắn cha ta sẽ không cho ta đến với ngươi trương dương lẳng lặng nhìn nàng không nói điều gì hắn cũng chỉ là một gã cán bộ phụ cấp bé tẹo hẳn là cô bí thư sẽ không thèm để vào mắt bỗng nhiên trương dương lại nhớ tới tả hiểu tình mẹ nó chứ nhìn người mà các người chỉ nhìn vào mỗi chức vị của người ta to hay nhỏ thôi sao lần đầu tiên trương dương cảm thấy tự ti vì tự ti mà hắn lại càng phẫn nộ hơn Cố dai đồng cũng nhận ra vẻ mặt khó chịu của Trương Dương, nàng ôn nhu khuyên bảo, chúng ta như hiện giờ chẳng phải rất tốt sao. Chỉ cần thật tâm yêu nhau thì danh phận còn nghĩa lý gì chứ. Người còn khát vọng của ngươi, mà ta cũng còn sự nghiệp của ta. Mà cạnh ngươi cũng không phải không có hồng nhan chi kỷ, ta cũng không muốn trở thành vật cản trên tình trường của ngươi. Nàng nói thì có vẻ mạch lạc lưu loát, tỏ rõ sự phóng khoáng của mình, nhưng chỉ cần để ý hắn sẽ nhận ra trong câu nói vừa rồi ẩn ẩn có nỗi niềm chua sót không nói lên lời. Ánh mắt Trương Dương tràn đầy yêu thương nói, ta không muốn quan hệ của chúng ta cứ mập mờ không rõ ràng như vậy. Mà trên hết, ta không muốn người phải chịu ủy khuất. Cố dài đồng dịu dàng cười nói, tiểu tử ngốc, tình cảm của ngươi có thể chia thành nhiều phần, ngươi có thể ôm nhiều nữ nhân vào lòng một lúc được. Nhưng ta thì lại không thể, đây mới là điều trọng yếu nhất, ngươi có hiểu không? Có lẽ ngươi là một người yêu tốt, nhưng chắc chắn ngươi không phải là một người chồng tốt trương dương vội vàng phản bác lại ta phải là một người yêu tốt lại càng phải là một người chồng tốt hơn nữa cố giai đồng khanh khách nở nụ cười được rồi chúng ta a à bên ngoài nói chuyện đi ra hồ bơi thế nào cố giai đồng ỷ ôi ngồi tựa đầu vào vai trương dương hai người ngồi ở thành bể tựa đầu vào nhau cùng ngắm nhìn bầu trời sao trên cao đôi chân trắng nón của cố giai đồng đang ngâm dưới nước chốc chốc nàng lại nghịch nước làm bọt nước bay tung tóe tuy rằng gió đêm hơi xe xe lạnh nhưng trong lòng hai người đều cảm thấy ấm áp sự ấm áp của tình yêu tay trương dương hơi dùng sức một chút ôm chặt thân thể cố dai đồng hơn hắn nhẹ giọng nói nếu như cả đời này đều được như bây giờ thì tốt biết bao nếu như ngươi bớt đáng ghét đi thì cả đời này ta sẽ ở cạnh ngươi như vậy trong khung cảnh lãng mạn như vậy bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều trở nên ôn như đến lạ thường cho dù bình thường cố giai đồng có là người phụ nữ quyết liệt đến nhường nào đi nữa thì giờ cũng không ngoại lệ. Trương Dương gật đầu, cúi đầu hôn lên chán nàng một cái. Cố giai đồng luôn khiến cho hắn cảm giác vững chắc, không giống như mấy tiểu cô nương nhõng nhẽo một trăng hai chứa khác. Dù thế nào đi chăng nữa nàng vẫn lặng lẽ giúp đỡ, cầu chúc cho hắn hạnh phúc mà không đòi hỏi hắn phải đáp lại. Thử hỏi trên đời này có được mấy người phụ nữ như nàng ta cơ chứ? Nghĩ đến đây Trương Dương không khỏi cảm thấy mình may mắn, may mắn khi có được cố giai đồng bỗng nhiên cố giai đồng như nhớ ra việc gì đó trương dương ta muốn ngươi giúp ta một chuyện trương dương gật đầu nói cứ nói chỉ cần làm được ta sẽ nỗ lực hết sức cố giai đồng lại có vẻ do dự một chút cuối cùng nàng vẫn quyết định nói bệnh tình dưỡng dưỡng càng ngày càng chuyển biến tốt hơn ta nghĩ sau này ngươi không nên gặp mặt con bé nữa đột nhiên trương dương lại cảm thấy nao nao sau đó há liền hiểu ra ẩn ý của cố giai đồng trong câu nói vừa rồi chắc hẳn nàng ta sợ rằng hắn với cô bé dưỡng dưỡng nảy sinh tình cảm nhưng mà trương dương lại chỉ cho rằng nàng ta lo nghĩ hơi thừa trương dương nhìn thẳng vào mắt cố giai đồng mỉm cười chậm rãi nói ngươi yên tâm đi ta chỉ coi dưỡng dưỡng như em gái mình dù ta có là lưu manh thì cũng không đến nỗi đem cả hai chị em nhà ngươi thu hết vào lòng như vậy cố giai đồng trợn mắt nhìn hắn nói nhưng trái với những gì ngươi nghĩ đột nhiên nàng lại dừng lại không nói tiếp đoạn sau nữa vội vàng nói làng đi ta tin ngươi chỉ coi dưỡng dưỡng như em gái nhưng như vậy không có nghĩa là dưỡng dưỡng coi ngươi là anh trai ngươi có hiểu không trương dương có vẻ khó hiểu nhìn lại cố giai đồng cố giai đồng lại nói tiếp dưỡng dưỡng gần như không tiếp xúc nhiều với xã hội bên ngoài con bé chẳng khác gì tiểu nha đầu ngốc nghếch ngây thơ đến đáng thương thực sự ta không muốn con bé nảy sinh tình cảm với ngươi nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần nhìn vào mắt con bé, ta lại cứ có cảm giác không yên tâm. Trương Dương, con bé vừa mới tìm lại được niềm vui của cuộc sống, đừng làm tổn thương nó lần nữa. Trương Dương cười khổ nói, nghe người nói mà ta cứ cảm giác như mình gây tội không bằng. Được rồi, người yên tâm đi, sau này ta sẽ chú ý hơn. Hai chân dưỡng dưỡng chắc cũng sắp khỏi hẳn rồi, chắc cũng không cần ta phải tới khám lại nữa. Mà có tới khám lại, ta cũng sẽ không tiếp chuyện với cô bé nữa, tuyệt đối giữ khoảng cách nhất định, đã được chưa? Mà nếu như vẫn không được nữa thì ta nói rõ mọi chuyện với con bé. Nói rõ cái gì? Nói chuyện của hai ta cho con bé biết. Ngươi dám, cố dài đồng trợn mắt hung dữ nhìn hắn. Trên đời này không có chuyện gì mà Trương Dương ta không dám làm cả. Nói đến đây Trương Dương luôn hai tay xuống bắp đùi nàng, dùng sức bế nàng lên, lại làm bộ như muốn ném nàng ta xuống bể bơi. Cố dài đồng đang ôm chặt lấy cổ hắn, dịu dàng nói, người dám bỏ ta xuống sao? Dám. Trương Dương chậm rãi buông tay để cố dài đồng xuống, nhưng không phải là bỏ xuống nước mà là đặt xuống giường. Hai tay Trương Dương chống xuống giường, nhìn thật sâu vào mắt cố dài đồng, phần bên dưới thì đè sát vào người nàng ta. Cố dài đồng đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn, sau đó hai người liền hôn nhau nồng nhiệt, hai thân thể cứ quấn sát vào nhau lăn lộn trên giường. Rốt cuộc cố dài đồng cũng nằm lên trên người Trương Dương được. Nàng ngượng ngùng nở nụ cười, rồi cúi xuống hôn môi hắn một cái. Vừa hôn, tay nàng vừa chậm rãi cởi từng chiếc cúp áo của hắn. Chiếc môi anh đào hôn dọc xuống cổ hắn, tiếp đến là ngực, rồi cơ bụng rắn chắc. Đầu lưỡi của nàng cứ thế mân mê mơn trớn trên khắp người hắn, tay nàng đưa ra kéo tắt chiếc đèn ngủ ở đầu giường. Trong bóng tối, toàn bộ quần áo của Trương Dương đều được cởi bỏ ra. Trương Dương cảm nhận rõ ràng tiểu đệ đệ của mình đang bị đầu lưỡi của Cố Gia Đồng khiêu khích trêu đùa. Trương Dương hơi gồng mình ngẩng đầu lên định nhịn xuống nhưng mọi thứ đều tối om, chẳng trông rõ được điều gì. Hắn chỉ đành thả lỏng người xuống giường, tận hưởng cái cảm giác đê mê sung sướng khó tả kia. Hắn nhịn không được mà thò tay xuống vào loạn tóc của cố giai đồng. Cố giai đồng khẽ cười một tiếng rồi cắn nhẹ một chút. Trương Dương định ngồi dậy lại bị nàng ta đẩy ngã trở lại. Trong ánh sáng lờ mờ hắt hiu ngoài cửa, Trương Dương nhận ra thân thể mềm mại kia đang chậm rãi ngồi dậy liền đó trương dương cảm nhận rõ tiểu đệ đệ đang tiến vào một chỗ ẩm ướt lại chật hẹp biết chuyện gì đang xảy ra trương dương không khỏi hít sâu một hơi chờ mong cái cảm giác thần tiên kia mau chóng đến trong bóng đêm cố giai đồng thả lỏng thân thể mình cứ thế trồi lên hạ xuống theo từng đợt khoái cảm mái tóc dài xóa tung kết hợp với thân thể trắng nõn càng khiến nàng xinh đẹp quyến rũ động lòng người ngay lúc bọn họ đang đạt đỉnh cao của khoái cảm thì điện thoại của cố giai đồng lại kêu lên đến giờ nàng mới như một người đang trong xe. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 90.